Nô thị cực phẩm y thần, Diệp Thần. Tập 606. Nhật nguyệt cảnh cường giả, thần hóa ánh sáng của bầu trời, chỉ cần thế gian này, còn có một tia tia sáng tồn tại, cho dù chỉ là một điểm đom đóm, một điểm ánh nến, nhật nguyệt cảnh cường giả cũng có thể nhờ trùng sinh, chỉ cần đại đạo bản nguyên không có bị thương tổn, bọn hắn vô hạn phục sinh, vô hạn trùng sinh, khí tức cũng sẽ không có chút khuyết tổn. Tử vong đối bọn hắn tới nói, tổn thương không thể so với đi một đầu tóc nghiêm trọng bao nhiêu. Muốn giết chết nhật nguyệt cảnh cường giả, nhất thiết phải trước tiên phá mất bọn hắn đại đạo bản nguyên, nhưng muốn phá diệt nhật nguyệt đại đạo bản nguyên, coi như gọi cùng là nhật nguyệt cảnh cường giả ra tay, đều không nhất định làm được. Diệp Thần chỉ có thiên đế cảnh 6 tầng trời tu vi, coi như hắn át chủ bài đông đảo, coi như thiên thanh tử đứng bất động cho hắn giết, hắn dùng thiên đế kiếm chém giết trăm ngàn lần, thiên thanh tử cũng có thể không tổn hao gì phục sinh trăm ngàn lần. Chỉ cần đại đạo bản nguyên không bị đến tổn thương, nhật nguyệt cảnh cường giả, bọn hắn có thể vô hạn lần không hao tổn phục sinh, huyết nhục cũng tốt, tinh thần cũng tốt, linh hồn cũng tốt, những vật này bất quá là trong từ đại đạo bản nguyên diễn sinh ra tới đặc tính, chỉ cần bản nguyên bất diệt, huyết nhục bị diệt sát vô hạn lần, liền có thể trùng sinh vô hạn lần. Loại cảnh giới này tồn tại, đã hoàn toàn vượt qua không không lúc nào chống không tu luyện phạm trù, Diệp Thần trước đó cũng cho tới bây giờ chưa thấy qua loại này cấp bậc cao thủ. Cho dù là hắn, bây giờ cũng sinh ra một cỗ đối mặt rãnh trời cảm giác hít thở không thông. Thiên thanh tử cường đại đến để cho Diệp Thần ngạt thở. Ôi, nhật nguyệt cảnh cường giả, quả nhiên lợi hại. Diệp Thần thở phì phò, vừa mới thi triển thiên trảm nhất kiếm, để cho hắn tiêu hao rất lớn. Vì thế, lúc này Diệp Thần có toàn bộ luân hồi trận doanh trợ lực, lại có thiên đạo chúc phúc, thiên trảm mang tới phản phệ, hoàn toàn có thể tiếp nhận, không cần lại ngoài định mức hiến tế bảo vật điều giải cân bằng. Chỉ tiếc, cuộc chiến đấu này, trước mắt đến xem, Diệp Thần không có nghe được nhậm tiền bối âm thanh, cũng không có nhận được nhậm tiền bối chúc phúc, hai người tin tức ngăn cách. Nghĩ đến là lần trước, hồn thiên đế phi thăng thời điểm, nhậm tiền bối ra tay chém ra một kiếm, xúc động một ít quy tắc, bây giờ đã không thể xuất thủ nữa. Coi như nhậm tiền bối có thể ra tay, hắn cũng không hy vọng. Bởi vì cái này đại giới thực sự quá lớn. Nhậm tiền bối tuy là chính mình người hộ đạo, nhưng hắn hy vọng, nhậm tiền bối tận lực bảo toàn chính mình. Như vậy hắn như vẫn lạc, luân hồi hỏa chủng còn có thể nhậm tiền bối trên tay kéo dài. Đến nỗi Siva, hắn chắc chắn sẽ không ra tay. Liên lụy đến Thái Sơ, đừng nói Siva, thiên tổ đoán chừng đều sẽ nghĩ sâu tính kỹ. Nhưng không biết vì cái gì, hắn có thể cảm giác được tinh không bỉ ngạn, nhậm tiền bối cùng Siva đều nhìn chính mình. Bọn hắn có lẽ cũng rất bất lực a. Người cũng rất lợi hại, luân hồi chi chủ. Ngươi thần thông thuật pháp, đủ loại cơ biến, thắng qua ta không chỉ gấp 10 lần. Thiên thanh tử dương mắt lạnh lẽo Diệp Thần, cho dù phẫn nộ cừu hận, nhưng hắn đáy mắt chỗ sâu, cũng là không che giấu được tán thưởng cùng sợ hãi thán phục. Diệp Thần thần thông thuật pháp quá cường đại, vô luận là thiên trảm một kiếm hủy diệt khí thế, vẫn là vừa mới tránh né thiên thanh tử đánh lén thời không pháp tắc thủ đoạn, đều để thiên thanh tử mặc cảm. Nhưng kỹ xảo chung quy là kỹ xảo, không cách nào thay thế sức mạnh bản thân. Ngươi thần thông kỹ pháp, thắng qua ta không chỉ gấp 10 lần, nhưng lực lượng của ta, thắng qua ngươi làm sao chỉ gấp 10. Thiên thanh tử cánh tay nâng lên, cùng trời cộng minh, nguyên bản bầu trời xanh thẳm, hô hô vang dội, phong vân biến ảo, một khoảng trời ảm đạm xuống, đã biến thành u ám thâm thúy tinh không, vô tận tinh quang đáp lại thiên thanh tử. Tinh thần bạo liệt thần quang mũi tên. Thiên thanh tử ngưng kết tinh quang, trong tay hóa ra một chi rực rỡ lập lòe tinh huy lăng lệ quang mũi tên, mãnh liệt hướng Diệp Thần bắn tới. Đạo ánh sáng này mũi tên uy thế, so trước đó cường hãn mấy lần, ẩn chứa thiên thanh tử cực hạn nhật nguyệt thần uy, đem ven đường hư không đều ép bạo. Diệp Thần cảm nhận được một cỗ hít thở không thông sát phạt, toàn thân khí thế đều bị tập trung, đối mặt cái này quang mũi tên, hắn cũng lại không thể nào tránh né. Nếu như bị quang mũi tên bắn trúng, Diệp Thần tuyệt đối phải trong nháy mắt chết bất đắc kỳ tử, không có nửa điểm khả năng sống sót. Thiên thanh tử nói rất đúng, Diệp Thần cùng thực lực của hắn chênh lệch thực sự quá quá lớn rồi. Diệp Thần đủ loại thần thông thuật pháp, đích xác cực điểm biến hóa cơ hội xảo, huyền diệu vô tận, nhưng kỹ xảo là kỹ xảo, không cách nào thay thế sức mạnh bản thân, chỉ có cảnh giới tu vi bản nguyên lực lượng, mới là có thể dựa nhất, căn bản nhất tồn tại. Một cái đom đóm, coi như nắm giữ nhiều hơn nữa kỹ xảo, ánh sáng của nó, cũng không cách nào cùng nhật nguyệt so sánh, thiên địa đại nhật thần quang nghiêng một chút tả xuống, cái này đom đóm cho dù có nhiều hơn nữa kỹ xảo, cuối cùng cũng chết diệt. Không có bất kỳ cái gì may mắn chỗ trống. Bây giờ đối mặt thiên thanh tử cái này nhật nguyệt cảnh cường giả, Diệp Thần cảm giác chính mình là một cái đom đóm.
3. Rắc rắc phần phật. Tại đông đảo ánh mắt kinh hãi bên trong, Thiên Thanh Tử Quang mũi tên bắn giết đến Diệp Thần trước mặt, nhưng ra ngoài ý định, cái này hung mãnh lăng lệ một tiễn, đồng thời không có thể gây tổn thương cho đến Diệp Thần. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Diệp Thần sử dụng một khối cổ lão bia đá, trên tấm bia đá khắc một cái màu vàng thiên chữ, chính là Thiên Bi. Hắn lấy Thiên Bi làm thuẫn, chặn Thiên Thanh Tử một tiễn. Thiên Thanh Tử Quang mũi tên bắn tại Thiên Bi bên trên, trực tiếp xả kích phải Thiên Bi nứt ra, nhưng hắn quang mũi tên bên trên sức mạnh cũng hoàn toàn bị Thiên Bi hóa giải mất, không có sát thương Diệp Thần. Đây là, trong truyền thuyết luân hồi cơ thạch, Thiên Bi sao? Thiên Thanh Tử nhìn thấy Thiên Bi, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc thần sắc. Tương truyền Thiên Bi là luân hồi đạo cơ thạch, nắm giữ vô cùng diệu pháp, cái này cơ thạch cũng không phải là kiên cố phải không thể phá hủy, mà là bị phá hủy sau, còn có thể từ bể tan tành trong trạng thái trùng sinh, tựa như luân hồi giống như sinh sôi không ngừng, vĩnh viễn cũng sẽ không hủy diệt. Thiên Bi bản thân, liền ký thác thiên tổ luân hồi bất diệt, sinh sôi không ngừng ý chí. Tại nguy cấp thời điểm, Diệp Thần trực tiếp dùng Thiên Bi, đỡ được Thiên Thanh Tử nhất kích. Mượn Thiên Bi thủ hộ, Diệp Thần chỉ hoãn qua một hơi, bàn tay nắm chặt, toàn thân bắt đầu tràn ngập ra từng sợi sát khí, nhưng cũng không phải thiên đấu sát thần sát lục mệnh cách sát khí, mà là một loại càng thâm trầm, càng quỷ dị, kinh khủng hơn khí tức. Là vực sâu khí tức. Ân, quỷ khí tức của thần. Thiên Thanh Tử cảm nhận được Diệp Thần trên thân truyền ra khí tức, gương mặt lập tức biến đổi. Diệp Thần tế ra Thiên Bi thời điểm, hắn đều không kinh hoàng, dù sao cái này Thiên Bi tối đa cũng chính là một cái tấm chắn, tối đa cũng chỉ có thể ngăn cản hắn nhất kích. Hắn vừa mới một đao quang mũi tên, đã để Thiên Bi nứt ra, cái này tấm chắn cũng đã mất đi tác dụng, tuy nói Thiên Bi năng lượng sinh sôi không ngừng, tựa như luân hồi, nhưng Thiên Bi vết thương khôi phục, cần thời gian, tại Thiên Bi khôi phục phía trước, hắn đều có thể diệt sát Diệp Thần trăm ngàn lần. Chỉ là, bây giờ cảm nhận được Diệp Thần trên thân truyền ra vực sâu quỷ bí khí tức, Thiên Thanh Tử lại là luống cuống. Thiên Bi mặt này tấm chắn, không đả thương được hắn, nhưng vực sâu sức mạnh, lại là phải chết tồn tại. Nhật Diệu Phần Thiên Trảm. Thấy tình thế không ổn, Thiên Thanh Tử, đánh đòn phủ đầu, trong miệng quát mạnh một tiếng, giơ kiếm cùng Thiên Thượng Đại Nhật Cộng Minh, vô tận thần ánh sáng mặt trời huy, hội tụ đến trên thân kiếm của hắn, thậm chí đem trọn thanh kiếm đều thiêu đốt phải một mảnh đỏ thẫm. Xoẹt. Thiên Thanh Tử xuất kiếm, kinh thiên đại nhật kiếm mang, hoành phá hư không, bẻ gãy nghiền nát thuấn sát đến Diệp Thần trước mặt. Đây là nhật nguyệt cảnh cường giả ra sức nhất kích, đạo kiếm mang này huy hoàng, để cho phía dưới quan chiến đám người, cũng cảm giác mình hai mắt bị đâm mù, không cách nào nhìn thẳng. Toàn bộ luân hồi thánh địa, thậm chí gần phân nửa không không lúc nào khoảng không, đều bị một kiếm này tia sáng chiếu rọi thành mặt trời đỏ liệt hỏa một dạng màu sắc, vô tận sinh linh run rẩy. Lần này, Diệp Thần không cách nào lại dùng Thiên Bi ngăn cản. Mạo hiểm bên trong, Diệp Thần sau lưng pháp tướng, Thiên Đấu Sát Thần pháp tướng, lại là cúi người xuống, quả thực là thay Diệp Thần ngăn lại một kiếm này. Xuy. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Pháp tướng trong nháy mắt diệt vong, như dưới ánh nắng chứa chan tuyết động, Thiên Đấu Sát Thần trong nháy mắt trọng thương, linh hồn bị thiêu đốt. Tại luân hồi trong mộ địa phát ra tiếng kêu thảm, hét thảm một hồi liền đã biến thành trầm thấp thở dốc. Mộ chủ, ta, tận lực. Thiên Đấu Sát Thần thở phì phò, thần hồn thân thể chịu đại nhật kiếm hỏa thiêu đốt đốt, nghiêm trọng tổn thương, cơ hồ phai mờ. Đối mặt Thiên Thanh Tử loại ngày này nguyệt cảnh cường giả, Thiên Đấu Sát Thần cũng có chút vô lực, may mắn hắn chấp trưởng sát lục mệnh cách, dựa vào sát lục mệnh cách nội tình, quả thực là tiếp nhận Thiên Thanh Tử một kiếm. Ta biết, tiền bối, khổ cực ngươi. Chúng ta có thể thắng. Diệp Thần khẽ cắn môi, cảm nhận được Thiên Đấu Sát Thần cùng sát lục mệnh cách sức mạnh, đều từ trong kinh mạch của mình cởi ra, hắn thoáng chốc cảm giác đột nhiên trống rỗng. Nên làm cái gì? Diệp Thần trong đầu đột nhiên nghĩ đến một loại biện pháp, đó chính là nhiễu sóng thiên thư. Chỉ có vực sâu sức mạnh, mới có thể đối kháng Thiên Thanh Tử. Thậm chí chém giết Thiên Thanh Tử. Có thể vực sâu chi đạo cuối cùng cùng mình đạo đi ngược lại. Không đến vạn bất đắc dĩ. Hắn thật không nguyện ý như thế. Ngay tại Diệp Thần không biết nên như lúc ban đầu xử lý thời điểm, luân hồi thiên quốc bên trong, Diệp Thần nghe được một thanh âm. Một cái lâu ngày không gặp âm thanh. Hoàn Mỹ. Huyền Thanh đạo trưởng rời đi không không lúc nào chưa từng có đã thông báo, Hoàn Mỹ bản thể chính là Diêm Phù Tinh Thạch, từ một loại nào đó ý nghĩa đến xem, nàng chính là một khối đá, mà lại là liền trụ thần đều quan tâm tảng đá. Trước đây Huyền Thanh đạo trưởng chính là vì mang Hoàn Mỹ tránh né tinh không bị ngạn truy sát, mới đi đến không không lúc nào khoảng không. Hơn nữa Huyền Thanh đạo trưởng đã thông báo,
không đến vạn bất đắc dĩ, muôn ngàn lần không thể sắp tới đạt đến tu luyện vạn cổ thạch thần pháp hoàn thành phía trước bại lộ tại tinh không bị ngạn cường giả phía trước. Hắn không nghĩ nhiều nữa, câu thông hoàn mỹ nói, đạt đến nhi, thế nào? Rất nhanh, Diệp thần trong đầu liền truyền đến hoàn mỹ thanh âm lo lắng, Diệp đại ca, ta muốn ra tới, ta có thể giúp người đối kháng tên hư hỏng này. Hắn dám khi dễ Diệp đại ca, ta liền để hắn chết. Diệp thần lông mày nhíu một cái, vẫn nói, đạt đến nhi, người vạn cổ thạch thần pháp tu luyện đến tầng thứ 9 sao. Dù sao thiên thanh tử sau lưng dính đến tinh không bị ngạn còn có thái sơ, một khi hắn chết, nhân quả tất nhiên sẽ chuyển đến tinh không bị ngạn. Hoàn mỹ như không có tu luyện tới tầng thứ 9, tất nhiên bại lộ. Đến lúc đó, trước mắt vấn đề mặc dù giải quyết, nhưng hoàn mỹ thì càng nguy hiểm. Diêm phù tinh thạch thế nhưng là trụ thần đều nghĩ nhúng chàm tồn tại a. Hoàn mỹ do dự mấy giây, nhỏ giọng nói, Diệp đại ca. Ta đã tu luyện hoàn thành, ta có thể giúp ngươi. Ta cảm thấy chỉ cần ta đi ra, ta liền có thể để ra hỏa này thân tử đạo tiêu. Ta muốn giúp ngươi. Diệp thần như thế nào nghe không hiểu hoàn mỹ đang nói láo, hắn tin tưởng hoàn mỹ xem như Diêm phù tinh thạch, khẳng định có thủ đoạn đối phó tinh không bị ngạn người. Nhưng hắn không hy vọng hoàn mỹ bây giờ ra tay. Hoàn mỹ sẽ xảy ra chuyện. Hắn truyền thanh nói, hoàn mỹ, hảo ý của ngươi ta xin tâm lĩnh, xin cứ tin tưởng Diệp đại ca, ta có biện pháp hóa giải. Hoàn mỹ còn muốn nói nhiều cái gì, lại trực tiếp bị Diệp thần chặt đứt liên hệ. Tinh không bị ngạn. Một tòa nguy nga cung điện đứng sừng ở Linh Phong chi đỉnh. Bậc thềm ngọc quỳnh trụ, điềm lành rực rỡ, lại khó nén bây giờ đại điện ngưng trọng sơ sát tiêu điều bầu không khí. Vân Dật Phong hai tay chắp sau lưng, một bộ xanh nhạt trường bào, vạt áo thêu lên viền vàng trong gió không nhúc nhích tí nào, phảng phất bị cái này trầm trọng không khí áp chế. Khuôn mặt của hắn bởi vì phẫn nộ mà hơi hơi phiếm hồng, trong hai con ngươi hình như có hàn tinh lấp lóe, lạnh lùng nhìn chằm chằm điện hạ quỳ hai tên thanh niên đệ tử. Mộ Dung U nguyên nhân cái chết, tra được như thế nào? Vân Dật Phong âm thanh trầm thấp, lại giống như cuốn lấy kinh lôi, tại trong cung điện vang vọng. Hai tên đệ tử cơ thể hơi run rẩy, đầu rủ xuống phải thấp hơn. Trong đó một tên đệ tử lấy dũng khí, run giọng nói, trở về. Hồi sư tôn, chưa có tin tức. Không không lúc nào khoảng không gần nhất dị biến chiếm đa số, kỳ thực sư huynh vốn là dự định mang về tin tức, nhưng chẳng biết tại sao tại không không lúc nào khoảng không dừng lại rất lâu. Sau cùng tin tức dường như là Phản Thiên Đại Điển. Nhưng Phản Thiên Đại Điển một chút cụ thể tin tức, chúng ta còn không cách nào thu hoạch. Bất quá, tinh không bị ngạn thiên sạch cổ điện tựa hồ phái sứ giả đi tới, không biết có chuyện gì. Đợi bọn hắn sứ giả trở về, sư phó có lẽ có thể sai người hỏi một chút không không lúc nào chống không sự tình. Vân Dật Phong nghe, trong mắt lửa giận trong nháy mắt như núi lửa phun trào. Phế vật, hắn gầm thét một tiếng, tay phải bỗng nhiên vung lên. Một đạo kiếm khí bén nhọn như trường hồng quán nhật, thẳng tắp hướng về cái kia nói chuyện đệ tử vọt tới. Đệ tử kia hoảng sợ trừng lớn hai mắt, muốn tránh né nhưng căn bản không kịp. Kiếm khí trong nháy mắt xuyên thấu thân thể của hắn, hắn phun ra một ngụm máu tươi, cơ thể như diều đứt dây giống như bay ra ngoài, nặng nề mà nện ở trên cột cung điện, sau đó chậm rãi trượt xuống. Vân Dật Phong cũng không liền như vậy bỏ qua, hai tay của hắn nhanh chóng kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm. Chỉ thấy một đạo u hắc tia sáng từ hắn lòng bàn tay bắn ra, thẳng tắp chui vào cái kia ngã xuống đất đệ tử mi tâm. Đệ tử kia linh hồn phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, sau đó liền tại quang mang này bên trong dần dần tiêu tan, hình thần câu diệt. Còn lại tên đệ tử kia sớm đã dọa đến mặt không còn chút máu, cơ thể như run rẩy giống như lay động, mồ hôi lạnh ướt đẫm phía sau lưng quần áo. Vân Dật Phong chậm rãi quay người, từng bước hướng về tên đệ tử kia đi đến. Mỗi đi một bước đều tựa như đạp ở đệ tử kia đầu quả tim bên trên. Hắn đi đến đệ tử trước mặt, hơi hơi cúi người, ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú lên hắn, mở miệng lần nữa, ta nhường ngươi điều tra Diêm phù tinh thạch, nhưng có rơi xuống. Đệ tử bờ môi run rẩy, trên hàm răng phía dưới run lên, cơ hồ nói không nên lời đầy đủ tới, sư. Sư tôn, ta, chúng ta còn tại, đang tra. Diêm phù tinh thạch tiêu thất quá lâu, đầu mối duy nhất vẫn là người đạo trưởng kia. Có thể người đạo trưởng kia xuất quỷ nhập thần, sơn môn bị hủy, không biết ven đường. Vân Dật Phong lạnh rên một tiếng, đứng lên, đứng chắp tay. Mộ Dung U chết, ta sẽ lại phái người cha. Đến nỗi Diêm phù tinh thạch, cho ngươi thêm 3 tháng, nếu vẫn không thu hoạch được gì, hắn chính là kết quả của ngươi. Nói đi, hắn phất ống tay áo một cái, quay người biến mất ở cung điện chỗ sâu. Chỉ để lại tên đệ tử kia tê liệt ngã xuống trên mặt đất,
ánh mắt bên trong tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng. Không không lúc nào khoảng không. Quay về thực tế, Diệp Thần không nghĩ nhiều nữa, hai con người đóng chặt, rất nhanh cơ thể có một cỗ vô cùng phong phú cảm giác, vực sâu năng lượng đã trút xuống toàn thân. Thiên Thanh Tử sắc mặt nặng nhiên, liền thấy Diệp Thần toàn thân sát khí tuôn ra, da thịt xương cốt phát ra răng rắc vặn vẹo âm thanh, nhục thân nứt ra, từ bên trong chảy ra không hiểu dơ bẩn cùng nước mủ. Là nhiễu sóng, nhiễu sóng lão tổ khí tức. Người đã lấy được nhiễu sóng lão tổ chân truyền. Thiên Thanh Tử một hồi dùng mình, cảm giác Diệp Thần cả người đều biến thành dị dạng, nội tâm của hắn cảm thấy vô cùng bất an. Đối với Thiên Thanh Tử, mặc dù ngươi là Nhật Nguyệt cảnh cường giả, nhưng cũng không phải là không thể chiến thắng. Nếu là có thể ô nhiễm ngươi đại đạo bản nguyên, ngươi cũng muốn chết. Diệp Thần cắn răng, bắp thịt cả người đùng đùng nứt ra, hắn thu hồi Thiên Đế kiếm, đưa tay đến đằng sau mò tới cột sống của mình cốt, sau đó, tại Thiên Thanh Tử, Nguyên Thiên Đế, Kỳ Tưởng nhớ rõ ràng, Phật Tổ bọn người ánh mắt kinh hãi bên trong, Diệp Thần thế mà xé mở ra thịt, đem chính mình toàn bộ xương cột sống rút ra. Cái này thật sự là vô cùng kinh khủng một màn, cũng vô cùng quỷ dị kinh dị, Diệp Thần thế mà đem cột sống của mình cốt, hoàn toàn rút ra, toàn bộ xương cột sống tại vực sâu khí tức nhuộm dần phía dưới, bạch cốt bên trong bò đầy côn trùng, chảy xuôi chảy xuống bẩn thỉu máu đen cùng nước mủ, nhìn cực kỳ khủng bố. Đây là nhiễu sóng thiên thư bên trong ghi lại quỷ dị pháp môn, vực sâu tủy sống kiếm. Vực sâu tủy sống kiếm, thi triển phương pháp này, cùng vực sâu cộng minh, có thể được vực sâu chúc phúc. Toàn thân khí tức quỷ dị ra thân, xương cột sống rút ra, có thể hóa kiếm, mang theo cực điểm nhiễu sóng vặn vẹo quỷ bí sức mạnh, có thể ô nhiễm thế gian hết thảy nguồn sáng. Răng rắc, Diệp Thần rút ra cột sống của mình cốt, cả người liền như là ma thần, xương sống răng rắc dị dạng biến thành một cái vặn vẹo cốt kiếm. Đã mất đi xương cột sống trèo trống, Diệp Thần thân thể rõ ràng có chút bất ổn, nhìn giặt dẹo, lúc nào cũng có thể sẽ bị một trận gió thổi ngã, toàn thân đều đang chảy lấy máu tươi. Vực sâu chúc phúc quanh quẩn toàn thân hắn, đầu hắn cũng giống méo sẹo búp bê một dạng nghiêng qua một bên, bàn chân đạp mạnh, cơ thể lấy một cái quỷ dị như ma tư thái, một chút bật lên bắn tới Thiên Thanh Tử trước mặt. Trong tay vực sâu tủy sống kiếm, mang theo bóng tối vô biên dơ bẩn khí tức, mãnh liệt hướng Thiên Thanh Tử cơ thể đâm tới. Thiên Thanh Tử còn không có bị Diệp Thần công kích được, cũng đã phát ra không hiểu thê lương thét lên, giống như đáy lòng chỗ sâu nhất sợ hãi bị kích thích ra. Đó là đối với vực sâu sợ hãi. Vực sâu chúc phúc, đối với Diệp Thần tới nói, là nhiễu sóng, là vặn vẹo, cũng là có thể công cụ giết người, nhưng đối với Thiên Thanh Tử tới nói, chính là tinh khiết nguyên rùa. Thân thể của hắn, coi như bị Thiên Đế kiếm chém giết trăm ngàn lần, cũng có thể phục sinh, nhưng nếu như, lọt vào vực sâu tủy sống kiếm xuyên qua, hắn đại đạo bản nguyên, lập tức liền phải bị chí mạng ô nhiễm, lập tức liền muốn chết đi. Luận phong mang sát phạt, Diệp Thần vực sâu tủy sống kiếm. Không sánh được Thiên Đế kiếm vạn nhất, nhưng cái này hoàn toàn do chính mình xương cột sống hóa thành kiếm, lại tràn ngập bẩn thỉu nhất sơ bẩn quỷ dị vạn vẹo ô nhiễm khí tức, thậm chí đủ để ô nhiễm Nhật Nguyệt cảnh đại đạo bản nguyên. Vèo một tiếng, Thiên Thanh Tử hoàn toàn không dám đối kháng chính diện, trực tiếp bày ra Nhật Nguyệt thân pháp, xa xa trốn tránh mở ra. Ma quỷ, ngươi là ma quỷ. Luân hồi chi chủ, ngươi tự cam đọa lạc vực sâu, ngươi còn có cái gì tư cách cướp đoạt thần sắc đẹp, ngươi không xứng nắm giữ nàng. Từ ngươi tự cam đọa lạc một khắc kia trở đi, ngươi chính là một đầu dẫy giụa trong bùn nhão giỏi bỏ. Thiên Thanh Tử thất thanh kêu to, trước đây Diệp Thần, còn có đường hoàng chính khí phong thần anh tuấn bộ dáng, nhưng bây giờ, hoàn toàn chính là một đầu vực sâu ma vật, toàn thân chảy xuôi huyết cùng tà ác. Phía dưới Kỳ Tưởng nhớ rõ ràng, Hạ Nhược Tuyết, Thiên Nữ Chư Nữ đều không đành lòng nhìn kỹ, che mặt mà khóc, các nàng biết, nếu không phải cường địch bức bách, Diệp Thần sao lại đến nỗi này. Hắn đạo, có Phật. Có đế, có ma, nhưng vực sâu, lại là giá quá lớn. Đi ngược lại. Nhưng hắn có lựa chọn sao? Căn bản không có. Ngươi không có tư cách chỉ trích ta, Thiên Thanh Tử, là ngươi bức ta. Diệp Thần nhếch miệng như là dã thú cười cười, nhiễu sóng thiên thư pháp tắc vận chuyển, trực tiếp để không gian đều sinh ra nhiễu sóng. Hắn một cái dậm chân, trực tiếp xuyên toa không gian, nắm chặt vực sâu xương cột sống, mãnh liệt giết đến Thiên Thanh Tử trước mặt. Thiên Thanh Tử hoảng hốt. Không nghĩ tới Diệp Thần thủ đoạn quỷ dị như vậy, lại một chút liền chém giết tới. Vội vã bên trong, hắn vội vàng lui lại tránh né, nhưng vẫn là chậm một bước, xoẹt một tiếng, bị Diệp Thần một kiếm chảm phá áo bào, tại trên lồng ngực chém ra một đạo sâu đậm miệng máu, vết thương trong nháy mắt nhuộm dần vực sâu kịch độc, tẩm bổ ra màu tím đen thi ban cùng ngọa nguậy dòi bỏ. Thiên Thanh Tử kêu thê lương thảm thiết đứng lên,
cảm nhận được một cỗ suốt đời không có sắc bén kịch liệt đau nhức, chỗ lồng ngực vết thương thế mà không thể khép lại, hắn điều động nhật nguyệt tia sáng, điên cuồng quán chú tịnh hóa, trong lúc nhất thời, thế mà cũng tịnh hóa không xong. Đây là vực sâu ăn mòn, thuộc về pháp tắc tầng diện nguyền rủa, cực kỳ khủng bố. Ta muốn giết ngươi, luân hồi chi chủ, ta muốn giết ngươi. Thiên thanh tử triệt để thất thố, cũng đã triệt để mất đi lý trí. Diệp thần một kiếm này, mặc dù không có giết chết hắn, nhưng đã thương tổn tới hắn đại đạo bản nguyên, hắn muốn khôi phục, không biết phải hao phí bao nhiêu thời gian. Bị vực sâu ăn mòn, tựa như bị vực sâu ký sinh, cơ hồ là khó giải, liền chí cao vô thượng thái sơ, đều không thể giải quyết. Huy hoàng kim luân, đại nhật thần huy, thân ta như lửa đốt, thiên luân thiên chiếu kiếm. Thiên thanh tử phát ra ngâm sướng, toàn thân liệt nhật quang huy bành trướng hừng hực, thế mà đang thiêu đốt mình quang. Hắn đang thiêu đốt bộ phận đại đạo bản nguyên sức mạnh, kiếm trong tay ông tác hưởng, bộc phát ra cực kỳ chói mắt liệt nhật huy hoàng, trên trời cả vầng thái dương, cũng rơi xuống, đúc nóng đến thân kiếm của hắn bên trong. Luân hồi thánh địa bên ngoài, không không lúc nào giữa không trung, có từng mảng lớn tinh không, từng khỏa hằng tinh dập tắt, vô tận hằng tinh năng lượng, toàn bộ bị thiên thanh tử triệu hoán tới, dung nhập kiếm của hắn bên trong đi, kiếm của hắn đã không phải là kiếm, mà là một vòng hội tụ ức vạn thái dương cực lớn thái dương. Suy suy suy, thiên thanh tử xuất kiếm, trong nháy mắt bộc phát thiên bách điều liệt nhật kiếm mang, điên cuồng hung ác vô song hướng Diệp thần chém giết mà đi, một chiêu này tên là thiên luân thiên chiếu kiếm, tụ tập chư thiên hằng tinh chi lực, lại thiêu đốt chính mình đại đạo bản nguyên, uy thế cực kỳ khủng bố. Lúc này Diệp thần, tại vực sâu chúc phúc quanh quẩn phía dưới, là một đầu hắc ám quái ma vật, hắn đối mặt thiên thanh tử thiên luân thiên chiếu kiếm, cái kia thiên bách điều hừng hực kiếm mang, hắn cảm giác chính mình là dưới ánh nắng chứa chan cương thi. Toàn thân da thịt đều tại suy suy bốc khói bốc hơi. Vực sâu chúc phúc là có hạn, mà lúc này thiên thanh tử chém ra kiếm mang, lại đủ để phá diệt vực sâu. Thiên bách điều kiếm mang một chút chém giết đến trên thân Diệp thần, cơ thể của Diệp thần chịu đến lực lượng khổng lồ trùng kích vào, cả người từ trên không trung rơi xuống, thiên bách điều kiếm mang hội tụ thành một đạo ánh mặt trời trụ, đem cả người hắn xuyên qua, oanh một tiếng đánh rơi trên mặt đất, trực tiếp đem đại địa đều đánh xuyên một cái lỗ thủng, bụi đất sôi sục hơi khói cuồn cuộn. Diệp thần cảm giác chính mình trong nháy mắt sẽ chết mất, trên người vực sâu toàn bộ khí tức bị bốc hơi tán loạn. Loại thống khổ này cảm giác là hắn trước nay chưa có. Hắn cùng nhau đi tới, tuy có khó khăn trắc trở, nhưng chênh lệch lớn như vậy, phảng phất lần đầu. Thiên thanh tử còn không vừa lòng, điên cuồng gầm thét lại chém ra từng cái kiếm mang, từ trên cao chém bay mà ra trực tiếp chém đến Diệp thần trên thân thể. Chỉ là trong khoảnh khắc, cơ thể của Diệp thần liền bị vô tận kiếm mang chạm cắt rào cắt thành bọt máu, chết đến mức không thể chết thêm. Ca ca, ngôi sao nhỏ nhìn thấy Diệp thần chết, hóa thành một vũng máu mạt, tại chỗ liền sợ đến hét dầm lên, lảo đảo nghiêng ngã chạy tới. Kỳ tưởng nhớ rõ ràng, Hạ Nhược Tuyết, Thiên Nữ, Ngụy Dĩnh, Phật Tổ bọn người, cũng là xuất hiện một màn kinh hãi. Bọn hắn muốn xông tới, nhưng một cổ vô hình trở ngại lại khống chế bọn hắn. Chẳng lẽ Diệp thần thật đã chết rồi? Kỳ tưởng nhớ rõ ràng, Hạ Nhược Tuyết chúng nữ nhìn nhau, hai con người đều tràn đầy một cỗ phẫn nộ cùng kiên định. Nếu là Diệp thần thật sự xảy ra chuyện, các nàng sẽ không chút do dự lựa chọn tự bạo. Dùng hủy diệt tự thân cùng quyền hành làm đại giá, cũng muốn trọng thương cái này thiên thanh tử. Nhưng mà, thiên nữ lại là nhíu mày, sự tình giống như không có đơn giản như vậy. Tinh không bỉ ngạn. Phốc. Chẳng biết tại sao, Nhậm Phi Phàm đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Khí tức đều hư nhược mấy phần. Nhậm Phi Phàm sắc mặt tái nhợt, nhưng ánh mắt nhưng như cũ kiên định sắc bén. Hắn ngồi xếp bằng xuống, cấp tốc vận công chữa thương, hùng hồn nhật nguyệt chi lực tại thể nội lưu chuyển, chữa trị kinh mạch bị tổn thương cùng tạng phủ. Thời gian dần qua, hắn khí sắc khôi phục mấy phần, nhưng mà phản vệ mang tới thương tích vẫn nặng nề như cũ. Siva ở một bên, như có điều suy nghĩ, hắn biết rõ cái này phản vệ chi lực không thể coi thường, nếu không xử lý thích đáng, vô cùng có khả năng ảnh hưởng Nhậm Phi Phàm căn cơ. Siva ánh mắt ngưng lại, quyết định xuất thủ tương trợ. Chỉ thấy hắn đưa tay phải ra, phù văn thần bí trong hư không lấp lóe, cường đại thần lực giống như thủy triều tuôn ra, chậm rãi rót vào Nhậm Phi Phàm thể nội. Nhậm Phi Phàm cảm nhận được Siva sức mạnh, trong lòng ấm áp. Khóe miệng của hắn lộ ra một đạo nụ cười, nhưng nụ cười này không quan hệ Siva ra tay, mà là Diệp thần. Diệp thần chung quy là hóa giải. Siva nói, Diệp thần cử động lần này, mặc dù đối với ngươi có một chút ảnh hưởng, nhưng dù sao cũng so ngươi hiến tế hảo. Không thể không nói, Diệp thần kinh nghiệm chiến đấu quá phong phú,
nếu không phải thiên thanh tử cảnh giới nghiền ép, phàm là Diệp Thần lại đề thăng một chút thực lực, chỉ sợ thiên thanh tử chắc chắn phải chết. Nhậm Phi Phàm đột nhiên nói, ta cảm thấy, dù cho chênh lệch cảnh giới to lớn như thế, thiên thanh tử vẫn là chắc chắn phải chết. Tiền bối, ta hiểu rất rõ Diệp Thần. Diệp Thần sẽ không tiếc bất cứ giá nào, hiến tế hết thảy, cũng biết thủ hộ người bên cạnh mình, thủ hộ trong lòng của hắn đạo. Siva hiếu kỳ nói, trong khoảng thời gian này, hắn hiến tế quá nhiều thứ, còn có thể hiến tế cái gì? Nhậm Phi Phàm nhìn về phía một cái phương hướng như có điều suy nghĩ, còn có chân chính thứ thuộc về hắn, cũng liên quan đến thiên tổ. Siva tựa hồ hiểu rồi cái gì, hắn trầm tư mấy tức, nói, không đối với, không chỉ liên quan đến thiên tổ, hắn còn có một thứ đồ vật không thi triển. Nhưng hắn thật có thể làm đến sao? Nhậm Phi Phàm vừa định nói cái gì, đột nhiên trong ngực một cây phất trần chi ti bay ra, phất trần chi ti tựa hồ cảm nhận được cái gì, trong nháy mắt thiêu đốt hóa thành cho tàn. Nhậm Phi Phàm thần sắc đại biến, cái này phất trần chi ti là lúc trước Huyền Thanh đạo trưởng nói với mình cơ duyên là lưu lại, dùng làm hai người câu thông. Mà giờ khắc này, cái này phất trần chi ti không hiểu tự đốt, hiển nhiên là Huyền Thanh đạo trưởng xảy ra chuyện. Cách Nhậm Phi Phàm ngoài ngàn dặm một mảnh thương sơn bên trong. Huyền Thanh đạo trưởng một bộ thanh bào tại gió núi bên trong bay phất phới, hắn thân ảnh như quang, không gian vặn vẹo, huyễn ảnh khó lường. Phía sau hắn bảy đạo lưu quang càng nhanh, cuối cùng ngăn ở Huyền Thanh đạo trưởng trước người. Bảy vị thân mang áo đen gánh vác cự kiếm nam tử tản ra lạnh thấu xương sát ý, đem quanh hắn ở giữa. Huyền Thanh đạo trưởng cầm trong tay phất trần, vẻ mặt nghiêm túc, hắn biết rõ hôm nay một hồi ác chiến không thể tránh được, cũng may Hoàn Mỹ không ở bên cạnh hắn, bằng không thì Hoàn Mỹ liền nguy hiểm. Kể từ trở lại tinh không bị ngạn sau, hắn bị đuổi giết quá lâu, mấu chốt không chỉ một thế lực đuổi giết hắn. Dù sao Diêm Phù tinh thạch quá trọng yếu. Hy vọng tiểu tử kia có thể chiếu cố tốt đạt đến nhi a. Huyền Thanh đạo trưởng thầm nghĩ. Cầm đầu kiếm đạo cường giả lạnh rên một tiếng, Huyền Thanh, giao ra Diêm Phù tinh thạch, tha cho ngươi khỏi chết. Huyền Thanh đạo trưởng thần sắc bình tĩnh, cất cao giọng nói, đệ nhất, ta không biết các ngươi đang nói cái gì, thứ hai, như thế bảo vật. Há lại là các ngươi bọn này ác đồ có thể nhúng chàm. Nói đi, hắn huy động phất trần, trong miệng nói lẩm bẩm, trong chốc lát, thiên địa biến sắc, cuồng phong gào thét dựng lên. Từng đạo tia sáng từ dưới chân hắn lan tràn ra, tạo thành phức tạp phù văn trận đồ. Trong trận hào quang ngút trời dựng lên, như lợi kiếm vậy đâm về bảy vị kiếm đạo cường giả. Bảy vị kiếm đạo cường giả thấy cảnh này, liếc nhìn nhau, đều có dự định. Không có bất kỳ cái gì nói nhảm, bọn hắn thân hình chớp động. Trường kiếm trong tay vung vẩy xuất ra đạo đạo kiếm khí. Kiếm khí răng khắp nơi, cùng sát trận tia sáng đụng vào nhau, phát ra đinh tai nhức óc tiếng oanh minh. Trong lúc nhất thời, giữa thiên địa tia sáng bắn ra bốn phía, đất đá bay mù trời. Phốc! Mấy tức sau đó, Huyền Thanh đạo trưởng phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch, hắn liếc mắt nhìn chung quanh, biết rõ dưới mắt chỉ có thể không ngừng rót vào linh lực, tăng cường sát trận uy lực. Nhưng mà... Bảy vị kiếm đạo cường giả phối hợp thực sự quá ăn ý, giống như bảy đạo lưu tinh trụy lạc đại địa. Kiếm khí của bọn hắn lại như cùng một tờ gió thổi không lọt lưới, dần dần chế trụ sát trận tia sáng. Theo một tiếng vang thật lớn, sát trận phá toái, Huyền Thanh đạo trưởng như gặp phải trọng kích, lại phun ra một ngụm máu tươi. Bảy vị kiếm đạo cường giả thừa cơ mà lên, kiếm khí giống như thủy triều hướng hắn vọt tới, Huyền Thanh, người sơn môn bị hủy, những cái kia người vô tội cũng là bởi vì ngươi mà chết. Ngươi nếu muốn sống, chỉ có giao ra Diêm Phù tinh thạch. Nói xong, cầm đầu cường giả thân hình lóe lên, xuất hiện tại Huyền Thanh đạo trưởng sau lưng, một đạo kiếm khí bén nhọn xẹt qua, Huyền Thanh đạo trưởng cánh tay trái tại chỗ bị chém nứt, máu tươi bắn tung tóe. Hắn thống khổ kêu lên một tiếng, lại cắn răng tiếp tục chiến đấu. Hắn biết hắn không có lựa chọn, hoặc là chết, hoặc là trốn, dù là một chút hy vọng sống. Nhưng mà, trong chốc lát, lại một đường kiếm khí đánh tới. Cánh tay phải của hắn cũng thoát ly cơ thể, mất đi hai cánh tay Huyền Thanh đạo trưởng thân thể lung lay sắp đổ. Nói, Diêm Phù tinh thạch ở nơi nào, bằng không chúng ta có một vạn loại biện pháp giày vào ngươi. Cầm đầu kiếm đạo cường giả tay cầm trường kiếm, chống đỡ tại Huyền Thanh đạo trưởng cổ họng, thản nhiên nói. Huyền Thanh đạo trưởng tiến về phía trước một bước, tùy ý mũi kiếm đâm vào cơ thể, máu tươi chảy ra, hắn trợn mắt nhìn, ta cận kề cái chết cũng sẽ không nói cho các ngươi biết bọn này bại hoại. Cường giả kia sắc mặt trầm xuống, lần nữa huy kiếm, tại Huyền Thanh đạo trưởng trên thân lưu lại mấy đạo vết thương. Hơn nữa mỗi một đạo vết thương đều tràn ra một tia quỷ dị ma hỏa. Như lửa đốt thiên đại kiếp đồng dạng toàn tâm thống khổ lan tràn toàn thân, đó là nhục thể thống khổ, càng là linh hồn thống khổ.
Huyền Thanh đạo trưởng biết mình hôm nay khó thoát khỏi cái chết. Trong lòng của hắn dâng lên một cỗ hào hùng, hắn nhớ tới chính mình tu đạo một đời, vì chính là thủ hộ nội tâm chính nghĩa, có thể nào làm cho những này ác nhân được như ý. Hắn tụ tập được toàn thân còn sót lại linh lực, tinh quang lưu chuyển, một tòa ba chân đại đỉnh, hiển hóa ra ngoài, trong miệng hắn hô to, đạo trời sáng tỏ, chính khí trường tồn. Trong chốc lát, cái kia tinh không đỉnh, bắt đầu tản mát ra hào quang chói sáng, tia sáng càng ngày càng thịnh, sau đó, vỡ ra. Tinh quang tràn ngập, khí tức hủy diệt đáng tồn, cả ngọn núi đều tựa như hóa thành đất bằng. Không không lúc nào khoảng không. Bầu không khí càng thêm ngưng trọng. Cái kia bọt máu đâm đau luân hồi trận doanh đám người. Bọn hắn không thể nào tiếp thu được Diệp Thần vẫn lạc. Nhưng mà thiên nữ đóng lại đôi mắt đẹp, hướng mọi người nói, chúng ta quen biết Diệp Thần nào có dễ dàng như vậy thất bại. Trò hay còn tại phía sau. Không ngại các ngươi cũng cảm thụ phía dưới. Đám người hơi hơi ngẩn người, sau đó cùng thiên nữ đồng dạng đóng lại hai con ngươi, rất nhanh bọn hắn liền phát hiện, trong không khí tựa hồ vẫn tồn tại Diệp Thần khí tức. Mặc dù rất suy yếu, nhưng Diệp Thần chắc chắn còn chưa có chết. Thiên Thanh Tử tự nhiên cũng cảm nhận được, nhíu nhíu mày, nói, luân hồi chi chủ, ra đi, ta biết ngươi còn chưa có chết, nhiều nhất không quá nặng thương. Nhìn xem trên đất một vũng máu mạt, lại cảm nhận được Diệp Thần hư nhược khí tức, Thiên Thanh Tử cảm xúc bình phục rất nhiều, không còn là vừa mới bộ kia nóng nảy bắn nổ bộ dáng. Trên mặt đất bãi kia bọt máu bên cạnh, hư không vặn vẹo một chút, hiện ra một đạo vết thương chồng chất bóng người, chính là Diệp Thần. A, à, Diệp Thần vừa xuất hiện, lập tức liền cảm thấy trọng thương suy yếu, tê liệt trên mặt đất. Ca ca, ngôi sao nhỏ vội vàng đi tới nâng, nàng vừa mới còn tưởng rằng Diệp Thần chết, đều chuẩn bị mở ra luân hồi sách. Bây giờ Diệp Thần còn chưa có chết, nhưng nhìn thấy Diệp Thần trọng thương bộ dáng, ngôi sao nhỏ cũng là gấp đến độ nước mắt đều chảy ra. Chỉ thấy Diệp Thần trên thân, vực sâu chúc phúc đã tán đi, hắn khôi phục người bình thường bộ dáng, không còn là một cái ác ma quái vật. Nhưng thân thể của hắn, thụ thương thật sự là kinh khủng. Rất đau. Loại đau này là đau đến cốt tủy đau. Đầu tiên, phát động nhiễu sóng thiên thư, Diệp Thần toàn thân vặn vẹo, da thịt nứt ra, thậm chí đem cột sống của mình cốt đều rút ra, coi như bây giờ vực sâu chúc phúc tản đi, thân thể của hắn bị vặn vẹo tổn thương, cũng là cực kỳ nghiêm trọng. Còn có, vừa mới Thiên Thanh Tử ra tay, vòng thứ nhất trăm ngàn đầu Thái Dương kiếm mang, vô tận kiếm mang hội tụ thành ánh mặt trời trụ. Những thứ này kinh khủng sát phạt tổn thương, thế nhưng là thật sự rõ ràng buông xuống tại Diệp Thần trên thân. Diệp Thần toàn thân da thịt đều hiện đầy kiếm thương, bụng dưới tức thì bị ánh mặt trời trụ xuyên qua ra một cái trong suốt lỗ thủng, hiện tại hắn lại còn có thể còn sống, thực sự cũng là kỳ tích, phàm là hắn thể chất kém chút, y thuật kém chút, đã sớm hôi phi yên diệt. Là phân thân chết thay thuật, người còn có loại thần thông này. Thiên Thanh Tử nhìn xem trọng thương Diệp Thần, lại nhìn một chút Diệp Thần bên cạnh một vũng máu mặt. Nhìn rõ thiên cơ, liền biết Diệp Thần vừa mới, là dùng phân thân chết thay các loại thuật pháp, tránh thoát tổn thương chí mạng. Vừa mới công kích của hắn có hai vòng, vòng thứ nhất công kích, Diệp Thần bản thể đã nhận lấy, trực tiếp bản thân bị trọng thương, vòng thứ hai công kích, Diệp Thần kịp thời di hình hoán ảnh, lấy phân thân chết thay, tránh khỏi bản thể tử vong. Thiên Thanh Tử chém giết, trên thực tế là Diệp Thần Thanh Liên phân thân. Nhậm tiền bối, vẫn là người phân thân, đã cứu ta một mạng a. Diệp Thần trong lòng lẩm bẩm nói, hắn Thanh Liên phân thân, trên thực tế là dùng Nhậm Phi Phàm một tia huyết nhục tạo ra. Xét đến cùng, lần này, Nhậm Phi Phàm cũng coi như giúp hắn. Ánh sáng của bầu trời thần dược thuật kim quang, tại Diệp Thần trên thân tràn ngập, bị quất rơi xương cột sống chậm rãi sinh ra, toàn thân vặn vẹo xương cốt cũng tại răng rắc khôi phục tại chỗ, vết thương chồng chất huyết nhục đang chậm rãi nhúc nhích khép lại, liền bị đánh xuyên ra một cái lỗ thủng bụng dưới, cũng tại chậm rãi rút ra huyết nhục khôi phục khép lại. Thiên Thanh Tử nhìn thấy Diệp Thần thần diệu như thế y thuật, cũng là hơi có chút chấn kinh, nói, người lấy được vị đại nhân kia chân truyền. Hắn nói tới vị đại nhân kia, kỳ thực chính là Phỉ Nhiêu đế quân, bất quá tam thanh tên, tại nhiều khi, cũng là cấm kỵ, không thể hô to. Dừng một chút, Thiên Thanh Tử đôi mắt thoáng qua một tia che lấp, nói, luân hồi chi chủ, ngươi trồng loại thần thông thuật pháp, đích xác vô cùng ảo diệu, làm cho người hoa mắt, nếu như ngươi cũng là nhật nguyệt cảnh, ngươi một ánh mắt, liền có thể diệt sát ta. Nhưng tiếc là, người chỉ là thiên đế cảnh, giữa chúng ta, chênh lệch cảnh giới tựa như lạch trời, người nhiều hơn nữa thủ đoạn, cũng không thể bù đắp to lớn như vậy chênh lệch. Có thể làm ta đại đạo bản nguyên tổn thương, người cũng không dậy nổi, nhưng cũng dừng ở đây rồi. Thiên Thanh Tử nhìn một chút trên lồng ngực của mình vết thương, như cũ tại chảy máu mủ, còn có côn trùng ngọ nguậy,
vừa mới Diệp Thần bộc phát vực sâu nhiễu sóng sức mạnh, quả thực để hắn thụ thương không nhẹ. Nhưng bất kể như thế nào, cảnh giới của hắn cùng sức mạnh, cũng là hoàn toàn nghiền ép Diệp Thần. Trận chiến đấu này kết thúc, người hẳn là biết rõ, chênh lệch giữa chúng ta, khủng bố cỡ nào. Tiếp tục đánh xuống, người chỉ có chết. Dừng ở đây a, đem thần sắc đẹp tôn giả giao cho ta. Thiên Thanh Tử liếc xéo thần sắc đẹp một mắt, hắn chỉ muốn mang đi thần sắc đẹp. Hiện tại hắn tinh thần tỉnh táo lại, cũng không muốn lại cùng Diệp Thần chiến đấu tiếp, hắn đại đạo bản nguyên đã thụ thương, vừa mới thiên luân thiên chiếu kiếm bộc phát, cũng làm cho cơ thể hao tổn không nhẹ, tiếp tục đánh xuống, hắn coi như có thể giết chết Diệp Thần, chính mình chỉ có thể tiếp nhận giá tiền thảm thiết cùng đau đớn. Hắn muốn dừng ở đây. Đây đã là cho Diệp Thần một cái hạ bậc thang. Trận chiến đấu này, Thiên Thanh Tử cùng Diệp Thần lẫn nhau có thắng bại, xem như ngang tay. Một cái thiên đế cảnh, lại có thể cùng nhật nguyệt cảnh đánh hòa nhau, mặc dù Diệp Thần có đủ loại mượn lực, nhưng thực sự cũng là chuyện bất khả tư nghị. Một trận chiến này, nhất định ghi vào thiên địa, vang dội cổ kim. Mà nhìn xem Thiên Thanh Tử cho ra bậc thang, Diệp Thần lại là nhếch nhếch miệng, hoàn toàn không có cảm kích ý tứ, nói. Ta nói, muốn mang đi thần sắc đẹp, trừ phi trước hết giết ta. Ta còn chưa có chết, chiến đấu tính thế nào kết thúc? Đại chiến đi qua, Diệp Thần lúc này đã là có chút suy yếu, nhưng âm thanh cũng vô cùng rõ ràng, mỗi một chữ đều biết truyền đến Thiên Thanh Tử trong tai. Thiên Thanh Tử sợ hãi, nói, điên rồ, ngươi còn nghĩ tiếp tục đánh xuống sao? Ngươi thụ thương nghiêm trọng như vậy, ngươi còn có thủ đoạn gì nữa đánh với ta? Tại ánh sáng của bầu trời thần dược thuật trị liệu xong, Diệp Thần toàn thân thương thế khôi phục nhanh chóng lấy, nhưng chiến đấu hao tổn rơi nguyên khí, lại không có khả năng trong khoảnh khắc khôi phục. Hắn trạng thái như vậy, rõ ràng không phải Thiên Thanh Tử địch thủ. Ngôi sao nhỏ cũng là ngơ ngác nhìn Diệp Thần, không dám tưởng tượng Diệp Thần còn muốn tái chiến. Thủ đoạn đi, ta còn nhiều, rất nhiều. Diệp Thần cười cười, tại ánh sáng của bầu trời thần dược thuật trị liệu xong, hắn thủng trăm ngàn lỗ vết thương chồng chất thân thể, đã khôi phục nguyên dạng, nhưng nghiêm trọng hao tổn nguyên khí, lại làm cho ánh mắt hắn mang theo không cách nào che giấu mệt mỏi. Nhưng mà, ngoại trừ mệt mỏi bên ngoài, Diệp Thần trong mắt còn có một vòng cực kỳ sắc bén đấu trí, đó là tình nguyện chiến đấu đến chết đều không lùi bước chiến ý. Thiên Thanh Tử ra mặt giật giật, chỉ thấy Diệp Thần cơ thể chậm rãi bay lên không, lần nữa sánh vai cùng hắn. Từng khối luân hồi huyền bia, trần bia, gió bia, viêm bia, lội bia các loại, tại Diệp Thần quanh thân còn quấn. Trừ ra thiên bi bên ngoài, những thứ khác luân hồi huyền bia, Diệp Thần đều hiện ra. Một khối này khối luân hồi huyền bia, ẩn chứa trong đó năng lượng, đối với Thiên Thanh Tử loại này cấp bậc cường giả tới nói, đương nhiên không tính là gì, cũng không tạo thành cái uy hiếp gì. Nhưng mà, lúc này từ Diệp Thần trên thân, lại toát ra một cỗ mịt mờ khí tức hủy diệt, cỗ này khí tức hủy diệt, lại làm cho Thiên Thanh Tử có loại bất an mãnh liệt. Ba, ba, ba. Diệp Thần bàn tay nắm chặt, từng khối luân hồi huyền bia, dùng tốc độ cực nhanh, nhao nhao phá toái bạo liệt, cư nhiên bị Diệp Thần hiến tế. Mỗi hiến tế một khối luân hồi huyền bia, Diệp Thần trên người khí tức hủy diệt, liền nồng đậm một phần, toàn bộ luân hồi huyền bia hiến tế sau đó, trên người hắn hủy diệt chi khí, đã nồng đậm đến hội tụ thành phong bạo, ùng ùng kinh thiên động địa, trực tiếp khuấy động thiên tượng tình cảnh. Cả bầu trời đều đen xuống, nổi lên hủy diệt phong bạo cùng lôi đình, cuồng bạo thổi quát gió lốc, thậm chí để Thiên Thanh Tử cơ thể đều lay động. Cỗ khí tức này, Thiên Thanh Tử gương mặt một hồi tái nhợt, nhìn thấy Diệp Thần trên thân nồng đậm đen như mực cuồn cuộn một mảnh hủy diệt phong bạo, hắn lập tức kinh hãi, kinh hô lên. Là Shiva diệt thế pháp, vô thượng diệt thế chân giải. Trong chớp nhoáng này, Thiên Thanh Tử đã nhìn ra, Diệp Thần bộc phát ra hủy diệt phong bạo, chiêu này thần thông, càng là Shiva hủy diệt pháp, là Shiva cường đại nhất pháp môn. Vô thượng diệt thế chân giải. Tại Shiva 10 pháp bên trong, sát phạt vô cùng lăng lệ thiên trảm, chỉ có thể xếp tại thứ hai, xếp tại đệ nhất, là vô thượng diệt thế chân giải. Môn này hủy diệt pháp, liền Shiva bản thân, cũng là từ huyễn tưởng trong lý luận sáng tạo, trên thực tế muốn thi triển, cực kỳ gian khổ, ký thác Shiva cực hạn hủy diệt ý chí. Shiva là hủy diệt chi thần, hắn thậm chí có nghĩ qua hủy diệt thái sơ, hủy diệt vực sâu, hủy diệt hết thảy, thế nhưng chút tầng diện sức mạnh, quá mức cường hãn, không phải hắn có thể đối kháng, cho nên hắn vô thượng diệt thế chân giải, chỉ là trên lý luận tồn tại, chính mình cũng khó có thể thi triển. Mà như vậy loại trên lý luận tồn tại cứu cực hủy diệt pháp, Diệp Thần thế mà đang thi triển, thế mà đang nổi lên hủy diệt phong bạo, hắn cũng không phải phải diệt thế, chỉ là đơn thuần muốn hủy diệt Thiên Thanh Tử. Cái này vô thượng diệt thế chân giải, nếu là bạo phát đi ra, coi như Thiên Thanh Tử,
đều phải chết, hắn đại đạo bản nguyên, hắn nhật nguyệt pháp tắc, hắn quang, tuyệt đối ngăn không được môn này cứu cực hủy diệt pháp xung kích. Vì thi triển môn này hủy diệt pháp, Diệp Thần trả giá đắt lớn bao nhiêu đâu. Hắn đem ngoại trừ thiên bi bên ngoài luân hồi huyền bia, toàn bộ hiến tế. Cái kia từng khối luân hồi huyền bia, mặc dù luận uy lực, đã theo không kịp Diệp Thần bước chân, nhưng đây là cơ thạch, là luân hồi pháp tắc căn cơ. Lầu cao vạn trượng tất nhiên to lớn, nhưng nếu như rút mất căn cơ, hùng vĩ đến đâu cao ốc cũng biết sụp đổ. Bây giờ Diệp Thần hiến tế từng khối luân hồi huyền bia, chính là rút mất căn cơ, gần như là cử động điên cuồng. Những thứ này luân hồi huyền bia, mang theo thiên địa bản nguyên ảo diệu pháp tắc, Diệp Thần nhất cử hiến tế, vô tận pháp tắc năng lượng chuyển hóa, thành công chuyển biến thành hủy diệt phong bạo. Vô thượng diệt thế khí tức đang nổi lên, Diệp Thần cùng thiên thanh tử đỉnh đầu trên bầu trời, không ngừng truyền ra ùng ùng tiếng vang, lôi vân phong bạo xoay tròn thành hắc ám vòng xoáy, từng cái màu tím đen diệt thế lôi điện nhảy lên. Luân hồi chi chủ, ngươi thế mà hiến tế chính mình luân hồi căn cơ, ngươi đúng là người điên. Ngươi làm như vậy, cùng tự sát có cái gì khác nhau? Thiên thanh tử gầm hét lên, hắn lần nữa thất thố, không dám tưởng tượng Diệp Thần điên cuồng như vậy, thế mà hiến tế luân hồi căn cơ bị quất đi, không chỉ Diệp Thần muốn sụp đổ, thiên tổ cũng muốn tiếp nhận phản phệ, đại giới cực kỳ to lớn. Nhưng kể cả đại giới khổng lồ như thế, Diệp Thần vẫn là nghĩa vô phản cố, đem từng khối luân hồi huyền bia, toàn bộ hiến tế. Ngươi sợ sao, thiên thanh tử, cho ngươi một cái cơ hội, chạy trở về tinh không bỉ ngạn, chạy trở về ngươi thiên sạch cổ điện, dạng này ngươi cũng không cần chết. Diệp Thần lạnh lùng nói, chỉ có thiên đế cảnh 6 tầng trời hắn, bây giờ lại uy hiếp một cái nhật nguyệt cảnh cường giả, cái này thật sự là không thể tưởng tượng nổi, phía dưới nguyên thiên đế trực tiếp nhìn trợn tròn mắt. Nhưng chính là như thế chuyện bất khả tư nghị, thế mà xảy ra, hơn nữa hết thảy đều lộ ra vô cùng hợp lý. Nếu là vô thượng diệt thế phong bạo bộc phát, thiên thanh tử thật có khả năng bị giết chết. Siva cứu cực hủy diệt pháp, Diệp Thần trả giá to lớn như vậy đại giới, hiến tế 9 khối luân hồi huyền bia thi triển, nhật nguyệt cảnh cường giả cũng đỡ không nổi, đều có thể muốn chết. Thiên thanh tử toàn thân run rẩy, nào nghĩ tới chiến cuộc đến nước này, chính mình cư nhiên bị Diệp Thần uy hiếp. Hoang đường, thực sự là hoang đường. Luân hồi chi chủ, ngươi lại dám uy hiếp ta. Diệt thế phong bạo lại như thế nào, hôm nay ta liền phá mất ngươi thuật pháp. Thiên thanh tử triệt để tức giận, hắn không có khả năng thật bị Diệp Thần uy hiếp rời đi, nếu như hắn thoát đi, đừng nói trước trong lòng lưu lại ám ảnh, về sau sinh sôi tâm ma, riêng là hắn không thể hoàn thành nhiệm vụ, không có mang thần sắc đẹp trở về, hắn đều phải thừa nhận nghiêm khắc trừng phạt. Hô hô hô, giữa thiên địa, kình phong nổ tung, thiên thanh tử trên thân nở rộ nhật nguyệt chi quang. Một đạo quang trụ trùng thiên, trực tiếp đem Diệp Thần uẩn nhưỡng hủy diệt phong bạo, xé mở một đầu lỗ hổng. Từ đầu này lỗ hổng bên trong, có thể nhìn đến bỉ ngạn bên trên tinh không, từng khỏa rực rỡ tinh thần, bỏ ra huy quang, tại thiên thanh tử trước người hội tụ, thiên thanh tử phun ra một ngụm chân khí, cùng tinh quang dung hợp, một tòa 3 chân đại đỉnh, hiển hóa ra ngoài. Cái này 3 chân đại đỉnh, toàn thân tràn ngập thâm thúy tinh quang, diệu pháp vô tận, chính là tinh không đỉnh. Tinh không bỉ ngạn cường giả cũng có thể chế tạo tinh không đỉnh, là tự thân bản nguyên chỗ cốt lõi, cũng tương đương với một cái bản mệnh pháp bảo. Tinh không này đỉnh, có thể xem như pháp bảo giống như công kích địch nhân, nhưng bởi vì cùng tự thân tính mệnh bản nguyên tương liên, một khi tinh không đỉnh chịu đến cái gì xung kích, thậm chí bị hao tổn hủy diệt, tự thân cũng muốn tiếp nhận cực lớn phản phệ đại giới. Bây giờ, mắt thấy đến Diệp Thần đang nổi lên vô thượng hủy diệt pháp, thiên thanh tử cũng là liều mạng, trực tiếp đem tinh không đỉnh tế ra tới. Phía dưới nguyên thiên đế, kinh ngạc thất thần, hắn vốn là còn cho là, thiên thanh tử có thể lấy lôi đình thủ đoạn, cấp tốc giải quyết Diệp Thần. Nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới, cục diện thế mà phát triển đến nước này, thiên thanh tử cư nhiên bị ép tế ra tinh không đỉnh. Tinh không đỉnh vừa ra, vô tận tinh quang nở rộ, u lãnh hàn mang khuếch tán toàn trường. Hưu, át chủ bài đã tế ra, thiên thanh tử lại càng không do dự, lập tức nở rộ vô tận tia sáng, thôi động tinh không đỉnh, bạo phá hư không. Hung hăng hướng Diệp Thần nghiền ép mà đi. Lần này nghiền ép, không chỉ là nghiền ép Diệp Thần, càng là nghiền ép cả phiến thiên địa. Tinh không đỉnh cuồng bạo uy thế, nhật nguyệt tinh thần ngàn vạn tia sáng, nổ tung mà ra, trong nháy mắt làm cho hư không xé rách, Diệp Thần uẩn nhưỡng vô thượng diệt thế phong bạo lôi vân các loại, cũng là từng mảng lớn phá bại. Mà thiên thanh tử tinh không đỉnh, tại hướng Diệp Thần hoành đập tới thời điểm, còn đang không ngừng hấp thu tinh quang, không ngừng hấp thu nhật nguyệt năng lượng. Trong khoảnh khắc đã bành trướng đến như núi cao cực lớn. So sánh cùng nhau,
Diệp Thần thân hình lộ ra vô cùng nhỏ bé. Diệt thế chân giải, vô thượng lôi đình, huy hoàng thần uy, rơi. Diệp Thần thân hình bất động, hai tay bấm quyết, quát lên một tiếng lớn. Trong lúc trước mắt, hắn tuyệt đối không thể rút lui, chỉ có thể liều mạng. Shiva đệ nhất tuyệt học, lấy Diệp Thần chín khối luân hồi huyền bi làm đại giá, cường hãn nhất hủy diệt pháp, vô thượng diệt thế chân giải, tại thời khắc này, từ trong tay Diệp Thần bộc phát ra. Ầm ầm. Trên bầu trời, tích xúc uẩn nhưỡng vô tận lôi vân, thoáng chốc giáng xuống ngàn vạn đạo màu tím đen lôi điện, điên cuồng điên dại xé rách nổ tung, mỗi một đầu lôi điện đều tựa như gào thét tàn phá bừa bãi sông ngang đánh thẳng hồng hoang cự thú. Kèm theo tím đen lôi điện nổ rơi, còn có rất nhiều khổng lồ khí tượng, cửu dương cự trùy, nửa nguyệt kiếm khí, cực quang thiên đao, lớn sụp đổ hắc động, thiên trảm kiếm quang các loại, đây đều là khác hủy diệt pháp môn khí tượng. Môn này vô thượng diệt thế chân giải, dung hợp Shiva 10 pháp còn lại 9 pháp áo nghĩa, 9 pháp quy nhất, lại đúc nóng Shiva vô thượng hủy diệt ý chí, chính là vô thượng diệt thế áo nghĩa. Răng rắc răng rắc. Diệp Thần gân cốt bạo hưởng, nhục thân xuất hiện biến hóa, lột xác thành kim cương bất hủ thể, có thiên thủ trăm cánh tay đại uy thiên long khí tượng hiện lên, thần uy huy hoàng vô địch. Vô tận màu tím đen lôi điện rơi xuống, tại trong đó có kinh khủng diệt thế phong bạo bên trong, Diệp Thần cũng không nhận được tổn thương, cũng không phải nói thể chất của hắn có thể chống lại loại này cấp bậc hủy diệt, mà là hắn nhục thân bản thân liền mang theo hủy diệt ba động, cùng hủy diệt phong bạo hòa làm một thể. Tựa như ẩn giật, hắn chính là hủy diệt bản thân, đương nhiên sẽ không bị tác động đến thụ thương. Lốp bốp, theo một hồi phích lịch tiếng nổ đùng đoàng, vô tận lôi điện nổ rơi vào thiên thanh tử tinh không đỉnh. Thiên thanh tử tinh không đỉnh, mặc dù ẩn chứa nhật nguyệt cảnh cường giả vô thượng pháp tắc, nhưng ở Diệp Thần kinh khủng hủy diệt lôi điện oanh tạc phía dưới, cũng là xuất hiện từng cái khe hở, phát ra không chịu nổi trọng độ tiếng tạch tạch. Phía dưới, Nguyên Thiên Đế, Võ Tổ, Phật Tổ bọn người kinh dị, diệt thế phong bạo cùng hủy diệt lôi điện, còn có tinh không nhật nguyệt bắn nổ quang huy, từ trên bầu trời rơi lâm hạ tới, toàn bộ luân hồi thánh địa sơn mạch, nhao nhao bạo liệt nát bấy. Luân hồi thánh địa minh mông cương vực bên trong, truyền đến từng trận quần sơn băng diệt, sóng lớn biển động âm thanh, từng tòa thành trì, chịu đến Diệp Thần cùng Thiên Thanh Tử chiến đấu dư âm xung kích, một chút như giấy mỏng giống như hóa thành bột mịn, đủ loại thủ hộ đại trận, tại loại này cấp bậc chiến đấu dư ba phía dưới, căn bản không có bất kỳ cái gì phòng hộ tác dụng. Không biết có bao nhiêu phi cầm tẩu thú, bao nhiêu sinh linh, trong nháy mắt này phai mờ chết đi, nguyên bản quần sơn chằng chịt đại địa, cơ hồ là trong khoảnh khắc, liền bị hủy diệt phong bạo san thành bình địa. Thế giới trở thành một vùng tăm tối phế tích. Nguyên Thiên Đế, Võ Tổ, Phật Tổ bọn người, rất có ăn ý liên thủ chống ra một cái vòng phòng hộ, đem ở đây đám người bảo vệ, mà ở ngoài lồng bảo hộ, ngày xưa phồn hoa tráng lệ thần sắc đẹp cung điện, từng tòa điện đường cùng đình đài lầu các, đã toàn bộ bị phá hủy thành bụi trần. May mà luân hồi thánh địa địa mạch chỗ sâu, còn có năng lượng bàng bạc tồn tại, còn có tín ngưỡng kết tinh, Nguyên Thiên Đế, Phật Tổ bọn người có thể mượn lực, bằng không mà nói, bọn hắn cũng muốn tại trận này kinh khủng chiến đấu trong dư âm chết đi. Mọi người đã nghe không được thanh âm khác, trong tai chỉ có vô tận diệt thế lôi đình tiếng ầm ầm, còn có lôi điện chém giết tại tinh không đỉnh bên trên mặt phát ra âm thanh vang vang có lực. Bọn hắn cũng không nhìn thấy Diệp Thần cùng Thiên Thanh Tử thân ảnh, thậm chí không cách nào ngẩng đầu, chung quanh tất cả đều là hắc ám hủy diệt phong bạo cùng tàn phá bừa bãi lưu tinh bay quang, hỗn loạn một mảnh, có thể trong trận chiến đấu này, bảo trì tự thân không bị tai họa liên lụy mà chết, đã là cực hạn. Thiên Thanh Tử sắc mặt rất khó nhìn, hắn đã sử dụng tinh không đỉnh, chính mình bản mệnh đồ vật đều lấy ra, nhưng lại còn không thể đột phá Diệp Thần diệt thế phong bạo. Vô tận diệt thế lôi điện, hội tụ thành một mảnh sấm sét thác nước, từ trên bầu trời một mực kéo dài xuống, mà Thiên Thanh Tử tinh không đỉnh, từ đầu đến cuối không thể đột phá mảnh này thác nước. Diệp Thần thần sắc đồng dạng ngưng trọng, bởi vì hắn phát hiện, chính mình hiến tế 9 khối luân hồi huyền bia, trả giá đánh đổi lớn như vậy, bộc phát ra diệt thế pháp. Thế mà nổ không xong Thiên Thanh Tử tinh không đỉnh. Song phương lâm vào trong giằng co. Nhật nguyệt cảnh cường giả, càng là kinh khủng như vậy. Đây là Diệp Thần không có nghĩ tới. Thiên Thanh Tử đồng dạng không nghĩ tới, chính mình biết ăn lực đến nước này, sẽ chật vật đến nước này. Hai người đều đánh giá thấp thực lực của đối phương. Phá! Cơ hồ là cùng trong lúc nhất thời, Diệp Thần cùng Thiên Thanh Tử hai người quyết tâm, cùng nhau quát lên một tiếng lớn, một cái thiêu đốt khí huyết. Một cái thiêu đốt đại đạo bản nguyên, đều điên cuồng liều mạng. Oanh! Thiên Thanh Tử tinh không đỉnh, một chút bạo toái, vỡ vụn bắn ra vô tận nhật nguyệt cùng tinh quang. Diệp Thần diệt thế phong bạo lôi đình, cũng là một chút tán loạn, cùng cái kia vô tận tinh quang đụng vào lẫn nhau phối hợp cuối cùng song song nổ tung trừ khử.
nổ tung sinh ra sóng xung kích, để Diệp Thần cùng Thiên Thanh Tử đồng thời thổ huyết, cơ thể bị tạc bay ra ngoài, hai người đều là vết thương chồng chất máu me đầm đìa. Một đạo kinh khủng hắc ám lại như tinh không thâm thúy cột sáng, từ nổ tung trung tâm đản sinh ra, xông thẳng thiên khung, mang theo vô tận bể tan tành thời không bụi mù, kinh diễm toàn bộ không không lúc nào khoảng không. Phía dưới Nguyên Thiên Đế cùng Phật Tổ, chỉ thấy nổ tung đi qua, Diệp Thần cùng Thiên Thanh Tử đều là trọng thương, hai người thậm chí không cách nào duy trì lăng không trạng thái, từ trên cao phía trên rơi xuống, đều bị trọng thương. Nguyên Thiên Đế vội vàng nhún người nhảy lên, tiếp nhận Thiên Thanh Tử. Phật Tổ cũng ra tay, tiếp nhận Diệp Thần. Trận này kịch chiến, Diệp Thần cùng Thiên Thanh Tử, càng là song song trọng thương. Lưỡng bại câu thương. Làm Thiên Thanh Tử lúc hàng lâm, như thế khác xa chênh lệch, ai có thể nghĩ tới lại là kết quả này. Diệp Thần quá điên. Chính là loại này điên, mới khiến cho Diệp Thần có như thế thành tích. Kỳ thực đây hết thảy đối với Diệp Thần tới nói, đã không quan hệ thần sắc đẹp, không quan hệ thủ hộ, liên quan đến hắn đạo. Hắn đi con đường kia chú định không phải võ giả bình thường đi lộ, hắn đi là không sợ cường quyền, chính là thiên phải phạt hắn, hắn cũng muốn nghịch thiên mà đi lộ. Tinh không bỉ ngạn, một mảnh liên miên thương sơn bên trong. Trên trời cao, Nhậm Phi Phàm đứng tại cự kình phía trên, phá hư không mà đến. Hắn tin tưởng Diệp Thần có thể hóa giải bây giờ tàn cuộc, dưới mắt, càng quan trọng chính là Huyền Thanh đạo trưởng. Huyền Thanh đạo trưởng cùng hắn vốn không nhân quả, nhưng chỉ điểm chỗ kia thay đổi căn cơ cơ duyên. Chắc chắn Nhậm Phi Phàm không thể ngồi xem không để ý tới. Nhậm Phi Phàm từ cự kình phía trên rơi xuống, hắn như kiểu quỷ mị hư vô thân ảnh mấy cái thời gian lập lòe liền rơi vào thương sơn chi đỉnh. Lọt vào trong tầm mắt chỗ, một mảnh thê thảm cảnh tượng để trong lòng của hắn như gặp phải trọng kích. Trước kia cái kia mây mù nhiễu tựa như tiên cảnh, linh vận chảy xuôi giống như có thể rửa sạch lòng người thương sơn, bây giờ chỉ còn dư tường đổ. Cổ thụ chọc trời ngổn ngang ngã trên mặt đất. Có còn đang thiêu đốt lấy u lam quỷ dị hỏa diễm, tản ra gay mũi khí tức. Nhậm Phi Phàm hai mắt nhắm lại, linh thức như sôi trào mãnh liệt như thủy triều hướng bốn phía điên cuồng lan tràn ra, lông mày của hắn khóa chặt, đôi môi run nhẹ nhẹ, tính toán tìm kiếm Huyền Thanh đạo trưởng khí tức. Nhưng mà, sau một hồi lâu, đáp lại hắn chỉ có làm người tuyệt vọng tĩnh mịch cùng vô tận bi thương. Hắn bỗng nhiên mở hai mắt ra, trong mắt tràn đầy bi phẫn cùng không cam lòng, lẩm bẩm nói, Huyền Thanh đạo trưởng, là nguyên nhân gì nhường ngươi lựa chọn tự bạo tinh không đỉnh, thậm chí là bản nguyên? Những tên kia lại vì sao muốn như thế buộc ngươi? Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, trong bầu trời này lại không Huyền Thanh đạo trưởng cái kia thanh chính an lành, để cho người ta an tâm sinh cơ, phảng phất một ngôi sao rực rỡ vẫn lạc, chỉ để lại hắc ám cùng băng lãnh. Nhậm Phi Phàm thở dài một tiếng, ngón tay khẽ nhúc nhích, trong miệng nói lẩm bẩm, từng đạo nhu hòa bạch quang từ trong tay hắn bay ra. Quang mang kia có từng đạo kinh ảnh, mang theo vô tận đau thương cùng tưởng niệm, phiêu tán hướng thương sơn các ngõ ngách. Nhưng ánh sáng này mang theo trấn an cùng tịnh hóa chi lực, là hắn đang vì Huyền Thanh đạo trưởng siêu độ. Bất kể như thế nào, ta sẽ ở Diệp Thần đi tới tinh không bỉ ngạn phía trước, giúp ngươi điều tra rõ chân tướng. Bọn hắn đã như vậy, ta liền đưa bọn hắn một cái cả nhà đồ diệt. Siêu độ hoàn tất, Nhậm Phi Phàm đang muốn quay người rời đi, bỗng nhiên, khóe mắt liếc qua liếc xem một vòng kỳ dị quang. Cái kia quang cực vì yếu ớt, như phất trần chi ti, lại lộ ra một loại khó có thể dùng lời diễn tả được khí tức thần bí, phảng phất tại nhẹ giọng hô hoán hắn. Chẳng lẽ là Huyền Thanh đạo trưởng lưu lại? Bởi vì cái kia phất trần chi ti đốt diệt, trên người mình còn mang theo Huyền Thanh đạo trưởng phất trần nhân quả. Cái này quang hiển nhiên là cảm nhận được Nhậm Phi Phàm trên người ba động. Nhậm Phi Phàm trong lòng hơi động, theo quang chỉ dẫn chậm rãi tiến lên. Cước bộ của hắn nhẹ nhàng, mỗi một bước đều đạp ở trên phế tích. Lại không phát ra mảy may âm thanh, phảng phất sợ đã quấy rầy mảnh này tĩnh mịch bên trong anh linh. Cái kia sợi quang giống như linh động dây lụa, tại phía trước uốn lượn xuyên thẳng qua, mang theo Nhậm Phi Phàm xuyên qua một mảnh quái thạch gầy trơ xương sơn cốc. Huyền Thanh đạo trưởng, đến tột cùng muốn nói cho ta cái gì? Không biết qua bao lâu, tại thương sơn chỗ sâu, một chỗ sơn động ẩn núp phía trước, quang rốt cục cũng ngừng lại, chậm rãi chui vào trong sơn động. Nhậm Phi Phàm hít sâu một hơi, cẩn thận từng ly từng tí đi vào sơn động. Trong sơn động tràn ngập một cỗ cổ xưa khí tức mục nát, trên vách động lập lòe lấm ta lấm tấm lân quang, giống như ác ma ánh mắt đang dòm ngó. Mà tại sơn động trung ương, một khối bằng phẳng trên đá lớn, lại đặt vào một bức tranh. Bức tranh tản ra ánh sáng dịu dịu choáng, phảng phất ngăn cách sự ăn mòn của tháng năm, tại cái này hắc ám trong sơn động lộ ra phá lệ đột ngột. Nhậm Phi Phàm con mắt híp lại, đi ra phía trước.
nhẹ nhàng cầm lấy bức tranh, đem hắn bẩy ra, đột nhiên, bức tranh phía trên, một cỗ đặc thù hỗn độn chi khí như mãnh liệt sóng lớn, thậm chí để Nhậm Phi Phàm đều lui sau nửa bước. Có thể thấy được uy lực. Này hỏa quyển tựa hồ có chút quá rất xưa, hơn nữa nếu không phải đạo ánh sáng này chỉ dẫn, sơn động kia che chắn cũng sẽ không mở ra, e là cho dù vượt qua mấy vạn cái kỷ nguyên, cũng sẽ không bị người phát hiện. Nhậm Phi Phàm lẩm bẩm nói. Sau đó ánh mắt của hắn gắt gao rơi vào bức tranh phía trên, trong bức tranh tựa hồ miêu tả một giọt tản ra hào quang óng ánh giọt máu ở trong hỗn độn sinh ra cùng phát triển, giọt máu bao quanh phù văn cổ xưa, không ngừng lấp lóe nhảy lên, càng là hấp thu thiên địa linh khí mà mở rộng. Đây là người nào huyết? Thái Sơ, không đối với, đó là ai? Theo hình ảnh bày ra, Nhậm Phi Phàm lại nhìn thấy giọt máu bên trong dần dần dựng dục ra một khối tản ra tia sáng kỳ dị tảng đá. Tảng đá hình dạng bất quy tắc, lại lộ ra một cỗ cổ pháp mà khí tức cường đại. Bên cạnh còn có một hàng chữ nhỏ, Diêm Phù Tinh Thạch, sinh tại Thiên Sơ, thiên địa linh nguyên chỗ tụ, trụ thần. Đáng tiếc là, phía sau chữ chẳng biết tại sao bị một cỗ lực lượng hủy đi. Hiển nhiên là có người không hy vọng tự nhìn đến thứ phía sau. Nhậm Phi Phàm nhìn chăm chú bức tranh, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Hắn biết rõ, cái này Diêm Phù Tinh Thạch nhất định cất giấu bí mật kinh thiên. Mà Huyền Thanh đạo trưởng đem bức họa này lưu lại nơi đây, có lẽ là đoán được hắn có một ngày sẽ xảy ra chuyện, hy vọng mình có thể giúp hắn hoàn thành một loại nào đó sứ mệnh. Đáng tiếc hắn vẫn có rất nhiều nghi hoặc, có lẽ đi tìm một chút Shiva hỏi một chút, có thể được đến nhiều tin tức hơn. Nhưng chẳng biết tại sao, trong lòng của hắn lại có một loại phỏng đoán, Huyền Thanh đạo trưởng không hy vọng chuyện này bị trụ thần biết được. Hắn có thể tin tưởng Shiva, nhưng trụ thần cũng có trụ thần cân nhắc cùng lập trường. Bằng không thì Nguyên Thiên Đế cũng sẽ không như thế. Thế gian nào có tuyệt đối đồng minh, chỉ có tuyệt đối lợi ích. Trong lúc hắn chuẩn bị cẩn thận hơn nghiên cứu bức tranh lúc, đột nhiên, hắn phát giác được một cỗ quen thuộc và làm cho người căm hận khí tức tại ở gần. Đó là tinh không bị ngạn một chút thế lực tà ác khí tức. Không không lúc nào chỉ có không thiếu thế lực ngầm cùng thế lực tà ác, hắn mặc dù không sợ loại tồn tại này, nhưng một khi bị dính vào, chỉ sợ Huyền Thanh đạo trưởng cử động lần này mục đích liền mất hiệu lực. Thôi, bức tranh ta trước tiên mang đi. Cũng không biết Diệp Thần bên đó như thế nào. Không không lúc nào khoảng không. Máu nhuộm thanh thiên, thương khung giống như đều đang khóc. Nhìn thấy cái này cục diện lưỡng bại câu thương, tất cả mọi người đều ngây dại, trong lúc nhất thời cũng không biết như thế nào thu thập. Mà lúc này, nửa tỉnh nửa mê thần sắc đẹp, cuối cùng cũng là tỉnh lại, nhìn thấy Phật tổ trong ngực vết thương chồng chất Diệp Thần, nàng ngơ ngác kêu một tiếng, Diệp Thần. Vừa mới thức tỉnh nàng. Cảm giác so Diệp Thần còn muốn suy yếu, Thái Sơ trừng phạt rất tàn khốc, thần sắc đẹp chỉ cảm thấy trên cổ tay ánh sáng của bầu trời thủ cung xa, còn truyền đến từng trận nhói nhói, nàng càng là mong nhớ Diệp Thần, nhói nhói phải lại càng lợi hại. Nàng thậm chí đang suy nghĩ, nếu là mình vi phạm sơ tâm, có phải hay không liền sẽ không có bây giờ cục diện. Nguyên Thiên Đế, mau giết tiểu tử này. Tiểu tử này không chết, bàn cờ này, đối với ngươi, đối với Thái Sơ, đều cực kỳ bất lợi. Trọng thương bên trong Thiên Thanh Tử, sắc mặt tái xanh kêu lên. Hắn đại đạo bản nguyên nghiêm trọng tổn thương, lúc này không ngừng điều tức khôi phục nguyên khí, chỉ cảm thấy bụng dưới từng trận đau nhức, trong lúc nhất thời cũng không cách nào ra tay. Mắt thấy đến thần sắc đẹp thức tỉnh, Thiên Thanh Tử cũng chỉ sợ đã xảy ra biến cố gì, một khi thần sắc đẹp ra tay thi cứu, giúp Diệp Thần khôi phục nguyên khí, hắn liền xong đời. Hắn nhất thiết phải đuổi tại thần sắc đẹp ra tay phía trước giết chết Diệp Thần, đoạn tuyệt thần sắc đẹp tưởng niệm. Đã như thế, mới có thể mang thần sắc đẹp phi thăng. Nguyên Thiên Đế nhìn thấy thụ thương Diệp Thần, toàn thân chấn động, trầm mặc một chút, chợt rút trường kiếm ra, vẻ sát ý từ hắn tầm mắt dâng lên. Thần sắc đẹp lập tức hoảng hồn, chịu đựng trên thân nhói nhói, chạy đến Diệp Thần trước người, giang hai cánh tay ngăn trở, mắt nhìn hướng Nguyên Thiên Đế, âm thanh lộ ra một vẻ xót thương nói, họ chủ phụ, không nên thương tổn Diệp Thần. Nguyên Thiên Đế âm thanh lạnh lùng nói, tránh ra, thần sắc đẹp. Việc đã đến nước này, luân hồi chi chủ chỉ có chết, không có thứ hai con đường. Diệp Thần nhìn thấy thần sắc đẹp thủ hộ thân ảnh của mình, trong lòng ấm áp, cảm nhận được Nguyên Thiên Đế sát khí, hắn lại nhếch nhếch miệng, chống đỡ trọng thương thân thể, đứng lên, nói. Có con đường thứ hai. Chỉ cần các ngươi chết, ta cũng không cần chết. Nguyên Thiên Đế nhìn xem Diệp Thần như dã thú ánh mắt, thân thể lập tức run rẩy, cho dù đối mặt hồn Thiên Đế, hắn cũng chưa từng có chút nào khủng hoảng. Nhưng bây giờ, đối mặt Diệp Thần, hắn luống cuống. Nguyên Thiên Đế, động thủ a. Thiên Thanh Tử hét to thúc giục nói, trán nổi gân xanh đột. Nguyên Thiên Đế thân thể đang run, cầm kiếm tay cũng tại run,
hắn muốn ra tay, nhưng không có dũng khí. Tại Diệp Thần hung lệ sắc bén như dã thú khí tức lồng phủ xuống, hắn mà ngay cả dũng khí xuất thủ cũng không có, cho dù Diệp Thần đã bản thân bị trọng thương. Diệp Thần gương mặt lạnh lẽo, tay phải vươn ra, trong tay âm dương nhị khí hội tụ, hô hô vang dội, rất nhanh ngưng tụ ra một khỏa âm dương thái cực cầu, hắc ám cùng quang minh năng lượng không ngừng tuần hoàn chuyển động, phía trên mang theo Diệp Thần bản mệnh khí huyết. Viên này thái cực cầu xuất hiện, toàn trường ánh mắt của người lập tức bị hấp dẫn tới. Đó là như thế nào tồn tại? Giống như ẩn chứa che đậy tinh không bàng bạc năng lượng, quang minh một mặt thần thánh huy hoàng minh mông bành trướng, hắc ám một mặt đen như mực thâm trầm sâu thẳm kinh khủng, cả viên thái cực cầu, quang minh cùng hắc ám khí tức, thế mà vi diệu lại hoàn mỹ duy trì cân đối cùng hài hòa. Quang minh cùng hắc ám năng lượng, mặc kệ là phương nào nhiều một phần, hoặc thiếu một phần, đều biết dẫn đến cả viên thái cực cầu trong nháy mắt nổ tung, âm dương đối ngược nổ tung sinh ra uy lực, sẽ có cỡ nào kinh khủng, đám người không cách nào tưởng tượng. Thiên Thanh Tử nhìn thấy viên kia thái cực cầu, cũng là run rẩy, hắn cảm giác viên này thái cực cầu, nếu là nổ tung, hắn đại đạo bản nguyên, có thể muốn bị hủy diệt, hắn có thể sẽ chết. Phật Tổ, Gia Gia, Võ Tổ Sư Tôn, thần sắc đẹp. Các ngươi tránh hết ra. Không nên tới gần ta không muốn đem các ngươi đều nổ chết. Diệp Thần nhếch nhếch miệng đạo. Hắn lúc này âm thanh, hết sức yếu ớt, bởi vì viên này thái cực cầu, là từ hắn trong đan điền móc ra. Hắn trước đây đầu tiên là uống một bình hắc huyên độc tuyền, về sau lại dung hợp ánh sáng của bầu trời thần thủy bộ phận năng lượng, ánh sáng mặt trời năng lượng hút vào quá nhiều, Diệp Thần đem đại bộ phận khóa, số nhỏ cùng hắc huyên độc tuyền dung hợp, ở đan điền tạo thành một cái thái cực đoàn năng lượng. Cái này thái cực đoàn năng lượng, ẩn chứa cực kỳ đầy đủ năng lượng, đầy đủ để Diệp Thần không ngừng hấp thu, tu luyện tới siêu phẩm thiên đế đều dư xài, đồng thời cũng là u ác tính tử cùng quang chi tử quyền hành kết tinh, Diệp Thần nhờ vào đó có thể thi triển đủ loại diệu pháp. Có thể nói, cái này thái cực đoàn năng lượng, cũng là Diệp Thần cơ thạch chỗ, thậm chí từ một loại nào đó góc độ tới nói, so với luân hồi cơ thạch còn trọng yếu hơn một chút. Bởi vì đó là quang, đó là quang cùng vực sâu hội tụ, ẩn chứa cả ngày đại đạo. Nhưng bây giờ, Diệp Thần đem cái này thái cực đoàn năng lượng, từ trong đan điền móc ra, tạo thành một khỏa thái cực cầu, lơ lửng tại trên lòng bàn tay, quang cùng ám năng lượng không ngừng xoay tròn lấy, hô hô vang dội giống như một chút mất đi cân bằng, liền muốn nổ tung. Thái cực năng lượng móc ra, Diệp Thần toàn thân như bị quất đi người lãnh đạo, bây giờ phải dựa vào huyết long sức mạnh phụ trợ, hắn mới có thể miễn cưỡng đứng vững. Mà tại trong chiến đấu mới vừa rồi, huyết long cũng đã là tổn thương nguyên khí nặng nề. Thiên đấu sát thần tại luân hồi mộ địa bên trong, ngạc nhiên nhìn xem một màn này, không nghĩ tới Diệp Thần thế mà đem u ác tính tử cùng quang chi tử quyền hành, đều móc ra. Luân hồi mộ địa bên trong, cũng có một tòa mới mộ bia, đang chấn động, tựa hồ có cái gì tồn tại, cũng bị Diệp Thần khí tức kinh động đến, ra sức giãy giụa muốn đi ra, nhưng ở một loại nào đó thiên địa quy tắc hạn chế phía dưới, mộ bia ở dưới thần bí tồn tại, hiện tại quả là khó mà phá xuất. Luân hồi chi chủ, ngươi, đây là... Quang chi tử cùng u ác tính tử quyền hành sao? Ngươi muốn làm gì, muốn dụ bạo phần lực lượng này? Quang cùng ám xung kích nổ tung, tất nhiên có thể giết chết ta, chính ngươi hẳn cũng phải chết. Thậm chí ngươi luân hồi trận doanh, thậm chí hơn phân nửa không không lúc nào khoảng không, đều biết bởi vì ngươi mà hủy diệt. Thiên Thanh Tử có thể nhìn ra, Diệp Thần trong tay thái cực cầu, năng lượng phi thường khủng bố, chính là một quả bom hẹn giờ, một khi nổ, Diệp Thần tuyệt đối phải chết. Diệp Thần là dựa vào vô thượng lẫn nhau tự quyết thủ đoạn, duy trì lấy thái cực cầu âm dương hòa hợp, một khi âm dương mất cân bằng, sinh ra nổ tung, Diệp Thần tất nhiên muốn bị nổ tung xé nát. Thiên Thanh Tử vốn là còn cho là, hiến tế 9 khối luân hồi huyền bia, bộc phát vô thượng diệt thế chân giải, chính là Diệp Thần lá bài tẩy sau cùng, thủ đoạn cuối cùng. Hắn không nghĩ tới, Diệp Thần lại còn có thủ đoạn. Hơn nữa càng mạnh hơn, càng kinh khủng, càng rung động nhân tâm. Quang chi tử cùng u ác tính tử, hoàn toàn chọi nhau, nước lửa không dung hai đạo quyền hành, lại tại Diệp Thần trong tay hoàn mỹ tuần hoàn tương sinh, như sinh sôi không ngừng luân hồi. Nhưng loại này tương sinh tuần hoàn, cực kỳ yếu ớt, hơi lớn một điểm gió, đều biết nhiễu loạn cỗ này cân bằng, tiếp đó dẫn phát nổ tung. Thiên Thanh Tử đều cảm giác không thể tưởng tượng nổi, loại này yếu ớt cân bằng, loại này bom hẹn giờ, hẳn là đã sớm muốn nổ rớt, đem Diệp Thần cơ thể triệt để xé nát mới đúng. Phật Tổ, thần sắc đẹp, các ngươi nhanh chóng lui lại. Diệp Thần nhìn xem luân hồi trận doanh đám người, nói lần nữa. Phật Tổ, thần sắc đẹp bọn người, đều là rung động, bọn hắn muốn khuyên gì, nhưng ở viên kia thái cực cầu khí tức khủng bố uy hiếp dưới,
bọn hắn liền một câu nói đều không nói được. Bọn hắn sợ mình nói chuyện, chính mình hô hấp khí tức, sẽ đánh loạn âm dương hòa hợp, đến lúc đó, quang chi tử cùng u ác tính tử quyền hành một thể nổ tung, đủ để đem toàn trường tất cả mọi người nổ thành cho tàn. Không do dự quá nhiều, hoặc có lẽ là, dưới áp lực to lớn, Phật tổ thần sắc đẹp bọn người căn bản là không có cách suy xét, chỉ có thể bản năng lui lại, quá trình bên trong ngừng thở, không dám thở mạnh, thẳng đến bọn hắn thối lui đến luân hồi thánh địa biên giới, cùng Diệp Thần cách nhau rất xa. Diệp Thần điều động một miếng cuối cùng chân khí, thay đổi không gian pháp tắc, để chính mình cùng thần sắc đẹp đám người không gian khoảng cách, kéo xa tới như ngân hà năm ánh sáng một dạng xa xôi. Đã như thế, một khi âm dương nổ tung, chí ít có thể tránh tai họa vô tội. Diệp Thần. Thần sắc đẹp thối lui đến khu vực an toàn, lúc này mới giật mình tỉnh lại, lại dậm chân tiến lên, nhưng bị Phật tổ kéo lại. Đẹp thần sư tôn, tin tưởng luân hồi chi chủ quyết đoán. Phật tổ lắc đầu, trịnh trọng nói. Diệp Thần chuẩn bị muốn dẫn bạo thái cực cầu, cùng thiên thanh tử đồng quy vô tận, nhưng Phật tổ luôn cảm giác, Diệp Thần khí số chưa hết, sự tình có lẽ còn có chuyển cơ. Nguyên Thiên Đế nhìn xem Diệp Thần trong tay thái cực cầu, cũng là sợ hãi, vội vàng phi thân tránh lui, xa xa né tránh. Loại này tránh né, cơ hồ là bản năng, thật giống như người nhìn thấy rắn độc, lập tức sẽ bị dọa đến dùng mình, không có suy tính chỗ trống. Thấy thế, thiên thanh tử cũng không trách tội, hắn biết rõ, trong tay Diệp Thần viên kia thái cực cầu kinh khủng, hội tụ quang chi tử cùng u ác tính tử hai đại quyền hành năng lượng, một khi nổ tung, hắn đều muốn chết, đừng nói Nguyên Thiên Đế. Bây giờ, thiên thanh tử thậm chí không dám hô hấp quá lớn, chỉ sợ hô hấp của mình, sẽ kéo theo khí thế, nhiễu loạn viên kia thái cực cầu âm dương hòa hợp, dẫn phát nổ tung. Chủ nhân, người thật quyết định dẫn bạo thứ này, vậy chúng ta đều phải chết. Huyết Long âm thanh mang theo điểm run rẩy, hỏi. Bây giờ Diệp Thần nếu như từ bỏ hết thảy, liều mạng chạy trốn, còn có một chút hy vọng sống, về sau còn có lật bàn chỗ trống, thiên thanh tử cũng tuyệt đối sẽ không truy sát, hắn ba không thể Diệp Thần rời đi. Nhưng, Huyết Long vô cùng rõ ràng, Diệp Thần không có khả năng lùi bước. Chỉ có chết, không có lui. Huyết Long, xin lỗi rồi, ta cũng không muốn chết. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, đã không có đường lui. Ta như lui, ta đạo tâm tất nhiên phá toái. Con đường này, rất khó, trọng yếu nhất không phải luân hồi quyền hành, mà là ta đạo tâm. Ta như e ngại, coi như bước vào tinh không bỉ ngạn, cũng khó có thể phá cục. Bất quá, cũng không phải tình thế chắc chắn phải chết. Hy vọng duy nhất, chính là luân hồi sách. Dựa vào luân hồi sách, chúng ta còn có mong manh sinh cơ. Diệp Thần thấp giọng nói, lại hướng ngôi sao nhỏ truyền âm. Chuẩn bị kỹ càng luân hồi sách, ngôi sao nhỏ, một khi nổ tung phát sinh, lập tức khởi động. Ta yêu cầu một đầu mong manh sinh lộ, mặc dù rất gian khổ, nhưng cũng không thể ngồi chờ chết. Ngôi sao nhỏ nghe được Diệp Thần lời nói, từ chấn kinh kinh ngạc cảm xúc bên trong, lấy lại tinh thần, nói, là, ca ca. Nàng đã chuẩn bị kỹ càng luân hồi sách. Đúng lúc này, Hoàn Mỹ cũng là mở miệng, Diệp đại ca, hoàn toàn không cần thiết dạng này, để cho ta thử xem. Người dạng này thực sự quá mạo hiểm. Diệp Thần rơi vào trầm tư, kỳ thực hắn cũng nghĩ qua vận dụng Hoàn Mỹ viên này Diêm Phù Tinh Thạch tới đối phó Thiên Thanh Tử. Nhưng, Diêm Phù Tinh Thạch giá trị, hắn cũng khó có thể cân nhắc. Nếu là Hoàn Mỹ ra tay, Diêm Phù Tinh Thạch rơi xuống tất nhiên bại lộ thế gian. Đến lúc đó, coi như giải quyết thiên thanh tử, sau này còn sẽ có phiền toái càng lớn. Thậm chí có thể là luân hồi sách cũng không cách nào cứu vãn cục diện. Nghĩ rõ ràng hết thảy, Diệp Thần liền đối với Hoàn Mỹ nói, đạt đến nhi, tin tưởng ta. Người mau chóng tu luyện vạn cổ thạch thần pháp, đến lúc đó ta đi tinh không bỉ ngạn nói không chừng còn phải dựa vào ngươi. Còn có, ta cho ngươi chuyển sang nơi khác. Diệp Thần sắp tới đạt đến an bài đến luân hồi mộ địa bên trong, sau đó không còn nói nhảm, hắn nhếch nhếch miệng. Bàn tay hư nắm thái cực cầu, chậm rãi hướng thiên thanh tử đi đến, như bị thương sói hoang chậm rãi hướng đi con mồi của mình. Thiên thanh tử toàn thân sợ hãi, hắn khí thế đã bị khóa chặt, trọng thương phía dưới, cũng không có trốn tránh chỗ trống, nói. Luân hồi chi chủ, người nghĩ như vậy muốn đồng quy vô tận, cũng không giết chết ta. Coi như người hủy đi ta đại đạo bản nguyên, ta tại thiên sạch bên trong cổ điện, còn có mệnh loại tồn tại, chỉ cần mệnh loại bất diệt, tương lai của ta vẫn như cũ có thể phục sinh. Mặc dù đại giới cực lớn. Mà ngươi, một khi bỏ mình, nhưng là cũng không còn cơ hội phục sinh. Diệp Thần lắc lắc đầu nói, ngươi tương lai có thể phục sinh, đó là chuyện tương lai, chỉ cần ngươi bây giờ chết, không có người lại tổn thương thần sắc đẹp, vậy liền đầy đủ. Hoặc có lẽ là, ngươi bây giờ chạy trở về bầu trời,
chạy trở về ngươi Thiên Sạch cổ điện, ta cũng không cần liều mạng đồng quy vu tận. Thiên Thanh Tử nói, ta chỉ có chết, không có đường lui có thể nói, kết thúc không thành nhiệm vụ, kết quả của ta, chỉ có thể so tử vong càng khốc liệt hơn. Ngươi có bản lĩnh, liền giết chết ta. Diệp Thần điềm nhiên nói, hảo, vậy liền thành toàn ngươi. Tiếng nói rơi xuống, Diệp Thần ném ra trong tay thái cực cầu, không cần hắn tận lực dẫn bạo, viên này thái cực cầu, âm dương năng lượng cân bằng, vốn là vô cùng yếu ớt, vừa thoát ly Diệp Thần bàn tay, không có lẫn nhau tự quyết hòa giải, thái cực cầu âm dương khí tức, lập tức đụng vào lẫn nhau. Phanh, không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung nổ lớn, trong nháy mắt từ giữa không trung nổ tung, hừng hực rực rỡ mênh mông thánh quang năng lượng, cùng đen như mực thâm trầm vực sâu kinh khủng khí tức, mãnh liệt va chạm đấu sức lao nhanh nổ tung, một đóa trắng đen xen kẽ mây hình nấm phóng lên trời. Đủ để phai mờ tinh không nhật nguyệt sóng xung kích, trong nháy mắt khuếch tán mà ra, Diệp Thần cùng Thiên Thanh Tử dưới chân đứng yên đại địa, bỗng chốc bị nổ tung lực trùng kích nghiền nát thành hư vô, liền cặn bã cũng không có lưu lại, thời không triệt để bạo diệt trở thành vô tự hỗn loạn hỗn độn, hết thảy pháp tắc không còn, chỉ tràn ngập tàn phá bừa bãi điên cuồng hai màu trắng đen hào quang. Hừng hực thánh quang tàn phá bừa bãi mãnh liệt tạo hóa ra ngàn vạn thần thánh đường hoàng chiến sĩ, còn có vung cánh thiên nhân, bọn hắn ngâm sướng hùng vĩ sử thi thiên chương, mà hắc ám vực sâu kinh khủng khí tức, cũng tạo hóa ra đếm không hết dạ xoa, ma quỷ, quái vật, còn có đủ loại không thể diễn tả quỷ bí tà ma, thần thánh cùng hắc ám hai đại trận hình, lại tại lẫn nhau chém giết trong đụng chạm quy về tịch diệt, sau đó lại không ngừng sinh ra, không ngừng va chạm xé rách tịch diệt. Chính là ngắn ngủi trong nháy mắt công phu, vô tận quang huy cùng vô tận hắc ám đủ loại khí tượng, lộ ra tại ngoại giới Nguyên Thiên Đế, Phật Tổ, thần sắc đẹp đám người trong mắt, bọn hắn triệt để rung động. Diệp Thần lấy cuối cùng thủ đoạn, tận lực khống chế phạm vi nổ, không có tai họa ngoại giới. Nổ tung vừa phát sinh, Thiên Thanh Tử cả người, đã bị sóng xung kích xé rách xé nát rảo sát thành nhỏ vụn lưu quang, sau đó điểm ấy nhỏ vụn lưu quang, cũng triệt để bị xung kích nghiền thành hư vô, một điểm vết tích cũng không có lưu lại. Cho dù là nhật nguyệt cảnh cấp bậc cường giả, tại loại này cấp bậc nổ tung phía dưới, cũng là không cách nào trốn tránh, không cách nào sống sót. Thiên Thanh Tử đại đạo bản nguyên, triệt để tiêu diệt, hắn cuối cùng nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt, mang theo một cỗ thương xót cùng đáng thương, còn có thâm trầm đau thương cùng bất lực. Tại sinh mệnh thời khắc sống còn, hắn tựa hồ cũng không oán hận Diệp Thần, chỉ là lộ ra một loại vận mệnh vô thường, tạo hóa trêu ngươi, mà thân ta như hạt bụi, thân bất do kỷ đau buồn. Mà Diệp Thần lại không thời gian đau buồn, nổ tung sóng xung kích hướng hắn quét ngang tới, trong nháy mắt, hắn cảm thấy một cỗ hủy diệt phỏng, cả người như rơi vào trong mặt trời. Phảng phất trong nháy mắt bị hòa tan. Rất đau, nhưng, lại phảng phất đưa thân vào huyễn cảnh đồng dạng. Một cổ vô hình ý thức phảng phất muốn thôn phệ chính mình. Đây chính là cảm giác tử vong sao. Tinh không bỉ ngạn. Nhậm Phi Phàm đột nhiên bưng kín ngực, một loại lo lắng thống khổ cuốn tới. Thậm chí trong thức hải xuất hiện một mảnh tử vong màu đen. Hắn biết cái này biểu thị Diệp Thần xảy ra chuyện. Đây là người hộ đạo cùng hải đang liên hệ. Một trận chiến này, Diệp Thần vậy mà vận dụng loại này cấp bậc năng lượng. Diệp Thần có thể hay không vận dụng luân hồi sách sửa chữa đi qua. Giờ khắc này, Nhậm Phi Phàm có chút không cách nào xác định. Dù sao hắn cuối cùng không phải Diệp Thần. Không được, ta muốn đi một chuyến không không lúc nào khoảng không. Nhưng mà Shiva lại là đột nhiên hiện thân nói, không còn kịp rồi. Chỉ có thể dựa vào Diệp Thần. Nhậm Phi Phàm vẻ mặt nghiêm túc, kỳ thực hắn cũng biết đã không kịp, nhưng Diệp Thần tại không không lúc nào khoảng không như thế, chính mình thật sự không hề làm gì sao. Đột nhiên, hắn đã nghĩ tới bức tranh đó, trong bức họa ghi lại Diêm Phù tinh thạch, có lẽ vật này đối với Diệp Thần tương lai cực kỳ mấu chốt. Hắn ngược lại là có thể coi đây là điểm vào. Shiva nghĩ tới điều gì, vẫn nói. Người điều tra Huyền Thanh đạo trưởng như thế nào? Nhậm Phi Phàm cũng chưa từng tiết lộ nhiều, chỉ là lắc đầu, chậm một bước. Shiva như có điều suy nghĩ, cái này cũng là mệnh của hắn, có lẽ hắn hóa thành một vệt ánh sáng, tương lai sẽ có hồi phục có thể. Thôi, không trò chuyện chuyện này. Như Diệp Thần thật sự vẫn lạc, người phải làm cho tốt kéo dài hắn sứ mệnh nhiệm vụ. Nhậm Phi Phàm nhìn về phía không không lúc nào trống không phương hướng, ánh mắt nghiêm túc, Diệp Thần sẽ không xảy ra chuyện. Shiva cũng là cảm giác được cái gì, nhân tiện nói, đã như vậy, giao cho ngươi một sự kiện. Cái gì, Nhậm Phi Phàm hiếu kỳ nói. Shiva nói, đi sớm gặp một lần cái kia Thiên Khôi kiếm chủ. Nhậm Phi Phàm có chút cổ quái, chẳng lẽ thời gian trước thời hạn. Có lẽ là nhìn ra Nhậm Phi Phàm nghi ngờ trong lòng, Shiva giải thích nói, Thiên Khôi kiếm chủ có thập đại đồ đệ,
Trước đây không lâu, đồ đệ của hắn Quân Kiếm Ảnh xảy ra chuyện. Lại, không cách nào phục sinh. Quỷ dị hơn là, Quân Kiếm Ảnh vết tích đang không ngừng tiêu thất. Nhậm Phi Phàm hai con ngươi híp lại, đối với Thiên Khôi Kiếm Chủ 10 vị đồ đệ, hắn đều có chỗ nghe thấy, 10 người này, đều có khai tông lập phái năng lực, tại tinh không bỉ ngạn cũng là cực kỳ cường đại, đột nhiên vẫn lạc, càng quan trọng chính là không cách nào phục sinh, vết tích cũng dần dần tiêu thất, cái này hiển nhiên là xảy ra đại sự. Đến nỗi cụ thể chuyện gì, chỉ sợ Thiên Khôi Kiếm Chủ cũng sẽ không lộ ra. Thiên Khôi Kiếm Chủ trước đây không lâu chiêu cáo thiên hạ, hắn phải vận dụng đặc thù nghi thức, không để Quân Kiếm Ảnh vết tích hoàn toàn biến mất. Vừa vặn, người cũng đứng nơi xa cảm thụ một chút người này. Ta cảm giác được một loại nào đó nhân quả, Diệp Thần nếu thật bước vào tinh không bỉ ngạn, cái này Thiên Khôi Kiếm Chủ hẳn là kình địch. Nhậm Phi Phàm giữa hai lông mày càng ngưng trọng thêm, hắn liếc mắt nhìn không không lúc nào trống không phương hướng, lẩm bẩm nói, Diệp Thần a Diệp Thần, trận này sinh tử kiếp ngươi như có thể sống, chỉ sợ cái này Thiên Khôi Kiếm Chủ cũng muốn e ngại ngươi mấy phần. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Không không lúc nào khoảng không. Thời khắc này Diệp Thần vẫn như cũ cảm thấy rất đau rất đau. Đau mộng ảo, vừa đau tê tâm liệt phế. Hắn thậm chí đang suy nghĩ, có thể hay không không cải biến được kết cục. Hắn thật sự chết ở mảnh đất này. Cái kia Hạ Nhược Tuyết, Tôn Di, Thiên Nữ, Kỳ Tưởng nhớ rõ ràng, thần sắc đẹp các loại luân hồi trận doanh người nên làm cái gì. Nhậm Tiền Bối sẽ kế thừa chính mình hết thảy sao? Hắn sẽ giúp ta hoàn thành còn lại hết thảy sao? Nghĩ đi nghĩ lại, cơ thể cùng ý chí càng ngày càng đau đớn, nhưng mà tiếp theo sát, Diệp Thần cũng cảm giác thời gian phảng phất dừng lại, hết thảy đều động lại, hắn chỉ nghe được có người đang gọi hắn. Ca ca, là ngôi sao nhỏ âm thanh. Ngôi sao nhỏ khóc sử dụng luân hồi sách, chỉ một thoáng kim quang đại tác, vô tận thần quang hà thải phun ra, tại luân hồi sách tia sáng bao phủ xuống, giữa thiên địa hết thảy pháp tắc lưu truyền, phảng phất đều lâm vào đứng im bên trong. Liền gió đều ngừng dừng. Tại luân hồi sách xuất hiện nháy mắt, Diệp Thần sớm đã sắp đặt tốt nhân quả luật thủ đoạn, cũng là trong nháy mắt phát huy tác dụng. Diệp Thần thể nội, hắn nhiều năm chứa đựng hết thảy thiên tài địa bảo, toàn bộ bị hiến tế, hóa thành từng sợi lưu quang, bắn vào luân hồi trong sách, hóa thành khởi động luân hồi sách nhiên liệu, cũng là sửa chữa thế giới, sửa chữa tuyến thời gian, sửa chữa sinh tử kết cục năng lượng. Viên kia thái cực cầu nổ tung, liền thiên thanh tử đều bị xé nát. Diệp Thần muốn thế nào sống sót đâu. Duy nhất biện pháp, chỉ có lợi dụng luân hồi sách, đem kết cục chắc chắn phải chết, sửa chữa vì sinh. Cái này kết cục chắc chắn phải chết, là nặng như vậy, như thế kiềm chế, muốn sửa chữa, muốn nghịch chuyển, khó khăn cỡ nào. Nhưng Diệp Thần cũng nhất thiết phải nếm thử, tìm kiếm cái này một tia sinh cơ. Trong cơ thể hắn thiên tài địa bảo, đủ loại hình thành chưa thành hình vĩ đại kỳ quan, như quang minh chi tâm, sụp đổ chi chủ lưu lại sụp đổ tháp. Toái niết quan tài đồng, vô thượng phá toái đại thiên môn các loại, đều bị hiến tế. Sau đó, là Diệp Thần luân hồi thất tinh, long đằng, liệt nhật, đêm tối, thiên hỏa, thần giáp, ma ngục, cái này đã thức tỉnh 6 viên mệnh tinh, là luân hồi cơ thạch cùng hạch tâm, nhưng Diệp Thần cũng giống vậy hiến tế. 6 viên mệnh tinh tất cả năng lượng, toàn bộ hóa thành lưu quang, chút xuống đến luân hồi trong sách, trở thành nhiên liệu. Đương nhiên, cái này 6 viên mệnh tinh bản thể, còn tại Diệp Thần thể nội. Chỉ là năng lượng mất hết, quang hoa tẫn tán, đã biến thành phế tinh. Nếu như Diệp Thần có thể không chết, tương lai còn có một lần nữa thắp sáng mệnh tinh khả năng. Ầm ầm, 6 viên mệnh tinh năng lượng rót vào, làm cho cả lượt này thư trả lời khí tức, đều sôi trào, phảng phất có thể thay đổi thế gian hết thảy. Nhưng Diệp Thần biết, như thế vẫn chưa đủ. Hắn phải đối mặt kết cục, thực sự quá trầm trọng, muốn thay đổi, cần cực kỳ khủng bố năng lượng. Diệp Thần không do dự. Lập tức hiến tế thể nội luân hồi thiên quốc cùng hoàng đạo thiên quốc, song song phá diệt, hai tòa thiên quốc hết thảy tinh hoa, hết thảy sinh mệnh, hết thảy năng lượng, toàn bộ hóa thành nhiên liệu, cũng quán chú đến luân hồi trong sách. Xin lỗi rồi, chư vị. Nếu ta không chết, nhất định phục sinh các ngươi. Diệp Thần nội tâm đau đớn, luân hồi thiên quốc cùng hoàng đạo thiên quốc bên trong, có thật nhiều tín đồ của hắn, bằng hữu của hắn, con dân của hắn, mặc dù cực nhỏ bộ phận chuyển tới địa phương khác, nhưng đại bộ phận vẫn là bị hiến tế. Cái này cũng là chuyện không có cách nào khác, nếu như Diệp Thần chết, thiên quốc đồng dạng muốn phá diệt, hiện tại hắn hiến tế, là cầu nhất tuyến mong manh sinh cơ. Chỉ cần hắn có thể còn sống, tất cả ách nạn, về sau đều có cơ hội thay đổi. Răng rắc, toàn bộ luân hồi thánh địa, cũng đi theo bạo liệt nát bấy, tiềm ẩn ở địa mạch chỗ sâu luân hồi năng lượng, tích lũy rất nhiều tín ngưỡng khí tức, thiên địa tinh hoa, cũng toàn bộ trở thành nhiên liệu.
Nguyên Thiên Đế, thần sắc đẹp, Phật Tổ bọn người, chấn động không gì sánh nổi nhìn xem một màn này, dưới chân bọn hắn đại địa, đã triệt để bể nát, mặc kệ là thần sắc đẹp cung Sơn Môn, luân hồi trận doanh Sơn Môn, cũng không còn tồn tại. Bọn hắn chỉ có thể lơ lửng tại đen như mực thâm thúy trong tinh không, nhìn xem cái kia không ngừng sôi trào, không ngừng phun ra kim quang luân hồi sách, tại khuấy động thiên địa pháp tắc, nếm thử thay đổi lấy kinh thiên kết cục. Cuối cùng, tại Diệp Thần cơ hồ bỏ ra tất cả, hiến tế tất cả, bỏ ra giá cả to lớn sau đó, hắn vốn là kết cục chắc chắn phải chết, xuất hiện một tia khe hở, từ trong khe hở kia, Diệp Thần tựa hồ thấy được quang. Đó là hy vọng quang. Trong chớp mắt, Diệp Thần như thế phúc trí tâm linh, giải khai trên người địa ngục xiềng xích. Cái kia 6 viên mệnh tinh năng lượng, nói toàn bộ hiến tế, kỳ thực không quá chính xác, bởi vì Diệp Thần còn bảo lưu lại một bộ phận, bảo lưu lại ma ngục mệnh tinh một tia ma khí, bảo lưu lại khóa chi mảnh vụn khí tức, dùng để giam cầm phong ấn trong cơ thể mình thánh quang, để phòng quang chi tử ý chí đoạt xá. Nhưng bây giờ, Diệp Thần đem cỗ này phong tỏa, triệt để giải khai. Viên kia thái cực cầu nổ tung, khủng bố như thế, muốn thế nào mới có thể sống sót đâu. Từ nơi sâu xa, Diệp Thần nhìn thấy cứu rỗi chi pháp. Đó chính là, ẩn giật, lợi dụng thánh quang năng lượng, đem chính mình chuyển biến thành quang. Cái kia nổ tung uy năng, đủ để phá hủy nhật nguyệt tinh thần quang, nhưng không cách nào chôn vùi chí cao thánh quang. Giải khai phong tỏa, Diệp Thần trạng thái hư nhược phía dưới, vốn là tất nhiên sẽ bị quang chi tử đoạt xá. Nhưng mà, bây giờ có luân hồi sách che chở, luân hồi sách mở ra đến cực hạn, tại ức vạn đầu tuyến thời gian bên trong, tìm được một đầu có thể để cho Diệp Thần sống sót tuyến đường. Phong tỏa triệt để giải khai, Diệp Thần hóa thân quang chi tử, cả người đã biến thành một đạo thánh quang, nổ tung sóng xung kích quét ngang mà qua, lại không thể tổn thương người một chút, hắn phảng phất chỉ là một cái bóng mờ. Ca ca còn sống. Ngôi sao nhỏ nhìn thấy Diệp Thần từ trong bạo tạc sống sót, lập tức kinh hỉ rơi lệ. Phật Tổ, Nguyên Thiên Đế, thần sắc đẹp bọn người, cũng là chấn kinh. Sau đó, thần sắc đẹp nặng nhiên nói, không tốt. Hắn mở ra quang chi tử ý chí, chính mình muốn biến thành quang chi tử, bị quang chi tử đoạt xác. Phật Tổ nói, không có. Ngươi nhìn luân hồi chi chủ ánh mắt, vẫn là thanh minh, cũng không có bị đoạt xá. Thời khắc này Diệp Thần, ánh mắt thanh minh, hắn cũng không có bị đoạt xá. Tất cả mọi người đều không có phát giác được, tại Diệp Thần thể nội, luân hồi mộ địa đang lập lòe ánh sáng chói mắt. Đây không phải quang chi tử ý chí. Đây là duy nhất thuộc về luân hồi nghĩa địa lóa mắt. Cái kia vô số quang vậy mà dần dần hội tụ một thân ảnh. Rất mơ hồ, không cụ thể. Cái kia trước đây ném vào luân hồi nghĩa địa kiếm ma cũng triệt để bị hấp thu. Diệp Thần bây giờ tựa hồ cảm giác được cái gì, chẳng lẽ thân ảnh này là luân hồi nghĩa địa khí linh? Ngay tại hắn mong đợi thấy rõ thân ảnh kia thời điểm, viên kia khỏa điểm sáng tựa hồ năng lượng không đủ, lại hoàn toàn mờ đi xuống dưới. Diệp Thần rất rõ ràng, luân hồi mộ địa thứ cần thiết còn thiếu rất nhiều. Chẳng lẽ chỉ có đi tới cái kia cái gọi là Tử Tiêu Thần Sơn, mới có thể có đầy đủ tài nguyên khôi phục khí linh? Bất quá, tia sáng mặc dù ảm đạm xuống, thế nhưng một mực yên lặng trăm tòa mộ bia bên trong lại có một tòa dần dần nổi lên một đạo tên. Cái kia danh tự cổ phác lại huyền diệu. Mấy thức sau đó, khối kia mộ bia phóng ra chói mắt hồng quang, ầm ầm chấn động, sau đó dẫn động. Lâu ngày không gặp mới đại năng tại cái này nguy cơ sinh tử thời khắc đã thức tỉnh. Một tia sáng chói tinh quang, từ mộ bia bên trong vọt lên, hóa thành một cái tiên phong đạo cốt, lại uy nghiêm thận trọng lão giả, người mặc hạc vũ trường bào. Lão giả vừa xuất hiện, lập tức hừ một tiếng, hai tay chống mở, nói. Mộ chủ cẩn thận, quang ý chí muốn đoạt xá ngươi. Trên người lão giả nở rộ vô tận tinh quang, bảo vệ Diệp Thần tinh thần. Diệp Thần vốn là muốn bị quang chi tử đoạt xá, nhưng ở lão giả thủ hộ phía dưới, tinh thần duy trì thanh minh, cũng không có mê thất. Lão giả cắn răng, mười phần khó chịu bộ dáng, nói, mộ chủ, mau đem quang chi tử khóa, ta không chống được bao lâu. Quang chi tử năng lượng quá mức kinh khủng, cho dù là cái này mới thức tỉnh đại năng, đều không thể cùng với đối kháng quá lâu. Diệp Thần hiểu được, lập tức điều động khóa chi mảnh vụn pháp tắc, đem thánh quang phong tỏa giam cầm lại. Nhìn chăm chú luân hồi mộ địa, Diệp Thần lại phát hiện, toàn bộ luân hồi mộ địa, chỉ có lão giả kia, thiên đấu sát thần cùng huyết long đều không thấy. Hoặc có lẽ là, bọn hắn đều đã chết. Vừa mới cái kia kinh khủng nổ tung xung kích, quét ngang tới, thiên thanh tử đều phải chết. Diệp Thần hóa thân thành quang, tránh thoát một kiếp, nhưng huyết long cùng thiên đấu sát thần, liền không có may mắn như thế. Nổ tung xung kích tới trong nháy mắt, thiên đấu sát thần vốn đã hư nhược linh hồn,
lập tức bị ép trở thành hư vô, chỉ để lại một quả hạt giống, rớt xuống. Đó là sát lục mệnh cách đạo trùng. Đến nỗi huyết long, thân thể của nó, cũng là trong nháy mắt bị phá hủy ép diệt. Bất quá, nó cùng Diệp Thần là nhất thể, hắn vốn là Diệp Thần một bộ phận, chỉ cần Diệp Thần không chết, nó cũng sẽ không tiêu vong, nó pháp tắc còn tồn tại Diệp Thần khí huyết bên trong. Sát thần tiền bối, huyết long. Diệp Thần nội tâm một hồi quặn đau, thiên đấu sát thần là triệt để tiêu diệt, huyết long còn có pháp tắc tồn tại, nhưng nghĩ lại để cho nó trùng sinh khôi phục, cũng không phải một chút liền có thể làm được sự tình. Trường tranh đấu này, Diệp Thần bỏ ra quá nhiều, đại giới cũng quá mức cực lớn. Mộ chủ nén bi thương, tương lai người đang đỉnh trí cao, hết thảy kết cục cũng có thể thay đổi. Vị kia mới thức tỉnh đại năng, rất cung kính quỳ gối Diệp Thần trước mặt, đầu tiên là an ủi vài câu, lại dập đầu tuần lễ đạo. Lão phu Thương Thiên Hạc, là ngày xưa Thương Thiên gia tộc tộc trưởng, gặp qua luân hồi chi chủ. Diệp Thần nghe được cái này quen thuộc dòng họ, hiểu ra, nói, nguyên lai là Thương Thiên gia tộc tộc trưởng, cái kia Thương Thiên Trắng Vũ cùng Thương Thiên Lạc Nguyệt. Thương Thiên Hạc thở dài nói, cũng là lão phu hậu nhân. Diệp Thần trái tim lại là một hồi co rúm, hồi ức chuyện cũ, không thắng thổn thức. Hắn cùng đại chúa tể Thương Thiên Trắng Vũ, còn có đại chúa tể muội muội Thương Thiên Lạc Nguyệt, từng có không thiếu ân oán dây dưa. Có thể cũng là bởi vì dạng này, Cửu Thiên lão tổ bên trong, trước hết nhất thức tỉnh, chính là Thương Thiên gia tộc lão tổ Thương Thiên Hạc. Ngươi lại có thể thức tỉnh, ta cho là có thiên địa pháp tắc hạn chế, ngươi còn không thể thức tỉnh. Diệp Thần nghi ngờ nói, may mắn Thương Thiên Hạc kịp thời thức tỉnh, cho hắn một điểm trợ lực, bằng không mà nói, hắn đã bị quang chi tử ý chí đoạt xác. Cái này mới luân hồi đại năng có thể nói thức tỉnh quá kịp thời. Thương Thiên Hạc cũng là có chút điểm mờ mịt bộ dáng, nói. Lão Phu cũng là nghi hoặc, vốn là trong lúc trước mắt, coi như Lão Phu dùng hết tính mệnh, cũng không cách nào đột phá thiên địa quy tắc khôi phục, nhưng vừa mới, từ nơi sâu xa, tựa hồ lại có một cỗ trợ lực, để cho Lão Phu đột phá thiên địa hạn chế, thuận lợi thức tỉnh. Diệp Thần đột nhiên nghĩ đến luân hồi nghĩa địa khí linh. Chẳng lẽ là cái kia khí linh ra tay rồi? Cũng không đúng, nếu là khí linh ra tay, chỉ sợ hồi phục không chỉ một tọa mộ bia mới đúng. Hắn đôi mắt suy nghĩ sâu sắc ngưng lại, phát hiện còn có một loại khả năng, nghĩ đến là luân hồi sách trợ lực. Viên kia thái cực cầu nổ tung, vốn là cũng muốn nổ chết Diệp Thần. Nhưng, Diệp Thần khởi động luân hồi sách, lại là thay đổi kết cục. Hoặc chuẩn xác hơn điểm tới nói. Là từ ước vạn đầu phải chết tuyến thời gian bên trong, tìm được một đầu có thể còn sống sót tuyến thời gian. Tuyến thời gian này, chính là Diệp Thần mượn dùng quang chi tử sức mạnh, biến thành quang, tránh né hết thảy nổ tung tổn thương, Thương Thiên Hạc tái bút lúc thức tỉnh, làm ra bảo hộ, không để cho Diệp Thần bị quang đoạt xá. Đủ loại này trong cõi u minh cơ duyên xảo hợp, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Cũng chỉ có khởi động luân hồi sách cùng với luân hồi nghĩa địa phối hợp, Diệp Thần mới có thể để cho loại này chuyện bất khả tư nghị. Đã biến thành thực tế, chính mình cuối cùng còn sống. Nhưng, Diệp Thần trả ra đại giới, cũng quá lớn quá lớn. Quá khứ tích lũy tài phú, cơ hồ toàn bộ lấy ra làm luân hồi sách nhiên liệu, của cải của nhà hắn triệt để thanh không. Hao tổn tâm huyết thắp sáng 6 viên mệnh tinh, toàn bộ dập tắt, lại nghĩ thắp sáng, cũng không biết phải chờ tới lúc nào. Khi xưa luân hồi cơ thạch, 9 khối luân hồi huyền bi, toàn bộ hiến tế, chỉ còn lại một khối thiên bi. Luân hồi thiên quốc cùng hoàng đạo thiên quốc, song song hao hết tinh hoa, trở thành phế tích. Bây giờ Diệp Thần luân hồi pháp tắc, đã triệt để suy sụp, hắn thậm chí cùng thiên tổ câu thông, đều triệt để đứt gãy, khó mà lại liên lạc. Huyết long cùng thiên đấu sát thần cũng đã chết, viên kia thái cực cầu, quang chi tử cùng u ác tính tử quyền bính đồng thời nổ tung, lực hủy diệt thực sự quá kinh khủng, Diệp Thần đều không bảo vệ bọn hắn. Bất quá huyết long chết là nhục thân tầng diện, chỉ cần tài nguyên đầy đủ. Chính mình lại cho huyết long chế tạo một bộ thân thể cũng dễ như trở bàn tay. Kỳ thực tại chiến đấu bắt đầu phía trước, Diệp Thần là không nghĩ tới, chính mình lại sẽ trả ra thảm liệt như vậy đánh đổi. Chỉ có thể nói cái kia thiên thanh tử, nhật nguyệt cảnh cường giả, thực lực thực sự quá kinh khủng, Diệp Thần chỉ có trả giá thảm liệt như vậy đánh đổi, mới có thể đem đối phương giết chết. Mà giết chết thiên thanh tử, Diệp Thần nguy cơ, cũng không có giải trừ. Bởi vì, hắn còn có phần thiên đại kiếp. Kết thúc chiến đấu. Diệp Thần cảm giác phần thiên đại kiếp muốn nổ tung. Hắn thật sự rất khó lại chống đỡ xuống. Cái này là ngay cả luân hồi sách đều không thể cứu vãn kiếp nạn. Mộ chủ, người đại kiếp muốn bạo phát, mau mời thần sắc đẹp tôn giả ra tay, chỉ có nàng có thể cứu ngươi. Thương Thiên Hạc thấy thế, cũng là sợ hãi chấn kinh, cái kia phần thiên đại kiếp năng lượng, cực kỳ khủng bố, nếu như nổ tung đứng lên,
không chỉ Diệp Thần muốn chết, toàn bộ luân hồi mộ địa, đều phải hủy diệt, hắn cũng muốn chết. Thương Thiên Hạc hai tay bấm quyết, từng sợi nhật nguyệt tia sáng thả ra, tận lực đi áp chế Diệp Thần phần thiên đại kiếp. Nhưng loại áp chế này, chỉ là tạm thời, hơn nữa không thể hoàn toàn ngăn chặn. Phần thiên đại kiếp quá kinh khủng. Nhanh a, mộ chủ, nhanh đi thỉnh thần sắc đẹp tôn giả ra tay. Thương Thiên Hạc cắn răng, lớn tiếng thúc giục nói. Hắn thực lực liền xem như đỉnh phong thời điểm, đều ép không được phần thiên đại kiếp, huống chi bây giờ chỉ còn lại một tia tàn hồn, hơn nữa tại thiên địa quy tắc hạn chế phía dưới, hắn tối đa chỉ có thể phát huy ra nhật nguyệt cảnh sơ kỳ tu vi, càng khó có thể áp chế phần thiên đại kiếp. Diệp Thần mở to mắt, chỉ thấy được Nguyên Thiên Đế, thần sắc đẹp, Phật Tổ, thiên nữ bọn người, đều đang ngơ ngác nhìn xem hắn. Tựa hồ tất cả mọi người đều không nghĩ tới, tại khủng bố như vậy trong lúc nổ tung, Diệp Thần lại có thể sống sót. Diệp Thần hiến tế 9 khối luân hồi huyền bia, hiến tế 6 viên mệnh tinh năng lượng, hiến tế luân hồi thiên quốc cùng hoàng đạo thiên quốc, dẫn nổ quang chi tử cùng u ác tính tử quyền hành, hắn căn cơ, pháp tắc của hắn đạo, lực lượng của hắn, đã bị tổn thương lớn. Nhưng bây giờ nhìn, Diệp Thần tựa hồ cũng không có quá mức bộ dáng yếu ớt, thậm chí so với phía trước còn tinh thần hơn một chút. Diệp Thần hít sâu một hơi, hấp thu phỉ nhiêu kim đan năng lượng. Viên này phỉ nhiêu kim đan, là phỉ nhiêu đế quân lưu lại vĩ đại tạo vật, pháp tắc kết cấu vô cùng kiên cố, Diệp Thần trước đó cũng khó có thể hấp thu đến nồng cốt năng lượng. Nhưng bây giờ, vừa mới thái cực cầu nổ tung, để phỉ nhiêu kim đan pháp tắc kết cấu, xuất hiện một chút buông lỏng. Mà Thương Thiên Hạc thức tỉnh, cũng làm cho Diệp Thần lấy được cực lớn trợ lực, hắn có thể càng thâm nhập hấp thu phỉ nhiêu kim đan linh khí. Bất quá hắn ngược lại là có một cái ngoài ý muốn thu hoạch, phỉ nhiêu kim đan lòng son thế giới tựa hồ cũng có chỗ buông lỏng. Cái này khiến hắn đã nghĩ tới thiên khôi kiếm chủ đạo kia đặc thù cái bóng, hoặc chuẩn xác mà nói là năng lượng thể. Có thể hay không cũng xảy ra chuyện gì thay đổi. Diệp Thần không nghĩ nhiều nữa, phân ra một bộ phận ý thức, tiến vào lòng son thế giới bên trong. Hắn lần nữa đi tới lòng son thế giới, có lẽ bởi vì quy tắc biến hóa, bây giờ tường độ càng lớn. Nhưng mà, ở mảnh này rách nát bên trong, thanh cự kiếm kia tựa như định hải thần châm giống như sừng sững ở trung ương đại địa. Cự kiếm thân kiếm rộng lớn, toàn thân tản ra hàn quang u lãnh, bây giờ đang lập lòe thần bí tia sáng, trên thân kiếm khắc đầy đủ loại kỳ dị đường vân, dường như cổ lão khế ước, lại như là thiên địa chí lý khắc họa. Diệp Thần cảm thụ được phần thiên đại kiếp đau đớn, hơi hơi áp chế, từng bước hướng về cự kiếm tới gần. Mỗi tới gần một bước, hắn đều có thể cảm nhận được một cỗ cường đại uy áp đập vào mặt, phảng phất là đến từ viễn cổ cảnh cáo. Quá quen thuộc, bất quá áp lực tựa hồ cũng càng mạnh. Ngay tại Diệp Thần khoảng cách cự kiếm vẻn vẹn có mấy trượng xa lúc, giữa thiên địa đột nhiên phong vân biến sắc. Nguyên bản bầu trời xám xịt trong nháy mắt bị nồng đậm mây đen bao phủ, mây đen như mực lăn lộn phun trào, từng đạo tử sắc thiểm điện tại tầng mây bên trong xuyên thẳng qua, tựa như giao long tại trong biển mây sôi trào. Tại thiên địa này dị động bên trong, một đạo quang mang như là cỗ sao chổi từ phía chân trời rơi xuống, thẳng tắp nện ở Diệp Thần phía trước cách đó không xa. Tia sáng tiêu tan sau, một thân ảnh dần dần hiện ra, chính là rất lâu không thấy đạo kia thiên khôi kiếm chủ năng lượng thể. Thiên khôi kiếm chủ nhìn xem Diệp Thần trạng thái nhíu mày. Bây giờ ánh mắt của hắn như kiếm giống như sắc bén, phảng phất có thể xem thấu Diệp Thần sâu trong linh hồn. Vẻn vẹn một mắt, hắn liền phát giác Diệp Thần thể nội hỗn loạn, do dự một chút, hắn ngưng trọng nói, tiểu tử, trên người ngươi phần thiên đại kiếp lập tức bộc phát, chắc chắn phải chết. Ta vốn không nên cùng ngươi dây dưa. Nhưng nếu là ngươi có thể ngăn cản ta một kiếm, ta liền cáo chi ngươi hòa diệu chi pháp. Nói đi, thiên khôi kiếm chủ tay phải chậm rãi đưa về sau lưng, cầm trong đó một thanh kiếm chuôi kiếm. Trong chốc lát, thiên địa biến sắc kịch liệt hơn, lấy thiên khôi kiếm chủ làm trung tâm, một cỗ cường đại khí tràng như phong bạo giống như bao phủ ra. Cuồng phong gào thét lấy hội tụ hướng kiếm trong tay hắn, trên thân kiếm sương mù bắt đầu điên cuồng phun trào, tinh thần lóe lên tần suất kịch liệt tăng tốc. Trên bầu trời mây đen giống như là bị một cái bàn tay vô hình khuấy động, tạo thành một vòng xoáy khổng lồ, tử sắc thiểm điện không ngừng bổ về phía đại địa, trên mặt đất nổ ra từng cái hố sâu. Diệp Thần ngược lại không cho là đối phương sẽ giúp chính mình, người sáng suốt đều có thể nhìn ra hắn tình trạng rất tồi tệ, lại còn tới so kiếm. Hóa rõ ràng quy tâm kiếm lạc tịch. Thiên khôi kiếm chủ cũng không chờ Diệp Thần phản ứng, hét lớn một tiếng, âm thanh vang vọng toàn bộ lòng son thế giới. Sau một khắc, một đạo rực rỡ chói mắt kiếm khí như trường hồng quán nhật giống như hướng về Diệp Thần gào thét mà đến, kiếm khí những nơi đi qua, không gian bị xé nứt ra một đạo vết nứt màu đen,
vết rách bên trong tản mát ra làm cho người sợ hãi hư không chi lực. Không khí chung quanh bị kiếm khí áp xúc, tạo thành một tầng mắt trần có thể thấy khí lãng, như bài sơn đảo hải hướng Diệp Thần vọt tới. Diệp Thần trong lòng cực kỳ hoảng sợ, nhưng hắn biết rõ bây giờ đã không đường lui. Hắn cố nén phần thiên đại kiếp mang tới kịch liệt đau nhức, điều động lực lượng toàn thân cùng linh khí, trước người ngưng tụ ra một đạo luân hồi hộ thuẫn. Hộ thuẫn tản ra ánh sáng nhu hòa, nhưng ở cái kia cường đại kiếm khí trước mặt, lại có vẻ yếu ớt như thế. Kiếm khí chớp mắt là tới, nặng nề mà đánh vào Diệp Thần hộ thuẫn phía trên. Chỉ nghe oanh một tiếng vang thật lớn, tia sáng cùng sức mạnh va chạm sinh ra nổ tung to lớn, cường đại lực trùng kích như mãnh liệt như thủy triều đem Diệp Thần đánh bay ra ngoài. Hắn tia ý thức này suýt nữa bị đánh tan, nhưng giờ khắc này, Diệp Thần trong đầu lại đột nhiên thoáng qua một đạo linh quang. Tại bị kiếm khí đánh trúng trong nháy mắt, hắn từ cái kia lăng lệ vô song kiếm pháp bên trong tựa hồ ngộ được một tia kiếm đạo chân lý. Cái này một tia chân lý giống như trong bóng tối một tia ánh dạng đông, chiếu sáng nội tâm của hắn, thậm chí để phần thiên đại kiếp đau đớn đều hóa giải rất nhiều. Thiên Khôi kiếm chủ thấy tình cảnh này, khẽ gật đầu, kiếm trong tay hắn nhẹ nhàng vung lên, kiếm khí tiêu tán thành vô hình. Hắn chậm rãi thu hồi kiếm, nhìn về phía nằm dưới đất Diệp Thần, nói, một kiếm này, tính người ta ngang tay, thế nhưng phần thiên đại kiếp, nhất thiết phải chính ngươi tiếp nhận. Còn có, ta mặc dù chỉ là Thiên Khôi kiếm chủ ngoài ý muốn lưu lại một nguồn năng lượng thể, ta thậm chí không phải là người, cũng không cách nào cùng bản thể câu thông, nhưng thiên địa biến hóa, vẫn là để ta cảm giác được một chút tinh không bỉ ngạn đồ vật. Bản thể của ta tại tinh không bỉ ngạn bây giờ rất phẫn nộ. Sợ không cần bao lâu, hắn sẽ phát hiện ngươi tồn tại. Ngươi bây giờ rất yếu. Hắn nếu muốn giết ngươi, ngươi chắc chắn phải chết. Ngươi cùng hắn nhất định là địch nhân. Bất quá, hắn là hắn, ta là ta, hôm nay, ta đối với ngươi ngược lại là cải biến một chút ý nghĩ. Nói xong, Thiên Khôi kiếm chủ vung tay lên, một cỗ đặc thù linh khí tràn vào Diệp Thần ngoại giới thân thể. Đồng thời Diệp Thần tia ý thức này cũng trở về đến ngoại giới. Hắn phát hiện thương thế vậy mà tốt lên rất nhiều. Cái này năng lượng thể lại giúp mình. Vì cái gì? Hơn nữa hắn rõ ràng có thể dễ như trở bàn tay chém chết tia ý thức này, nhưng hắn vẫn không có làm như vậy, ngược lại tựa hồ có ý định tới để chính mình cảm ngộ. Diệp Thần trong lòng có một cái ngờ tới, đạo này độc lập năng lượng thể muốn cầu cạnh chính mình. Hơn nữa hắn đối với chân chính Thiên Khôi kiếm chủ tựa hồ cũng là không vui, thậm chí có thể là chán ghét. Nhưng cái này không vui nguyên nhân hắn cũng không biết cụ thể, chỉ có thể sau này chậm rãi nghiên cứu. Không nghĩ nhiều nữa, mượn nhờ Phí Nhiêu kim đan linh khí, Diệp Thần trạng thái cấp tốc khôi phục, toàn thân tràn ngập kim quang, luân hồi trong mộ địa lại mơ hồ cấu tạo ra huyết long hư ảnh, bất quá cũng chỉ là hư ảnh, muốn phục sinh huyết long mà nói, Diệp Thần còn cần nhiều tư nguyên hơn. Ca ca, ngươi không sao. Ngôi sao nhỏ trước tiên lao đến, luân hồi sách đã mất mà, hóa thành một tia ảm đạm tàn quang, trở lại ngôi sao nhỏ thể nội. Lần này khởi động luân hồi sách cũng tiêu hao rất lớn, cần thời gian khôi phục. Phật Tổ, Võ Tổ, Diệp Lão, Hạ Nhược Tuyết, Ngụy Dĩnh, Kỳ Tưởng nhớ rõ ràng chờ, cũng lấy lại tinh thần tới, vội vàng chạy vội đi lên, vây quanh Diệp Thần. Nhìn thấy Diệp Thần bình yên vô sự bộ dáng, tất cả mọi người cảm giác không thể tưởng tượng nổi, lại là cuồng hỉ hưng phấn. Thần sắc đẹp cũng muốn đi qua, nhưng chỉ cảm giác toàn thân nhói nhói, đi đường đều không chạy được động. Cổ tay nàng ánh sáng của bầu trời thủ cung xa, đang tản ra sắc bén dày vò, đó là Thái Sơ đối với nàng trừng phạt. Chỉ cần nàng tưởng niệm Diệp Thần, có muốn giúp Diệp Thần ý niệm, thủ cung xa liền sẽ truyền ra sắc bén đâm nhói, lan tràn nàng toàn thân, để nàng hô hấp cũng như nuốt vào 1000 cây 1000 cây châm, cực kỳ thống khổ. Nàng không nhúc nhích một dạng, chỉ có thể do trời nữ đỡ lấy, đứng tại chỗ, thân thể mềm mại run rẩy. Nguyên Thiên Đế nhìn xa xa, thần sắc muốn làm phức tạp, hắn không nghĩ tới Diệp Thần lại có thể thắng. Nhưng ngắn ngủi thắng lợi, thay đổi không được đại cục. Thần sắc đẹp đã chiếm được Thái Sơ nhìn chăm chú, nhất định trở thành ánh sáng mặt trời thánh mẫu, Diệp Thần làm sao có thể cùng Thái Sơ đối kháng. Hơn nữa, Nguyên Thiên Đế có thể nhìn ra, Diệp Thần phần thiên đại kiếp, lập tức liền muốn nổ tung. Một khi phần thiên đại kiếp nổ tung, Diệp Thần hẳn phải chết, luân hồi sách đều không cứu được hắn. Chớ tới gần hắn. Nếu không muốn chết, toàn bộ thối lui. Hắn phần thiên đại kiếp muốn nổ. Nguyên Thiên Đế gặp Phật Tổ một đoàn người, đều vây quanh Diệp Thần, liền lớn tiếng cảnh cáo nói. Phật Tổ bọn người nghe vậy, đều là kinh ngạc, nhìn kỹ xem Diệp Thần, quả nhiên bắt được một tia không tầm thường khí tức nguy hiểm. Từng sợi u ám mang theo đỏ thẫm sương mù, từ
từ Diệp Thần thể nội lan tràn ra, tựa hồ bị lực lượng nào đó áp chế lại, cũng không có quá mức tàn phá bừa bãi. Nhưng tất cả mọi người đều có thể nhìn ra, sương mù này sau lưng ẩn chứa khí tức khủng bố. Đó là phần thiên đại kiếp khí tức. Thần sắc đẹp. Diệp Thần cũng cảm giác chính mình sắp nổ tung, trái tim đập bịch bịch, ánh mắt nhìn về phía thần sắc đẹp, như bất lực hài tử nhìn về phía mẹ của mình. Diệp Thần. Thần sắc đẹp cũng nhìn về phía Diệp Thần, trong đôi mắt tràn đầy trìu mến thương yêu vừa thống khổ chi ý. Nàng muốn cứu Diệp Thần, nàng chấp trưởng thuần mỹ quyền hành, hoàn toàn có thể hóa giải Diệp Thần phần thiên đại kiếp. Nhưng, khi nàng có thể cứu trụ ý nghĩ, thái sơ trừng phạt liền phủ xuống, trên cổ tay thủ cung xa, không ngừng truyền đến sắc bén đâm nhói. Tại này cổ đau nhói tác dụng phía dưới, thần sắc đẹp cho dù có ngập trời chi lực, cũng không thể thi triển ra một chút. Diệp Thần hướng thần sắc đẹp đi đến, cước bộ lảo đảo, hắn đang cố gắng khắc chế thể nội phần thiên đại kiếp bộc phát. Thần sắc đẹp cũng dùng hết lực khí toàn thân, hướng Diệp Thần đi đến. Nhưng, thái sơ hàng phạt, giày vò thực sự quá đau, nàng đi chưa được hai bước, liền không cách nào duy trì đứng yên tư thái, tại chỗ té ngã. Nhưng kể cả té ngã, thần sắc đẹp vẫn là cắn răng hướng Diệp Thần bò đi. Diệp Thần chỉ cảm thấy giữa ngực, khí huyết sôi trào, phần thiên đại kiếp thủy triều sắp nổi, hắn đứng không vững, lập tức ngã nhào trên đất, nhưng hắn cũng là hướng về thần sắc đẹp bò đi qua. Phật tổ, thiên nữ bọn người nhìn xem một màn này, đều là rung động. Thời gian phảng phất đi qua kỷ nguyên giống như dài dằng dặc, Diệp Thần cùng thần sắc đẹp cuối cùng bò tới đối phương bên người, đồng thời ôm nhau. Lúc này hai người tại riêng phần mình kiếp nạn bị hành hạ, khóe miệng đã chảy ra máu tươi, hình dung thê thảm, nhưng hai người vẫn là ôm lẫn nhau, cũng không để ý máu gì dấu vết. Ta muốn cứu ngươi, nhưng ta... Thần sắc đẹp nức nở không thành tiếng, tại thể nội sắc bén đâm nhói phía dưới, nàng cái gì lực lượng đều không thi triển được. Ta biết, không có chuyện gì. Diệp Thần thấp giọng thì thào, chóp mũi cũng là thần sắc đẹp răng môi hương khí cùng mùi máu tươi, hắn áp chế một cách cưỡng ép lấy phần thiên đại kiếp, vì thần sắc đẹp cấu tạo ra một mảnh mộng cảnh, từng khỏa bọt biển cùng từng mảnh lông vũ ở trong giấc mộng phiêu vũ, vô cùng mỹ lệ. Ở mảnh này trong mộng cảnh, thần sắc đẹp đau đớn, một chút tiêu tán. Thần sắc đẹp lập tức thở dài một hơi, lại thảm thiết nói, đáng tiếc, đây chỉ là mộng. Nàng bây giờ không có thống khổ, có thể thi triển thủ đoạn, thay Diệp Thần hóa giải phần thiên đại kiếp. Nhưng đây là mộng cảnh, ở trong giấc mộng hóa giải kiếp nạn, chỉ là hư ảo, chờ mộng cảnh bể nát, Diệp Thần một dạng muốn bị phần thiên đại kiếp bao phủ, cuối cùng chết đi. Phần thiên đại kiếp loại này cấp bậc tai nạn, nhưng không cách nào trong mộng hóa đi. Ai? Luân hồi mộ địa bên trong. Thương Thiên Hạc thở dài một cái, đạo. Trong lúc trước mắt, mộ chủ, chỉ có ta lấy thân là tế, đã như thế, ta có thể giúp ngươi áp chế phần thiên đại kiếp thời gian 10 năm. 10 năm này, nếu ngươi có thể tấn thăng nhật nguyệt cảnh, thể nội đại kiếp, có thể tự không ngại. Diệp Thần thể nội phần thiên đại kiếp, cùng trụ thần chân chính đại kiếp so sánh, cũng không tính cái gì, nếu như Diệp Thần chính mình có đầy đủ thực lực, cũng có thể trấn áp hóa giải. Tỷ như, Diệp Thần nếu có nhật nguyệt cảnh thực lực, vậy thì có thể trấn áp được thể nội đại kiếp. 10 năm. Diệp Thần trong lòng hơi động, nhưng chợt lại lắc đầu nói, tiền bối, ngươi vừa mới thức tỉnh, nhưng phải vì ta hy sinh, ta như thế nào qua ý phải đi. Thương Thiên Hạc thở dài, đó cũng là chuyện không có cách nào khác, bằng không thì ngươi chết, ta cũng không sống nổi, toàn bộ luân hồi mộ địa đều phải hủy diệt, ha ha, đến lúc đó, mặt khác cái kia 8 cái lão cốt đầu, còn chưa kịp lại thấy ánh mặt trời, liền muốn cùng theo chết a. Bây giờ chỉ cần ta hy sinh, các ngươi liền có thể bảo tồn lại, đây là tốt nhất biện pháp. Ta trước khi chết, còn có một cái tâm nguyện chưa hết, mộ chủ. Hắn đang muốn nói thêm gì đi nữa, chợt nghe suy suy một hồi lao nhanh tiếng xé gió, có hai đạo lưu quang, dùng tốc độ cực nhanh, từ ngoại giới bay vụt mà đến. Rất nhanh, liền gặp được hai cái lão giả, bay tới hiện trường. Một người trong đó, chính là ba quỷ thần bên trong ác mộng lão tổ. Một người khác. Lại là cổ phản quốc quốc sư Phạm Cô Hồng, mang theo gông xiềng xích sắt, một mặt suy sụp tinh thần, bị ác mộng lão tổ tay nắm lấy. Nhìn thấy ác mộng lão tổ cùng quốc sư đến, toàn trường đều kinh hãi. Thiếu đế đại nhân, ngài chịu khổ. Ác mộng lão tổ nhìn thấy Diệp Thần cùng thần sắc đẹp ôm nhau, mà hai người đều có thụ giày vò, hắn cũng là kinh hãi, không biết là thật sự lo lắng hay là có mưu đồ khác, tay hắn một tấm, linh quang hiển hóa chỗ, tế ra một quyển bức họa. Thiếu đế đại nhân. Ngươi cùng thần sắc đẹp tôn giả, nhanh đến ta mộng thiên huyễn nguyệt trong bản vẽ nghỉ ngơi. Ác mộng lão tổ nói. Chỉ thấy cái kia sử dụng bức họa, tinh quang lấp lóe, hạo nguyệt chiếu rọi,
Sơn Hà Cẩm Tú, ngàn dặm thanh huy như mộng, là một mảnh mộng ảo tranh cảnh. Diệp Thần trong lòng hơi động, lập tức mang theo thần sắc đẹp đi vào. Tiến vào Mộng Thiên Huyễn Nguyệt Đồ sau, Diệp Thần liền cảm giác toàn thân thanh lương, nguyệt quang chiếu lên trên người, vô cùng thoải mái, cái kia phần thiên đại kiếp cũng đại đại hóa giải. Thần sắc đẹp cũng thấy hết sức thoải mái, nhẹ nhàng phát ra một chút rên rỉ, hơi có chút kinh nghi nhìn về phía Ác Mộng lão tổ. Nàng không nghĩ tới, Ác Mộng lão tổ sẽ ra tay cứu giúp. Giấc mộng này Thiên Huyễn Nguyệt Đồ, hiển nhiên là mộng ảo bức họa, Diệp Thần cùng thần sắc đẹp người ở trong đó, tựa như ở trong giấc mộng, hết thảy đau đớn đều không cảm giác được, chỉ có thoải mái thanh lương. Ác Mộng lão tổ nhìn thấy Diệp Thần cùng thần sắc đẹp, tại Huyễn Nguyệt trong bản vẽ đều đã yên ổn vô sự, lập tức buông lỏng một hơi, nói, may mắn thuộc hạ đến phải kịp thời, thiếu đế đại nhân, người cùng thần sắc đẹp tôn giả, cuối cùng không có bị kiếp nạn chôn vùi. Diệp Thần nặng nhiên nói, người tới được giống như quá muộn a. Bây giờ Diệp Thần cùng Thiên Thanh Tử chiến đấu, đã kết thúc, Diệp Thần bỏ ra cực kỳ đánh đổi nặng nề, Ác Mộng lão tổ lúc này mới đến, có phần đã quá muộn một chút. Gia hỏa này, lúc này đến, là muốn nhận cắt mưu lợi bất chính sao? Giấc mộng này Thiên Huyễn Nguyệt Đồ, là cạm bẫy. Muốn vây khốn ta, khiến cho ta không thoát thân được. Diệp Thần trong chớp mắt, trong lòng thoáng qua đủ loại ý niệm, lập tức đề phòng. Giấc mộng này Thiên Huyễn Nguyệt Đồ, mặc dù hóa giải hắn cùng thần sắc đẹp kiếp nạn đau đớn, nhưng tinh nguyệt lãng chiếu, sơn hà đổ vẽ, lại như thế một cái lồng giam. Nếu như không có Ác Mộng lão tổ cho phép, Diệp Thần muốn đi ra cái này lồng giam, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Không cần Diệp Thần mệnh lệnh, luân hồi mộ địa bên trong, Thương Thiên Hạc cũng là tập trung tinh thần phòng bị, một tia nhật nguyệt linh quang, quán chú đến Diệp Thần toàn thân bên trong, Diệp Thần lập tức tràn ngập sức mạnh. Ác Mộng lão tổ ánh mắt lóe lên một tia che lấp. Vốn là muốn nói gì, nhưng thấy đến Diệp Thần trên thân toát ra nhật nguyệt linh quang, hắn lập tức ngẩn ngơ, hiển nhiên là ra ngoài ý liệu. Thiếu đế đại nhân, ngươi, trên người ngươi, như thế nào có nhật nguyệt khí tượng? Ác Mộng lão tổ chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, trong mắt âm mưu ám toán, toàn bộ trở thành kinh ngạc. Diệp Thần lạnh nhạt nói, thủ đoạn của ta, còn nhiều, rất nhiều, ngươi cứu giá chậm trễ, phải bị tội gì? Ác Mộng lão tổ trong lòng cũng là lướt qua đủ loại ý niệm, toàn thân phát run, hắn vốn cho là, Diệp Thần đã mất đi tất cả, lâm vào tuyệt đối suy yếu bên trong, chính là một đầu dê con đợi làm thịt, hắn có thể muốn làm gì thì làm, thi triển chính mình mưu tính cùng thủ đoạn. Nhưng bây giờ, nhìn thấy Diệp Thần trên thân toát ra nhật nguyệt quang huy, một cái thiên đế cảnh 6 tầng trời tồn tại, thế mà toát ra nhật nguyệt cảnh khí tượng, cái này thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Ác Mộng lão tổ thấy vậy, lập tức mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Không biết Diệp Thần còn có bao nhiêu thủ đoạn, bịch một tiếng quỳ xuống, cuống quýt dập đầu nói. Vâng vâng vâng, thiếu đế đại nhân thứ lỗi, là thuộc hạ cứu giá chậm trễ. Thuộc hạ cũng là không có cách nào, nhiễu sóng lão tổ thần trí mơ hồ, thuộc hạ vì hàng phục hắn, quả thực tốn không ít khí lực. Diệp Thần liếc mắt nhìn một chút quốc sư, nói, nhiễu sóng lão tổ. Ác Mộng lão tổ nói, chính là, nhiễu sóng lão tổ ký sinh tại cổ phạm quốc sư trên thân, chính hắn chịu nhiễu sóng pháp tắc ăn mòn. Thần trí đã sớm nhiễu sóng mơ hồ, lúc đang lúc tà, nhất thời tôn kính vực sâu, nhất thời lại muốn ngỗ nghịch. Thậm chí, hắn còn muốn cùng thiếu đế đại nhân, cướp đoạt phản thiên quyền hành, thực sự là tội đáng chết vạn lần. Thuộc hạ tốn không ít thủ đoạn, lúc này mới hàng phục hắn, đem hắn chộp tới cho ngươi xử phạt. Quốc sư, hoặc giả thuyết là nhiễu sóng lão tổ, hắn mặt mũi tràn đầy suy sụp tinh thần, tóc tai rối bời, cũng đi theo Ác Mộng lão tổ cùng một chỗ, quỳ gối trước mặt Diệp Thần, sợ hãi nói. Thuộc hạ mạo phạm thiếu đế đại nhân, tội đáng chết vạn lần, thỉnh thiếu đế đại nhân hàng phạt. Ác Mộng lão tổ chắp tay cười nói, thiếu đế đại nhân, ngươi cùng Thiên Thanh Tử một trận chiến, nguyên khí hao tổn quả thực không nhẹ, không bằng hiện nay liền đem nhiễu sóng lão tổ nuốt, một cái là trừng phạt hắn, thứ hai là khôi phục nguyên khí. Diệp Thần ra mặt run lên, nói, ngươi kêu ta nuốt nhiễu sóng lão tổ. Ác Mộng lão tổ nói, không tệ, chỉ cần nuốt nhiễu sóng lão tổ. Thiếu đế đại nhân chấp trưởng hoàn chỉnh nhiễu sóng pháp tắc, vực sâu quyền hành lại thêm một bước, tu vi tất có thể tấn mãnh đột phá a. Nhiễu sóng lão tổ cũng nói, thuộc hạ phạm vào thiên đại sai lầm, nguyện ý tiếp nhận hết thảy tội phạt. Diệp Thần nghe hai người kẻ sướng người họa, cảm thấy hồ nghi, luôn cảm giác có chút cổ quái. Luân hồi mộ địa bên trong, Thương Thiên Hạc nói, mộ chủ, đừng bị lừa. Ác Mộng lão tổ cái này lão tạp mao, là muốn hố hại ngươi. Bây giờ có ta tọa chấn, cái này lão tạp mao không dám làm loạn, cũng không dám tới cứng, hắn đem nhiễu sóng lão tổ kín đáo đưa cho ngươi,
là một bước ác độc cơ. Ngươi nếu là thôn vệ nhiễu sóng lão tổ, mặc dù có thể được đến hết sức năng lượng bổ sung, nhưng tương lai đạo tâm thần trí đều có thể dị dạng vặn vẹo, triệt để biến thành vực sâu quái vật. Diệp Thần gật gật đầu, liền hướng ác mộng lão tổ nói, ta phần thiên đại kiếp đã muốn bộc phát, chính là sống chết trước mắt, có thể nào lại thôn vệ nhiễu sóng lão tổ. Trên người hắn vực sâu nhiễu sóng pháp tắc, còn có một phần phản thiên quyền hành sức mạnh, đủ để cho ta đại kiếp bộc phát phải mãnh liệt hơn, bị chết càng nhanh. Ác mộng lão tổ cười nói, không sao, thần sắc đẹp tôn giả ngay tại thiếu đế bên người đại nhân, chỉ cần các ngươi kết hợp, bên trong cơ thể ngươi phần thiên đại kiếp, có thể tự hóa giải. Lấy thần sắc đẹp tôn giả thuần mỹ quyền hành, coi như lại thêm nhiễu sóng lão tổ cùng một phần phản thiên quyền hành, cũng có thể tịnh hóa. Ha ha, còn có, thần sắc đẹp tôn giả là nhận được thái sơ nhìn chăm chú nữ nhân, thậm chí muốn bị sắc phong làm ánh sáng mặt trời thánh mẫu, ngươi cùng nàng kết hợp, cướp đoạt. Không phải, dung hợp trong cơ thể nàng thuần mỹ thánh quang, âm dương giao dung phía dưới, thiếu đế đại nhân phần thiên đại kiếp, tự nhiên có thể hóa giải, thần sắc đẹp tôn giả cũng ác đoạ. Không phải, là nàng trở thành nữ nhân của ngươi, cái kia thái sơ. Ha ha, hắn lời nói này nói đến đứt quãng, rất có mịt mờ mập mờ chỗ. Nhưng Diệp Thần cùng thần sắc đẹp nghe xong, đều hết sức rõ ràng. Nếu như hai người kết hợp, Diệp Thần phần thiên đại kiếp, đích xác có thể hóa giải. Nhưng, làm như vậy, Diệp Thần thì tương đương với đoạt thái sơ nữ nhân, thái sơ mặc dù không quan tâm nam nữ tư tình, nhưng mình khâm điểm nữ nhân bị cướp đi, đây chính là thiên đại mạo phạm cùng đả kích. Một khi thái sơ trong lòng, sinh ra cái gì bóng tối, này đối vực sâu trận doanh tới nói, tự nhiên là thiên đại hảo sự, ký sinh tại thái sơ trên người u ác tính, có thể thêm một bước từng bước xâm chiếm. Thiếu đế đại nhân, nếu là ánh sáng mặt trời thánh mẫu, đều thành ngươi nữ nhân, vậy chúng ta vực sâu trận doanh, khí vận tất có thể tăng lên rất nhiều, mà thái sơ trận doanh khí diễm, cũng nhất định đại đại suy sụp. Đây đối với chúng ta tới nói, thế nhưng là thiên đại hảo sự a. Ác mộng lão tổ cười nói. Diệp Thần nghĩ nghĩ, lại lắc đầu nói, ta coi như muốn cùng thần sắc đẹp kết hợp, cũng không thể nào. Trên người nàng, có thái sơ lạc ấn, chính là viên kia ánh sáng của bầu trời thủ cung xa, ánh sáng của bầu trời như màng, bao phủ nàng toàn thân, ta căn bản là không có cách động phá. Chỉ có tại cảnh trong mơ thế giới bên trong, ta mới có thể phá vỡ hết thảy trở ngại, cùng thần sắc đẹp chân chính tương dung. Nhưng, chuyện trong mộng, như thế nào làm được thật? Chờ mộng cảnh phá toái, hết thảy đều phải hóa thành hư vô, ta cùng nàng kiếp nạn đau đớn, cũng sẽ không bởi vậy tiêu thất. Nếu như là bình thường sự tình, Diệp Thần dựa vào giấc mơ của mình thủ đoạn, cũng có thể biến giả thành thật. Nhưng phần thiên đại kiếp, còn có thái sơ trừng phạt, đủ loại nhân quả, liên lụy quá lớn quá sâu, Diệp Thần không có khả năng để trong mộng huyễn tưởng, biến thành chân thực. Hắn cùng thần sắc đẹp. Tất nhiên có thể trong mộng hưởng thụ hết thảy vui sướng, nhưng mộng chung quy là mộng, cuối cùng là phải tỉnh. Ác mộng lão tổ mỉm cười, lại nói. Thiếu đế đại nhân xin yên tâm, ta mộng thiên huyễn nguyệt đồ, có thể biến giả thành thật, trong mộng phát sinh sự tình, cũng có thể biến thành chân thực. Diệp Thần nói, ngươi nói cái gì, chẳng lẽ liền phần thiên đại kiếp, còn có thái sơ giam cầm cùng trừng phạt, lớn như thế nhân quả, ngươi cũng có thể biến giả thành thật sao? Ác mộng lão tổ nói, chỉ có thuộc hạ lời nói. Vậy dĩ nhiên còn không được. Nhưng chỉ cần thiếu đế đại nhân, nuốt vào nhiễu sóng lão tổ, thi triển vặn vẹo thiên cơ biện pháp, che đậy thái sơ quan sát, tại thái sơ cảm thấy phía trước, ngươi cùng thần sắc đẹp tôn giả lẫn nhau giao dung, man thiên quá hải, chờ gạo nấu thành cơm, thái sơ muốn ngăn cản cũng không kịp. Chỉ cần thái sơ không can thiệp, thuộc hạ dựa vào mộng thiên huyễn nguyệt đồ, có thể đem trong mộng sự tình, biến thành chân thực. Diệp Thần cùng thần sắc đẹp nghe xong, lập tức một hồi tâm động. Hai người đã sớm nghĩ kết hợp, nhưng thế nhưng thái sơ quan hệ, lại là không được tự do. Che đậy thái sơ quan sát, thật có thể làm đến sao? Diệp Thần biểu thị hoài nghi. Ác mộng lão tổ cười nói, thiếu đế đại nhân, không thể dài người khác chí khí, diệt chính mình uy phong a, thái sơ là lợi hại, nhưng chúng ta sau lưng âm thần đại nhân, một dạng lợi hại. Âm thần đại nhân ý chí, đã hóa thành u ác tính, ký sinh tại thái sơ trên thân, thái sơ chính mình cũng là khổ không thể tả. Hắn nơi nào còn có thể tính toán không bỏ sót, mọi chuyện đều quyết đoán biết rõ. Chúng ta chỉ cần che đậy hắn quan sát, đem gạo nấu thành cơm, chờ hắn cảm thấy, hắn khâm định nữ nhân, đã ác đọa thành nữ nô của ngươi rồi. Ha ha ha, đến lúc đó, cái kia thái sơ chắc là lửa giận ngút trời, nhưng lại không chỗ phát tiết. Hắn nói tới âm thần, chính là vực sâu sau lưng chúa tể, cũng gọi Trung Yên Đại Đế. Thái sơ thần gào to dương thần,
cùng âm thần tương đối, cũng gọi thủy tổ đại đế, Thái Sơ là một cái ước định tục xưng. Nghĩ đến Thái Sơ khâm định nữ nhân, chấp trưởng thuần mỹ quyền hành thần sắc đẹp, muốn ác đọa trầm luân vì Diệp thần nữ nô, ác mộng lão tổ liền sẽ nhịn không được, cười ha ha. Diệp thần trầm giọng nói, thần sắc đẹp không phải cái gì nữ nô, nàng chính là thần sắc đẹp, nàng là chính nàng. Ác mộng lão tổ cuống quýt nói, là thuộc hạ lỡ lời, thỉnh thiếu đế đại nhân thứ lỗi. Hiện nay còn xin thiếu đế đại nhân, nuốt nhiễu sóng lão tổ, kế thừa lực lượng của hắn, vặn vẹo thiên cơ, lấy che đậy Thái Sơ quan sát. Diệp thần nhìn xem ác mộng lão tổ thành khẩn bộ dáng, trong lòng thoáng qua đủ loại ý niệm. Tiền bối, ngươi cảm thấy thế nào? Diệp thần trong lòng cẩn thận, hỏi thăm Thương Thiên Hạc ý kiến. Thương Thiên Hạc do dự một chút, nói, nuốt luôn nhiễu sóng lão tổ, tựa như nuốt vào một quả bom hẹn giờ, tương lai tất có ngập trời nguy hiểm. Nhưng, mộ chủ, người bây giờ phần thiên đại kiếp bộc phát, nếu như không nghĩ biện pháp giải quyết, vậy căn bản không có tương lai. Giữa hai cái hại thì lấy cái nhẹ hơn, chỉ có thể trước tiên nuốt luôn nhiễu sóng lão tổ, giải quyết khốn cục trước mắt, đến nỗi tương lai tai họa ngầm cùng nguy hiểm, chỉ có thể tương lai lại nói. Diệp thần cân nhắc suy nghĩ một phen, nghĩ thầm cũng chỉ có thể như thế, liền hướng ác mộng lão tổ nói, hảo, ta thôn vệ nhiễu sóng lão tổ chính là. Nghe được Diệp thần mà nói, nhiễu sóng lão tổ không có nửa điểm tâm tư phản kháng, cung cung kính kính ôn ôn thuận thuận phủ phục trên mặt đất, nói, thiếu đế đại nhân, thuộc hạ đạo thống quyền hành, liền phó thác cho ngươi. Hắn thân thể vặn vẹo một chút, cả phó thân thể tựa như nóng chảy sáp, cũng dẫn đến trên thân quấn quanh xích sắt. Toàn bộ nóng chảy trở thành một bãi ổ uế dơ bẩn bốc mùi nước mủ bên trong lại ẩn chứa vô tận như trứng trùng một dạng đồ vật, tràn ngập vạn vẹo quỷ dị thâm trầm khí tức kinh khủng, phảng phất có đếm không hết yêu ma rắn độc ngủ đông trong đó. Nhìn thấy cái này bãi nước mủ, Phật tổ, võ tổ, nguyên thiên đế bọn người, cũng là nhíu chặt lông mày, cũng là lộ ra kiêng kỵ sợ hãi thần sắc. Đây là nhiễu sóng lão tổ toàn bộ năng lượng khí tức, tràn ngập hắc ám nhất ác nhất thúi vực sâu nội tình, tại vực sâu vô tận trong bóng tối. Lại ẩn ẩn có thể nhìn đến một điểm quang. Đó là Phạn Thiên Quang, cái này bãi nước mủ bên trong, cũng ẩn chứa Phạn Thiên một phần quyền hành. Diệp thần nhìn xem cái kia hư thối bốc mùi nước mủ, cảm giác một hồi cực đoan ác tâm. Đây chính là vực sâu, đây chính là quỷ dị nhiễu sóng. Không có chuyện gì, ta ở bên cạnh ngươi. Thần sắc đẹp nhẹ nhàng dắt Diệp thần tay, ôn nhu nói. Ân. Diệp thần lấy lại bình tĩnh, vận chuyển luân hồi pháp, một cái luân hồi bàn. Từ phía sau hắn nổi lên, truyền ra một cỗ hấp lực. Xuy xuy xuy, nhiễu sóng lão tổ biến thành bãi kia nước mủ, lập tức hóa thành từng sợi thuần túy hắc ám khí tức, bị hút vào đến luân hồi bàn bên trong. Luân hồi bàn lại răng rắc chuyển động, đem tất cả hắc ám khí tức, toàn bộ chuyển vận đến Diệp thần thể nội. Chỉ một thoáng, Diệp thần tựa như có từng sợi mục nát ngàn năm thi thủy, điên cuồng rót vào trong thân thể mình, hơn nữa những thứ này thi thủy, còn tại sôi trào vặn vẹo biến dị tàn phá bừa bãi. Biến thành vô tận yêu ma, xúc tu, côn trùng, quái vật, còn có quỷ dị chứa hình dáng đồ vật, tại hắn gân cốt bên trong vui mừng gào thét lao vụt lôi kéo khắp nơi. Cắn răng, Diệp thần đem bộ phận hắc ám năng lượng, dẫn vào ma ngục mệnh tinh bên trong. Nguyên bản vốn đã hao hết tinh hoa, trở nên ảm đạm ma ngục mệnh tinh, lại lần nữa sáng lên. Địa ngục khôi phục. Ngay sau đó, Diệp thần thi triển lẫn nhau tự quyết, phóng xuất ra một bộ phận thánh quang năng lượng, cùng nhiễu sóng lão tổ năng lượng hắc ám dung hợp. Cuối cùng, có ba thành thánh quang năng lượng, thuận lợi bị hòa giải. Diệp thần trong đan điền, thêm ra một bức thái cực đồ, âm dương nhị khí chậm rãi lưu chuyển, lẫn nhau tuần hoàn, sinh sôi không ngừng. Cái này thái cực đồ, âm một nửa, chính là nhiễu sóng lão tổ năng lượng. Dương một nửa, nhưng là thánh quang năng lượng. Tại Diệp thần lẫn nhau tự quyết tinh diệu thủ pháp điều hòa lại, âm dương nhị khí hoàn mỹ tạo thành cân đối, vô lượng linh khí từ trong thái cực đồ tản ra, tẩm bổ Diệp thần toàn thân. Hô hô hô, Diệp thần chỉ cảm thấy toàn thân thư sướng, tu vi rất nhanh đột phá, đầu tiên là đột phá đến thiên đế cảnh 6 tầng trời trung giai, sau đó nhất cử bước vào 6 tầng trời cao giai, thậm chí còn có tiến bộ dấu hiệu. Đoán chừng nhiều nhất đến ngày mai, Diệp thần liền có thể lại vào bước đến 6 tầng trời đỉnh phong tình cảnh. Phía trước cùng thiên thanh tử chiến đấu, Diệp thần hao tổn cực lớn, nhưng bây giờ thôn phệ nhiễu sóng lão tổ, lại hòa giải bộ phận thánh quang năng lượng, hắn nội tình khôi phục một chút. Thiếu đế đại nhân, người cảm giác như thế nào? Ác mộng lão tổ có chút kinh ngạc nhìn xem Diệp thần thôn phệ nhiễu sóng lão tổ sau, vừa mới bắt đầu thời điểm, cơ thể bốc lên hắc khí, nhưng rất nhanh, cỗ khói đen này, liền bị một tia thần thánh quang huy trung hòa. Đến bây giờ,
một đạo thái cực đồ hư ảnh đồ đằng, tại Diệp Thần sau lưng hiện lên, âm dương nhị khí chậm rãi chuyển động, đại đạo diệu uẩn làm cho người rung động. Ác mộng lão tổ vốn là còn cho là, Diệp Thần nuốt nhiễu sóng lão tổ sau, sẽ lập tức xa đọa hắc ám, nhưng không nghĩ tới, Diệp Thần lại có thủ đoạn có thể hòa giải, thần chí cũng không có mảy may mê thất. Cũng không tệ lắm, ác mộng lão tổ, người lập công lớn. Diệp Thần nắm quyền một cái, cảm thụ được chính mình cường đại hơn nhiều sức mạnh, cười cười nói. Tinh thần quan sát đan điền, Diệp Thần lại từ cái kia thái cực đồ bên trong, rút ra đến một tia đặc thù quang. Đó là Phản Thiên Quang. Nhiễu sóng lão tổ nắm giữ một phần Phản Thiên quyền hành, bây giờ cũng về Diệp Thần tất cả. Ba phần Phản Thiên quyền hành, triệt để dung hợp một thể, Diệp Thần đã kế thừa Phản Thiên toàn bộ đạo thống, đủ loại sáng thế đại đạo diệu pháp, không ngừng trong đầu nổ tung. Nhưng ra ngoài ý định, Diệp Thần phần thiên đại kiếp, cũng không có lại bạo phát. Hắn thôn phệ nhiễu sóng lão tổ, lại kế thừa nhiều hơn một phần Phản Thiên quyền hành, theo lý mà nói, phần thiên đại kiếp hẳn là phải lập tức nổ tung. Nhưng bây giờ, Diệp Thần thân thể khỏe mạnh tốt, cảm giác trước nay chưa có thoải mái, mười phần nhẹ nhàng khoan khoái. Thần sắc đẹp nắm tay của hắn, từng sợi ôn nhuận lại thần thánh tinh khiết quang, từ thần sắc đẹp truyền tay đưa qua, bao phủ Diệp Thần toàn thân. Tại thần sắc đẹp quang huy che chở cho, Diệp Thần phần thiên đại kiếp, cũng không có phát tác, thậm chí dần có dần dần hóa giải dấu hiệu. Thân thể ngươi không sao, Diệp Thần, ta có thể bảo hộ ngươi. Thần sắc đẹp ôn nhu nhìn qua Diệp Thần, ở dưới con mắt mọi người, lại hôn lấy Diệp Thần một chút. Diệp Thần trong miệng một hồi mùi thơm ngát ngọt ngào, càng cảm thấy toàn thân sảng khoái, thần sắc đẹp khí tức tựa như xuân phong hóa vũ, cột rửa hết thảy tai nạn kiếp hỏa, Diệp Thần trong đan điền núi lửa cũng không có lại phun trào, thậm chí ngọn núi lửa này bản thể đều phải tan rã sụp đổ, như tiêu mất ổ bệnh. Nguyên Thiên Đế biểu lộ khó coi, nói: "Luân hồi chi chủ, ngươi, ngươi đây là đang khinh nhờn." Thần sắc đẹp là ánh sáng mặt trời thánh mẫu, từ một loại nào đó góc độ tới nói, nàng thậm chí là thân nhân của ngươi. Các ngươi đang làm gì, các ngươi là tại nghịch chuyển thiên luân. Đây là tối tội ác ác đọa, Thái Sơ tại nhìn các ngươi làm sao dám. Ác mộng lão tổ biểu lộ cũng có chút phức tạp, hắn vốn đang cho là, Diệp Thần sẽ triệt để sa đọa đến trong vực sâu đi, không nghĩ tới lại đã đạt tới âm dương quân hành cảnh giới. Bất quá, nhìn xem thời khắc này Diệp Thần, cùng thần sắc đẹp thân cận bộ dáng, ác mộng lão tổ lại nhịn cười không được, hắn đứng dậy, nhịn không được ngửa mặt lên trời lớn tiếng nói, ha ha, ác đọa tốt. Chính là muốn ác đọa, chính là muốn khinh nhờn, chính là muốn để Thái Sơ hổ thẹn. Hắn khâm định thánh mẫu, bất quá là một đầu ác đọa nữ nô. Diệp Thần nghe đến lời này có chút phẫn nộ, quát lên, đủ. Ngươi nói chuyện như thế nào khó nghe như vậy? Ác mộng lão tổ vội vàng cúi người chào nói, là. Thiếu đế đại nhân. Thuộc hạ thực sự nhìn không được vui sướng trong lòng, người thu phục ánh sáng mặt trời thánh mẫu, đây là thiên đại hỷ sự. Bất quá vì để tránh cho Thái Sơ quan hệ, còn xin thiếu đế đại nhân vặn vẹo thiên cơ, che đậy thượng giới nhìn trộm. Diệp Thần nhìn xem thần sắc đẹp ái mộ tinh khiết ánh mắt, có thể rõ ràng cảm nhận được nội tâm của nàng, nàng tình nguyện đi theo chính mình cùng một chỗ chịu khổ, thậm chí cùng chết đi, cũng không muốn lên ngôi vì ánh sáng mặt trời thánh mẫu. Nội tâm của hắn cũng rất là cảm kích cùng ưa thích. Cũng không để ý cái gì ác đọa cùng thiết độc, lúc này vận chuyển nhiễu sóng đại đạo, sau lưng thái cực đồ bên trong, âm khí phun ra, một tiếng xào xạc, hóa thành vô tận khói mù mây đen, che đậy tinh không. Giữa thiên địa, hết thảy tia sáng đều bị lồng đóng, đông nghịt một mảnh, cái gì cũng không nhìn thấy. Hết thảy thiên cơ, đều bị bóng tối sức mạnh vặn vẹo. Diệp Thần cùng thần sắc đẹp ôm nhau, trong bóng đêm, có thể mơ hồ nhìn thấy lẫn nhau khuôn mặt hình dáng, Diệp Thần gọi đến một mảnh khói đen. Bao trùm hai người, ngăn cách ngoại nhân quan sát. Trong hắc vụ, hai người thân mật hơn ôm nhau. Thần sắc đẹp trong thân thể, có vô cùng thuần mỹ thánh quang, những thứ này thánh quang, đủ để hóa giải Diệp Thần phần thiên đại kiếp, hắn tham lam tìm kiếm lấy. Ầm ầm. Đột nhiên, dị biến buông xuống, ngoại giới truyền đến một cỗ lôi minh sụp đổ một dạng trầm đục âm thanh. Tinh không bỉ ngạn, tử kiếm tinh cốc. Nhậm Phi Phàm nhìn xem hết thảy chung quanh, biểu lộ ngưng trọng. Hắn mặc dù nghe nói qua thiên khôi kiếm chủ rất nhiều lần, nhưng chưa bao giờ chân chính trên ý nghĩa gặp qua. Vốn là dựa theo Siva an bài, hẳn là mấy tháng sau mới gặp, nhưng kế hoạch không đuổi kịp biến hóa, quân kiếm ảnh xảy ra chuyện. Hắn linh thức phóng thích, phát hiện cái này tử kiếm tinh cốc, quanh năm bị một tầng như có như không sương mù bao phủ, thậm chí còn có mấy cỗ cường đại kiếm khí. Bây giờ, Nhậm Phi Phàm còn phát hiện, trung ương chi địa có một đạo cực kỳ quỷ dị,
thậm chí như vực sâu tử khí. Chỉ sợ cái kia tử khí nơi phát ra chính là Shiva trong miệng quân kiếm ảnh tang lễ. Chung quanh không ngừng có cường giả từ bốn phương tám hướng chạy đến, bọn hắn thân mang hoa lệ chiến giáp, ánh sáng lóe lên, phảng phất chiến thần buông xuống, có người khoác áo bào đen, cõng trường kiếm, thần bí khó lường, như u linh xuyên thẳng qua trong đám người. Nhậm Phi Phàm biết, những cường giả này tề tụ nơi này, một mặt là từ đối với Thiên Khôi kiếm chủ kính trọng, một phương diện khác cũng là hiếu kỳ thần bí tang lễ sau lưng đến tột cùng. Nhậm Phi Phàm ẩn nấp trong đám người, yên lặng quan sát đến đây hết thảy. Thân ảnh của hắn ở trong sương mù như ẩn như hiện, phảng phất cùng cái này thần bí hoàn cảnh hòa làm một thể. Quan sát rất lâu, Nhậm Phi Phàm cảm thấy có cái gì không đúng, chỗ chính giữa nhất vậy mà bố trí một cái trận pháp. Trận pháp này vì cái gì cho ta cảm giác quỷ dị? Tiếng nói vừa ra, Shiva âm thanh truyền đến, cái này Thiên Khôi kiếm chủ tuyệt đối sẽ không để quân kiếm ảnh chết vô ích, nếu như ta không có đoán sai. Hắn phải dùng một loại phương pháp khác để cái này ái đồ trùng sinh. Nhậm Phi Phàm khẽ giật mình, biết Shiva dù chưa đích thân tới, nhưng cũng dùng thủ đoạn nào đó quan sát đến, liền tiếp theo vấn nói, quân kiếm ảnh bản nguyên cùng linh hồn đều không còn, coi như hóa thành quang, chỉ sợ cũng khó mà tìm về, như thế nào trùng sinh. Nếu như Diệp Thần muốn làm như thế, ta tin tưởng, nhưng Thiên Khôi kiếm chủ, dù là thực lực rất mạnh, chỉ sợ cũng làm không được a. Shiva âm thanh tiếp tục vang lên, đừng quên. Thiên Khôi kiếm chủ sau lưng là cái kia Tử Tiêu thần sơn, Tử Tiêu thần sơn tại tinh không bỉ ngạn cũng là cực kỳ thần bí tồn tại. Ta hôm nay nhường ngươi đến xem, cũng là nghĩ nhường ngươi sớm cảm thụ một chút Tử Tiêu thần sơn đạo thống như thế nào. Nhìn, Thiên Khôi kiếm chủ xuất hiện. Theo ánh mắt của mọi người tập trung, Thiên Khôi kiếm chủ chậm rãi hiện thân, buông xuống ở một tòa bên trên tế đàn. Hắn một thân áo bào đen, tựa như trong đêm tối ma chủ, cho người ta một loại cực kỳ mãnh liệt cảm giác áp bách. Áo bào đen tại trong gió nhẹ nhẹ nhàng phiêu động, càng tăng thêm mấy phần khí tức quỷ dị. Nhậm Phi Phàm chú ý tới, Thiên Khôi kiếm chủ sau lưng, ba thanh phong ấn thần kiếm tản ra lăng lệ tia sáng, phảng phất tùy thời đều có thể chạm phá thương khung. Trong đó một thanh kiếm, dường như là Diệp Thần để ta tìm kiếm chuôi này, nhưng lại có chút không giống. Nhậm Phi Phàm lẩm bẩm nói. Mà giờ khắc này, dưới hắc bào Thiên Khôi kiếm chủ, ánh mắt bên trong tràn đầy phẫn nộ cùng bi thương. Đó là một loại đối với đồ đệ cái chết vô tận bi thương cùng đối với vận mệnh bất khuất chống lại. Hắn đứng ở một tòa đàn tế cổ kính bên trên, bốn phía hiện đầy phù văn thần bí cùng trận pháp, càng là cắm đầy từng chuôi kiếm gãy. Kiếm gãy huyết hồng, như uống máu chi kiếm. Cảm tạ đại gia có thể cho ta một bộ mặt, đến đây chứng kiến, trước đây không lâu, ta đổ quân kiếm ảnh bất hạnh qua đời, ta tâm bi đau. Nhưng ta sẽ không để cho hắn liền như vậy tan biến, ta đem vận dụng đặc thù nghi thức, để hắn phục sinh. Đương nhiên, còn có các vị xuất thủ tương trợ. Thiên Khôi kiếm chủ âm thanh trầm thấp mà hữu lực, quanh quẩn tại toàn bộ tử kiếm tinh cốc. Lời vừa nói ra, mọi người đều kinh. Phục sinh người chết, không tính nghịch thiên, nhưng bản nguyên không còn lại như thế nào phục sinh, đây là bực nào hành vi nghịch thiên. Còn có, cần bọn hắn tương trợ là có ý gì? Thiên Khôi kiếm chủ không đợi đám người phản ứng, hai tay vũ động, cái kia sau lưng ba thanh kiếm tản ra ba đạo ánh sáng quỷ dị. Cuối cùng hóa thành một đạo đỏ thẫm chỉ từ sau lưng của hắn bay ra, rơi vào chính giữa tế đàn thạch quan phía trên. Trong chớp mắt, xích quang nhóm lửa toàn bộ tế đàn, vô biên đại địa chấn chiến, đám người dưới chân càng là xuất hiện một đầu quỷ dị đỏ khe. Giống như một loại nào đó cổ lão trận pháp bị triệt để tỉnh lại. Thuần dương vào kiếm trận, chính là Thiên Khôi kiếm chủ hao phí vô số tâm huyết sáng tạo, trận này lấy thuần dương chi lực cùng quang làm dẫn, có thể tỉnh lại ngủ say lại biến mất linh hồn. Giao phó sinh mệnh sức sống mới. Thiên Khôi kiếm chủ sắc mặt ngưng trọng, hắn cắn nát ngón tay, đem máu tươi sái nhập trong trận, máu tươi trong nháy mắt dung nhập trận pháp, một đạo ánh sáng chói mắt phóng lên trời, phảng phất muốn đâm thủng bầu trời. Theo tia sáng tràn vào, trong trận thạch quan chấn động. Trong chốc lát tại chỗ vỡ vụn. Nhậm Phi Phàm hai con ngươi ngưng lại, biểu lộ có chút ngưng kết, đơn giản là trong thạch quan căn bản không phải nhân loại, cũng không phải quân kiếm ảnh thi thể. Mà là một tôn cực lớn, trải rộng cổ lão đường vân kiếm ma. Cái này Thiên Khôi kiếm chủ đang làm cái gì? Hắn điên rồi sao? Đó căn bản không phải quân kiếm ảnh. Cái này kiếm ma không phải người không phải thú, quanh thân như vực sâu, lại hiện ra quỷ dị hồng quang, quá mức làm người ta sợ hãi. Trận pháp lên, tia sáng bộc phát, cái kia ngủ say kiếm ma tựa hồ chậm rãi thức tỉnh. Kiếm ma hai con ngươi tinh hồng, tản ra khí tức kinh khủng, thân thể của nó cao lớn mà uy mãnh. Màu đen vảy phù lập lòe băng lãnh tia sáng.
Kiếm ma phảng phất bị một cổ thần bí sức mạnh khống chế, chậm rãi đứng dậy, phát ra một tiếng đinh tai nhức óc gào thét. Mọi người tại đây khiếp sợ không thôi, bọn hắn cảm nhận được kiếm ma trên thân tản mát ra lực lượng cường đại, nhưng mà, rất nhanh bọn hắn liền phát hiện dị thường, trên mặt đất, tinh quang di động, phảng phất có sinh mệnh đồng dạng. Trong địa mạch, một cổ thần bí sức mạnh lặng yên phun trào, vậy mà tại hấp thu bọn hắn một bộ phận linh khí cùng pháp tắc, rót vào kiếm ma thể nội. Nhậm Phi Phàm lúc này mới chợt hiểu, nguyên lai Thiên Khôi kiếm chủ mục đích không chỉ là phục sinh quân kiếm ảnh, càng là muốn nhờ đám người một phần lực lượng, chế tạo ra một cái càng cường đại hơn kiếm ma. Trong chớp mắt, Nhậm Phi Phàm chặt đứt đạo kia liên hệ, bất quá có một chút yếu võ giả ngược lại là không có vận tốt như vậy, có chút thậm chí không cách nào cắt đứt liên hệ, thậm chí tại chỗ hóa thành khô lâu. Đương nhiên càng nhiều hơn chính là hóa thành một đạo đạo quang chuẩn bị rời đi. Bất quá còn có một bộ phận tựa hồ cùng Thiên Khôi kiếm chủ có liên quan. Bọn hắn lại tài nguyên kính dâng lực lượng của mình. Nhìn xem chung quanh, Nhậm Phi Phàm trong lòng dâng lên một tia sát cơ, hắn biết rõ, Thiên Khôi kiếm chủ cử động lần này nhất định đem dẫn phát một hồi tai nạn. Nếu để cho cái này không biết lai lịch gì kiếm ma hoàn toàn phục sinh, hậu quả khó mà lường được. Nhưng mà, sát cơ của hắn vừa mới sinh ra, liền bị Thiên Khôi kiếm chủ phát giác. Áo bào đen phía dưới một đôi cổ lão con mắt đang nhìn chăm chú Nhậm Phi Phàm. Hai người hai con ngươi đối mặt, tựa như hư niệm giao chiến. Trong khoảnh khắc đó, Nhậm Phi Phàm phảng phất thấy được vô tận kiếm ảnh cùng lực lượng cuồng bạo hướng hắn đánh tới. Trong lòng của hắn run lên, vội vàng thu liễm khí tức, cự kình đem kiếm ảnh hóa thành hư vô, hắn giấu tại trong đám người, càng là hóa thành nhật nguyệt chi quang rời đi nơi đây. Làm rời đi Tử Kiếm Tinh Cốc nháy mắt, Nhậm Phi Phàm trong lòng lộp bộp một tiếng. Con người của hắn càng là hoảng sợ. Không phải là bởi vì Thiên Khôi kiếm chủ, mà là bởi vì không không lúc nào để chống chuyện, nơi đó pháp tắc giống như tại sụp đổ. Chẳng lẽ quy khư đại kiếp sớm phủ xuống? Cách đó không xa hư không ba động. Siva từ trong đi ra. Hắn nhìn xem biểu lộ Nhậm Phi Phàm, gật gật đầu, người cảm giác không tệ. Quy khư phủ xuống. Nhậm Phi Phàm từ Siva trong miệng đạt được chắc chắn, đôi mắt thoáng qua một tia kiên quyết. Quy khư vì cái gì trước thời hạn? Ta có thể làm cái gì? Siva lắc đầu, người muốn làm chính là thật tốt chữa trị ngươi căn cơ, chờ đợi Diệp Thần phi thăng tinh không bị ngạn. Quy khư, người phàm không thể ngăn cản, liền chúng ta trụ thần đều khó mà chống lại. Bất quá không không lúc nào chỉ có người có thể. Ta đoán không bao lâu nữa, Diệp Thần liền sẽ đi tới tinh không bị ngạn, phiền phức của hắn cũng không ít. Thiên Khôi kiếm chủ, người cũng thấy, hắn là phiền phức một trong, vẻn vẹn một trong. Nếu như người cùng Thiên Khôi kiếm chủ quyết chiến, người cảm thấy người có thể có mấy phần thắng? Nhậm Phi Phàm cau mày, lắc đầu, Thiên Khôi kiếm chủ rất mạnh, ta bây giờ trạng thái không phải là địch thủ của hắn, nếu là chữa trị một bộ phận căn cơ vấn đề, có lẽ có thể cùng một trận chiến. Bất quá, phía sau hắn ba thanh kiếm, cho ta một loại cảm giác càng nguy hiểm hơn. Siva nói, người đoán không lầm, hắn cái kia ba thanh kiếm liền đến từ Tử Tiêu Thần Sơn. Cái này ba thanh kiếm bất luận cái gì một thanh cũng là thần binh, thay cái thuyết pháp, bọn hắn kỳ thực là Tử Tiêu Thần Sơn chấn sơn 10 trong kiếm ba thanh. Nhậm Phi Phàm ra mặt lắc một cái, hỏi, Tử Tiêu Thần Sơn còn có 7 chuôi dạng này kiếm. Siva gật đầu nói, đúng vậy, ta trong cõi U Minh cảm thấy, Diệp Thần cùng những thứ này kiếm có chút ngọn nguồn, nhưng cụ thể không biết. Nhậm Phi Phàm áp chế nội tâm chấn kinh, nhìn về phía không không lúc nào trống không phương hướng, lo lắng nói, Siva, những thứ này trả qua tại xa xôi, dưới mắt, chúng ta chỉ có chờ đợi quy khư kết thúc. Siva nói thẳng, ta dẫn người đi cái địa phương, đi theo ta. Rất nhanh hai đạo ánh sáng liền biến mất tại chỗ. Mà liền tại Siva cùng Nhậm Phi Phàm rời đi không bao lâu. Một đạo màu đen quang rơi vào nơi đó, khói đen cuồn cuộn, một cái áo bào đen thân ảnh xuất hiện. Dĩ nhiên chính là cái kia Thiên Khôi kiếm chủ. Thiên Khôi kiếm chủ đóng lại hai con ngươi, cảm giác chung quanh, rất lâu, hắn chậm rãi mở ra, có chút khó có thể tin, lẩm bẩm nói, thế nào sẽ có trụ thần nhân quả? Chẳng lẽ ta bị những cái kia trụ thần để mắt tới? Còn có nam nhân kia, vì cái gì đối với ta sẽ có định ý lớn như vậy? Mấu chốt, ta trận pháp thế mà không có để lại người này tin tức, có chút ý tứ. Nói xong, một cái kim bào thân ảnh xuất hiện ở Thiên Khôi kiếm chủ trước mặt, hắn chắp tay một cái, sư tôn, ngài tìm ta. Thiên Khôi kiếm chủ nhìn xem người này, gật đầu nói, giật gió, người táng hồn kiếm đạo tu phải như thế nào? Vân Giật Phong hồi đáp, cùng sư tôn chênh lệch cực lớn. Thiên Khôi kiếm chủ khoát khoát tay. Không cần như thế,
nhưng ngươi một mực điều tra Diêm Phù tinh thạch rơi xuống như thế nào. Vân Giật Phong hai con ngươi trong nháy mắt nghiêm túc, còn xin sư tôn trách phạt, ta phái môn bên trong đại bộ phận đệ tử tiến đến điều tra, không có bất kỳ cái gì rơi xuống. Càng quan trọng chính là, đầu mối duy nhất, Huyền Thanh đạo trưởng cũng lựa chọn tự bạo bản nguyên. Thiên Khôi kiếm chủ lông mày nhướng lên, ngươi cùng Huyền Thanh, trước kia không phải có chút nhân quả, là ngươi ép hắn như thế. Vân Giật Phong biến sắc, lắc đầu, sư tôn, chuyện này không có quan hệ gì với ta, chắc có thế lực khác nhúng chàm. Tinh Không Bỉ Ngạn cũng vẻn vẹn ngờ tới, trước kia Huyền Thanh tiếp xúc qua Diêm Phù tinh thạch, đến nỗi cụ thể, không người biết được. Thiên Khôi kiếm chủ hai tay chắp sau lưng, ngẩng đầu, nhìn về phía chân trời từng đạo lưu quang, rơi vào trầm tư. Ước chừng thời gian một nén nhang, hắn mới mở miệng nói, giật gió, Diêm Phù tinh thạch sự tình trước tiên dừng lại, người đi điều tra một chuyện khác. Chuyện gì? Vân Giật Phong chắp tay nói. Thiên Khôi kiếm chủ hai con người đạm nhiên, âm thanh lạnh lùng nói, Hắc Vương mẫu tung tích. Ba chữ này vừa ra, Vân Giật Phong sắc mặt đại biến, hai con người càng là cực độ hoảng sợ, nhưng hắn chỉ có thể đem đây hết thảy áp chế, cung kính nói, là, sư tôn. Bây giờ, không không lúc nào khoảng không. Ầm ầm, không ngừng vang lên. Ngay sau đó, là bốn phương tám hướng, đều có không tầm thường muộn hưởng chuyện lai, như thiên cổ gióng lên, đất rung núi chuyển, tinh không rung chuyển không ngừng. Thần sắc đẹp khí tức lộn xộn, nhưng nội tâm kiên định, nàng đã chuẩn bị hiến thân cho Diệp Thần, nhưng nghe đến ngoại giới chuyển đến vang động, nàng và Diệp Thần đều có loại bất an dự cảm, hai người ngẩng đầu lên. Oanh, 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 tại xa xôi thời không chỗ sâu, có từng khỏa hằng tinh, đột ngột nổ tung. Nổ tung vọt lên một đạo màu máu đỏ cột sáng, chiếu rọi màn trời. Còn có trong tinh không, khắp nơi thâm thúy không gian hắc ám, những thứ này không gian hắc ám, vốn chính là một mảnh hư vô đen như mực, nhưng bây giờ những thứ này đen như mực, thế mà như vật sống giống như nhúc nhích đứng lên, hư vô không gian hắc ám bên trong, hóa sinh ra từng đầu quái dị cực lớn yêu ma. Đếm không hết yêu ma gầm thét, khóc thét lên, phát ra tê liệt âm thanh, sóng âm thế mà xuyên thấu chân không, truyền đến Diệp Thần bên này. Còn có ngàn ngàn vạn vạn khỏa hành tinh, không không lúc nào khoảng không từng cái thế giới phồn hoa, đột nhiên có vô cùng hắc ám nổ lên, sinh linh đổ thán, từng đạo tê tâm liệt phế tiếng la khóc, cũng truyền đến Diệp Thần bên này. Một cỗ kinh khủng đại kiếp ba động, rung động Diệp Thần, thần sắc đẹp, nguyên thiên đế, Phật tổ bọn người. Quy khư đại kiếp đến. Một cái sợ hãi ý niệm, theo số đông trong lòng người nổi lên. Chuyện gì xảy ra, cỗ khí tức này? Thần sắc đẹp có chút kinh ngạc nhìn xem ngoại giới, vô tận hằng tinh nổ tung, đỏ thấm quang chiếu rọi thời không, nàng và Diệp Thần vị trí, cũng bị hồng quang chiếu sáng một mảnh thê lương. Là quy khư đại kiếp, quy khư đến. Diệp Thần đồng tử một hồi kịch liệt co vào, nói. Phật tổ, võ tổ, thiên nữ, kỳ tưởng nhớ rõ ràng bọn người, cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi. Phật tổ nói, không tốt, luân hồi chi chủ cùng thiên thanh tử chiến đấu, còn có hắn thôn phệ nhiễu sóng lão tổ. Kéo theo thiên địa hắc ám, khiến quy khư đại kiếp sớm đến. Thiên nữ che lấy đầu của mình, nói, tại sao ta cảm giác, đầu ta. Đột nhiên đau quá. Kỳ tưởng nhớ rõ ràng ôm đầu, nói, ta cũng là. Hạ Nhược Tuyết một dạng khó chịu, nói, giống như có trí nhớ của kiếp trước, đang không ngừng sôi trào, đau quá. Ngụy Dĩnh nói, không đối với, Nhược Tuyết, ta và ngươi rõ ràng không có kiếp trước. Tôn Di nói, ta cũng không có kiếp trước. Nhưng như thế nào cảm giác có trí nhớ của kiếp trước, hơn nữa không chỉ một kiếp trước, đang điên cuồng xé rách sôi trào. Phật tổ nói, là quy khư huyễn ức, chúng ta thế giới này, kỳ thực đã luân hồi hơn ức vạn lần, thời gian đi đến phần cuối, thế giới liền sẽ quy khư khởi động lại, một lần nữa luân hồi bắt đầu. Chúng ta không có kiếp trước, nhưng thế giới có, thế giới luân hồi hơn ức vạn lần, cái kia ức vạn lượt luân hồi ký ức, bây giờ sôi trào. Nghe được Phật tổ mà nói, Tôn Di, Hạ Nhược Tuyết chư nữ đều là chấn kinh. Liên quan tới quy khư đại kiếp, các nàng cũng nghe qua một chút bí văn, nhưng bởi vì không có trải qua, từ đầu đến cuối có chút u mê. Bây giờ quy khư nhanh chân chính đến, thế giới qua lại ký ức sôi trào, các nàng liền cảm thấy một cỗ như tê liệt đau đớn. Các nàng không có kiếp trước, nhưng thế giới có, thế giới luân hồi ức vạn lượt, thế giới qua lại ký ức sôi trào, như sóng triều đến, điên cuồng xung kích đầu của các nàng. Các nàng liền có một cỗ bị phá tan xé nát một dạng kịch liệt đau nhức. Diệp Thần sắc mặt nặng nhiên, trong truyền thuyết quy khư đại kiếp, tận thế kiếp nạn, chung quy là đến. Hắn có thể cảm giác được, toàn bộ không không lúc nào khoảng không, còn có không không lúc nào khoảng không trở xuống chư thiên thế giới, quá khứ tích lũy đủ loại hắc ám, bắt đầu nổ tung.
Trước đó tại Hoa Hạ thời điểm, có vật lý thiên văn học nhà nói qua, vũ trụ tồn tại số lớn vật chất tối, những thứ này vật chất tối, trên thực tế chính là vực sâu hắc ám tích lũy lắng đọng. Bây giờ tất cả vật chất tối, năng lượng tối, hết thảy hắc ám, cũng bắt đầu nổ tung. Cái gì là quy khư? Chính là thời gian đi đến phần cuối, hắc ám tích lũy đến cực hạn sau, thì sẽ nổ, đem toàn bộ thế giới phá hủy, tiếp đó tại luân hồi pháp tắc trật tự phía dưới, thế giới sẽ khởi động lại. Nhưng bây giờ, cựu thiên đạo đều bể nát, điều khác ở thiên trên đường luân hồi pháp tắc, tự nhiên cũng không còn tồn tại, một khi hắc ám nổ tung, thế giới hủy diệt, cũng sẽ không lại khởi động lại, sẽ lại không trùng sinh, toàn bộ phản thiên thế giới, sẽ thuộc về tịch diệt. Khi xưa 72 trụ thần, sáng tạo qua đủ loại thế giới, về sau những thế giới kia, đều không một ngoại lệ cấp tốc sụp đổ hủy diệt, chỉ có phản thiên sáng tạo thế giới, một mực giữ lại đến bây giờ. Bây giờ, quy khư đến, cái này phản thiên thế giới, cũng sắp muốn hủy diệt. Là vực sâu đưa đến hủy diệt. Cái gì là vực sâu? Lòng người đủ loại dục vọng, tâm tình tiêu cực, thế giới vận hành sinh ra rác rưởi, sinh linh ở giữa lẫn nhau chém giết mang tới tai họa, còn có trụ thần bản thân phần thiên đại kiếp, những vật này tích lũy đến cùng một chỗ, chính là vực sâu. Vực sâu sẽ hủy diệt toàn bộ thế giới, bây giờ hủy diệt đã tới. Diệp thần có thể cảm giác được, tại phản thiên thánh địa bên kia, vòng nguyên biên thủy cũng nổ tung, vô tận hắc ám sôi trào, hóa thành kinh khủng chọc lưu, phóng túng tràn ngập vạn giới. Thậm chí có từng sợi hắc ám chọc lưu, rội rửa đến Diệp thần bên này, bị Nguyên Thiên Đế cùng Phật Tổ ra tay chặt đứt. Nguyên Thiên Đế nói, việc lớn không tốt, quy khư đại kiếp thế mà sớm bộc phát, thần sắc đẹp, chỉ có ngươi có thể cứu thế. Ánh mắt của hắn bắn về phía thần sắc đẹp. Lúc này thần sắc đẹp, cùng Diệp thần thật chặt tới gần, nhưng còn chưa kịp hưởng thụ chân chính vui sướng, tận thế cũng đã đến, đây là ai cũng không nghĩ tới. Thần sắc đẹp ngẩn ngơ, nói, muốn ta cứu thế. Nguyên Thiên Đế nói, đúng vậy, ngươi nghe a, thần sắc đẹp, luân hồi chi chủ, các ngươi nghe một chút, thế giới tại kêu rên, sinh linh đang khóc, thế giới này lập tức sẽ hủy diệt. Vực sâu sẽ chôn vùi hết thảy. Chưa từng không lúc nào khoảng không các nơi, từ chư thiên vạn giới các nơi, đều có kêu rên tiếng khóc truyền đến. Đây chính là quy khư đại kiếp kinh khủng, đại kiếp vừa đến, chư giới tận thế. Phật Tổ cũng nói, đẹp thần sư tôn, tình thế đương thời, thật sự chỉ có ngươi có thể cứu thế. Chỉ có ngươi quang, có thể phá diệt hắc ám. Nhưng, ngươi như xuất thủ cứu thế, liền không có dư lực lại cứu luân hồi chi chủ. Cái này có thể phiền toái. Phật Tổ nhất thời cảm thấy khó giải quyết, lâm vào tình cảnh lưỡng nan. Lúc này quy khư đại kiếp đã bộc phát, thế giới quá khứ tích lũy hắc ám, vực sâu, đủ loại ký ức thống khổ, đủ loại tâm ma, cũng đã cuồn cuộn sôi trào lên. Kỳ tưởng nhớ rõ ràng, thiên nữ, hạ nhược tuyết, ngụy dính, tôn di bọn người, lâm vào ký ức vặn vẹo trong thống khổ, lại có vô tận tâm ma kiếp khó khăn bộc phát, trong thân thể tràn ngập ra từng sợi hắc khí. Một hồi rên rỉ kêu rên âm thanh, theo số đông nữ trong miệng phát ra, các nàng vội vàng khoanh chân ngồi xuống, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, chống cự hắc ám tập kích. Nhưng quy khư đã tới, cuồn cuộn hắc ám khí tức, từ bốn phương tám hướng gào thét mà đến, cản cũng đỡ không nổi. Phật Tổ thấy tình cảnh này, cũng là mười phần khó xử, hắn Phật Pháp cao thâm. Ngược lại là có thể chống lại vực sâu tận thế xâm nhập, nhưng kỳ tưởng nhớ rõ ràng chư nữ nội tình, còn không có Phật Tổ hùng hậu như vậy, lúc này đối mặt đại kiếp hắc ám, các nàng lâm vào vực sâu ăn mòn trong thống khổ. Luân hồi trận doanh cùng Nguyên Thiên Đế trong trận doanh, cũng có rất nhiều võ giả, tại chỗ hét thảm lên, chật vật ngã xuống đất lăn lộn, lôi xé ra thịt của mình, tràng diện cùng tâm ma bộc phát có chút giống. Chư thiên vạn giới không ngừng sôi trào vực sâu hắc ám khí tức. Đủ để đem đáy lòng người chỗ sâu đủ loại tội ác dục vọng ý niệm, toàn bộ câu dẫn đi ra, để cho người ta lâm vào tẩu hỏa nhập ma trong hoàn cảnh đi. Tận thế đại kiếp đến, đến hay lắm a. Ác mộng lão tổ nhìn thấy mọi người tại trong bóng tối chịu khổ, lại nhìn thấy chư thiên vạn giới, khắp nơi hắc ám tàn phá bừa bãi nổ tung tràng cảnh, lập tức lộ ra nét mặt hưng phấn, hướng Diệp thần đạo. Thiếu đế đại nhân, thế giới hủy diệt sắp đến, chúng ta có thể dùng chết đi sinh linh, còn có thế giới xác, phô một đầu thi cốt chi lộ. Một mực thông hướng tinh không bỉ ngạn. Chờ đi đến tinh không bỉ ngạn, chúng ta liền có thể đại triển quyền cước. Rất nhiều trụ thần đều tại tinh không bỉ ngạn hoạt động, chúng ta đi cướp đoạt bọn hắn quyền hành, mở rộng vực sâu, tương lai trấn áp thái sơ, liền nhiều trông cậy vào. Nghĩ tới tương lai đủ loại, ác mộng lão tổ càng hưng phấn. Bây giờ thần sắc đẹp ngay tại Diệp thần bên cạnh, chỉ cần thần sắc đẹp ác đọa, trở thành Diệp thần nữ nô, Diệp thần có thần sắc đẹp trợ lực. Về sau hấp thu cái gì trụ thần quyền chui, liền không sợ phần thiên đại kiếp bạo phát.
Vậy ta nữ nhân làm sao bây giờ? Diệp Thần nhìn về phía Hạ Nhược Tuyết, Tôn Di chúng nữ, nhìn thấy các nàng tại chịu khổ, có thụ tâm ma hành hạ bộ dáng, nội tâm của hắn cũng mười phần lo nghĩ. Ác mộng lão tổ không chút nào không quan tâm nói, mấy người nữ nhân mà thôi, chết liền chết, quy khư đến, các nàng nhất định là muốn chết. Không chỉ các nàng, còn có thiên địa này, cái này chúng sinh, cũng là muốn hủy diệt. Thiên địa chúng sinh huyết nhục, bọn hắn xác, sẽ hóa thành chúng ta thông hướng tinh không thiên lộ, bọn hắn cũng coi như chết có ý nghĩa. Diệp Thần nghe đến lời này, trợn mắt chừng mắt liếc ác mộng lão tổ. Ngươi câm miệng cho ta. Hắn có thể tinh tường cảm nhận được, bị vực sâu chôn vùi sinh linh, không cách nào phục sinh. Theo lý thuyết, nếu như Hạ Nhược Tuyết các nàng chết, vậy thì triệt để chết, không có bất luận cái gì phục sinh khả năng. Thậm chí, các nàng lưu lại thế gian hết thảy vết tích, đều sẽ bị bao phủ. Đến lúc đó, Diệp Thần thậm chí sẽ triệt để quên đi các nàng, liên quan tới trí nhớ của các nàng, đều biết hôi phi yên diệt. Không, nói đùa cái gì? Ta không thể nhìn ta thân bằng, ta người yêu, chôn vùi ở trong vực sâu. Ta cũng không thể trơ mắt nhìn xem thế giới này hủy diệt, ta còn có rất nhiều chưa hoàn thành nguyện vọng. Diệp Thần đứng dậy, cắn răng, bàn tay mãnh liệt đẩy về phía trước, một cỗ thuần trắng thánh quang, từ hắn lòng bàn tay tuôn ra, tiếp đó nổ tung, như mưa chút xuống phiêu tán đến bốn phía. Nhỏ vụn bạch quang, bay lả tả, tiếp xúc đến bạch quang mọi người, Hạ Nhược Tuyết, Tôn Di chư nữ. Còn có luân hồi trận doanh cùng nguyên thiên đế trận doanh các võ giả bình thường, đều tựa như lấy được thần thánh chúc phúc, một chút từ vực sâu tâm ma xâm nhập hành hạ trong trạng thái, khôi phục lại. Đám người ánh mắt khôi phục tỉnh táo, không hề bị vực sâu dày vò, đều là trợn mắt hốc mồm nhìn xem Diệp Thần. Diệp Thần, ngươi! Thần sắc đẹp cũng là kinh ngạc nhìn xem Diệp Thần, vừa mới Diệp Thần bộc phát ra quang, trên thực tế cũng không phải đến từ Diệp Thần chính mình, mà là bắt nguồn từ thần sắc đẹp. Thần sắc đẹp đang nhanh dắt Diệp Thần tay, trong cơ thể nàng từng sợi thánh quang, chính mình thuần mỹ chi quang, còn có Thái Sơ trước đây ban thưởng thánh mẫu ân trạch, đủ loại thần thánh năng lượng, nàng cũng quán thâu đến Diệp Thần trong tay, dùng để hóa giải Diệp Thần phần thiên đại kiếp. Nhưng, Diệp Thần lại không có luyện hóa lại những thứ này thánh quang, ngược lại đem thánh quang huy sái mà ra, gột rửa bốn phía vực sâu hắc ám. Còn chưa đủ. Thần sắc đẹp, chỉ có thể ngươi ra tay rồi. Chỉ có ngươi ra tay, mới có thể cứu vớt thế giới này. Diệp Thần khẽ cắn môi, hắn mượn dùng thần sắc đẹp quang, nhiều nhất bảo hộ Hạ Nhược Tuyết bọn người, nhưng ngoại giới thiên địa chúng sinh, hắn lại không biện pháp cứu vãn. Chỉ có thần sắc đẹp có thể cứu thế, chỉ có nàng quang, có thể phá diệt vực sâu hắc ám. Toàn trường ánh mắt mọi người, cũng là cùng nhau tập trú tại thần sắc đẹp trên thân. Vừa mới đám người chịu vực sâu tâm ma dày vò, đau đớn quả thực không nhẹ. Lúc này khôi phục lại, đều là lòng còn sợ hãi. Bọn hắn cũng sợ vực sâu tai ách, đến lần nữa, đều chờ đợi thần sắc đẹp xuất thủ cứu thế. Muốn ta cứu thế? Không, Diệp Thần, ta không cứu thế, ta chỉ cứu ngươi. Thần sắc đẹp thân thể mềm mại nhẹ nhàng run rẩy một chút, thế giới sinh diệt, nàng cũng không để ý, bây giờ trong mắt nàng chỉ có Diệp Thần. Nàng chỗ chấp trưởng thuần Mỹ chi quang, coi như lại thêm Thái Sơ trước đây chúc phúc, năng lượng cũng là có hạn. Cứu thế sau đó, liền không cách nào lại cứu Diệp Thần. Là cứu thế vẫn là cứu Diệp Thần. Vấn đề này, thần sắc đẹp cũng không có do dự cân nhắc quá nhiều, nếu như Diệp Thần chết, thế giới cho dù có thể sống còn, lại có ý nghĩa gì? Thiếu đế đại nhân, đừng nói giỡn, ngươi là vực sâu đế tử, lại có thể nào đi cứu thế? Thế giới này tan vỡ, chúng ta cùng Thái Sơ đánh cờ, liền có thể đại thắng một nước. Ngươi có thể nào có thể cứu thế loại này ngu xuẩn ý niệm? Ác mộng lão tổ sắc mặt rất khó coi, ngữ khí cũng biến thành có chút đụng nhau, hắn không nghĩ tới Diệp Thần lại có cứu thế ý niệm. Thần sắc đẹp nói, Diệp Thần, ta chỉ là có hạn, ta chỉ có thể cứu ngươi. Nàng vừa nói, vừa đem chính mình quang, từ trong lòng bàn tay quán thâu đến Diệp Thần trên thân. Nhưng Diệp Thần không có tiếp thu, mà là đem nàng quang, dẫn đạo đến ngoại giới. Thần sắc đẹp sắc mặt thay đổi. Diệp Thần nói, thần sắc đẹp, ta muốn ngươi cứu thế. Ngươi cứu thế ngoài, cũng có thể dùng ánh mắt còn lại cứu ta. Cũng không phụ thiên hạ, cũng không phụ ta. Ngươi dư quang, mặc dù không đủ để triệt để hóa giải ta phần thiên đại kiếp, nhưng ít ra cũng có thể cho ta đầy đủ chúc phúc che chở, chỉ ít có thể cam đoan, ta đại kiếp, trong vòng 10 năm sẽ lại không tái phát. Diệp Thần có thể tinh tường cảm nhận được thần sắc đẹp trong thân thể năng lượng, cứu thế hoàn toàn đầy đủ, hơn nữa còn có dư quang còn lại, có thể cùng nhau cứu rỗi hắn. Thần sắc đẹp buồn bã nói. Cái kia 10 năm sau đâu? Nàng dư quang, đích xác có thể bảo đảm Diệp Thần 10 năm không lo.
Nhưng thời gian 10 năm, trong nháy mắt vội vàng mà qua, 10 năm sau đó, Diệp Thần lại nên đi nơi nào? Diệp Thần nhìn ra xa hướng lên bầu trời, tại thần sắc đẹp quang huy chiếu rọi, trên đỉnh đầu hắn bầu trời, hắc ám sương mù đã tán đi, có thể nhìn thấy Bỉ Ngạn rực rỡ tinh quang, trong lòng chợt cảm thấy một hồi nhẹ nhàng khoan khoái, nói. 10 năm sau sự tình, 10 năm sau lại nói. 10 năm này, ta chắc chắn có thể tìm được những biện pháp khác, giải quyết ta kiếp nạn. Diệp Thần nắm quyền một cái, hắn có tự tin này, cho hắn thời gian 10 năm, hắn có lòng tin hóa giải hết thảy tai ách. Biện pháp đơn giản nhất, chỉ cần 10 năm này bên trong, hắn tu vi có thể tấn thăng đến nhật nguyệt cảnh, liền có thể triệt để trấn áp thể nội phần thiên đại kiếp. Điều kiện tiên quyết là, hắn không thể lại đi hấp thu trụ thần quyền chuôi. Thần sắc đẹp một hồi ngốc trệ, nhìn xem Diệp Thần ánh mắt kiên định, nàng lâm vào mê mang bên trong. Nàng biết, Diệp Thần là quật cường tính khí, tất nhiên quyết định muốn cứu thế, vậy nàng quang, Diệp Thần cũng sẽ không lại đi đón nhận. Nếu chỉ tiếp nhận nàng dư quang, cái kia Diệp Thần phần thiên đại kiếp, cũng không thể hoàn toàn hóa giải, tối đa chỉ là hòa dịu, có thể bảo đảm 10 năm không phát tác. Thần sắc đẹp khẽ cắn môi, cũng không nhẫn lưu lại như thế tai họa ngầm, ánh mắt nhìn về phía Ác Mộng lão tổ, hy vọng Ác Mộng lão tổ có thể khuyên nhủ Diệp Thần. Ác Mộng lão tổ toàn thân phát run một chút, nói, thiếu đế đại nhân, ngươi như khăng khăng cứu thế, vậy thuộc hạ chỉ có thể mạo phạm, người đời này đều mơ tưởng từ mộng thiên huyễn nguyệt đồ bên trong đi ra. Nói đi, Ác Mộng lão tổ thủ quyết kết động, mộng thiên huyễn nguyệt đồ nổ lên từng sợi quỷ bí quang, tạo thành cực quang một dạng màn trướng, vây khốn bốn phía, đem Diệp Thần cùng thần sắc đẹp nhốt ở bên trong. Ngươi khốn không được ta. Diệp Thần sắc mặt phát lạnh, bàn tay nắm chặt, một cỗ nhiễu sóng vặn vẹo khí tức, như đao kiếm giống như hướng về bốn phía phá sát, mang theo nhật nguyệt quang, một chút đem Ác Mộng lão tổ vây khốn màn sáng, toàn bộ xoắn nát. Thời khắc này Diệp Thần, kế thừa nhiễu sóng lão tổ đạo thống, lại có thương thiên hạc trợ lực, đã không sợ Ác Mộng lão tổ phản loạn. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 606.